dây liên quan vào cái nhân cuối cùng rồi. Nhiều đều hết đấy. Quan thì đấy khá hết. Rồi, chào năm chị đang xem livestream ở thời trang công sở nha. Các chị vào nhanh tay để lựa chọn mẫu này cho mình nè. Hôm nay bên em về thêm 30 chiếc áo dạ này nữa để phục vụ đến cho các chị nha. Nên là mỗi chị ra chia sẻ cho em 2 đến 3 lần giúp em đi. Hôm qua những chị em nào mà chưa lựa chọn được cho mình cái mẫu áo dạ này hot hit này ở bên em thì vào luôn đây lựa chọn cho em nha. Hôm nay về thêm 30 cái nữa bên em mang lên đây bán và nhận chỉ 30 đơn hàng thôi. Với mẫu thiết kế áo dạ này ở bên em cho các chị này. Mỗi chị ra chia sẻ 2 đến 3 lần trở lên giúp em đi lên đến 100 lượt xem em bắt đầu báo giá của mẫu này và bán mẫu này ở bên em cho các chị nha. Mỗi chị chia ra chia sẻ 2 đến 3 lần trở lên giúp em để bên em bán mẫu này ở bên em cho các chị với giá cực kỳ ưu đãi luôn này. Hôm qua những chị em nào chưa lựa chọn được cái mẫu hot này ở bên em thì vào luôn cái livestream này để lựa chọn giúp em nha. Và ra chia sẻ luôn cho em này. Mẫu này ở bên em có giá là mẫu này ở bên em này có giá đang bán tại shop là 560.000 đồng nha. Là 560.000 đồng giảm tại livestream này chỉ còn 260.000 đồng một set. Và có mã là mã A19 nha các chị em. Có mã là mã A19 260.000 đồng một set này. Và mẫu này ở bên em, bên ngoài là một lớp dạ nha. Dạ này là dạ ép này. Dạ ép nha. Mặc lên rất là mềm mịn luôn. Bên trong có thêm một lớp lụa cho các chị nha. Bên trong là một lớp lụa nha các chị em. Hàng cực kỳ mềm mịn cho các chị em mặc lên này. Rất là trẻ trung luôn nha. Thiết kế cổ này và cúc và có túi ở hai bên cho các chị để tiền để điện thoại đều rất là đẹp luôn. Có đủ size cho những chị em từ 40 cân đến 75 cân đều có size mà vừa. Thiết kế như mẫu em mặc lên đây có tặng kèm thêm cho các chị một cái nơ này. Các chị có thể thắt cũng được hoặc không thắt cũng được nha. 44 cân chị mặc vừa size S cho em này. Chị màu tím ơi, chị lấy màu đỏ đô để lại số điện thoại cho em. Màu này đang rất là hot ở bên em nha. Chị Phạm Hoài xe 55 cân mặc vừa size L này. Comment cho em đúng cú pháp là A19 kèm màu kèm số điện thoại ra chia sẻ 3 lần để được mua với giá ưu đãi ở bên em nha. Hôm nay bên em chỉ có 30 set áo dạ này mang lên đây bán giá tri ân cho các chị thôi. Hai bên túi mặc lên vừa trẻ trung vừa sang trọng này. Comment đúng cú pháp thì mới có đơn hàng nha các chị em. A26 kèm màu A19 kèm màu kèm số điện thoại cho em này. Chị Nga Nguyễn 47 cân mặc vừa size M cho em nha. Và có 4 tông màu cho các chị lựa chọn. Màu đang rất là hot ở bên em hiện tại bây giờ đó là màu đỏ đô như mẫu em đang mặc nha. Có thêm màu đỏ này. Có thêm màu đỏ cam nha. Có thêm màu vàng bò này và có thêm màu kem nha các chị em. Chị Hà Nông lấy màu gì đây chị ơi, comment cho em đúng cú pháp đi. A19 kèm màu kèm số điện thoại và ra chia sẻ luôn cho em nha. Rồi em cho chị màu tím một cái luôn này. Lưu ý là ra chia sẻ giúp em 3 lần và các hội nhóm công khai. Những chị em nào hôm qua chưa lựa chọn được cho mình cái mẫu hot này ở bên em thì vào ngay đây lựa chọn, hôm nay chỉ còn 30 set nữa thôi. Bên em mang lên đây bán giá tri ân cho các chị nha. A19 kèm màu kèm số điện thoại. A19 màu kem này đấy, rất là trẻ trung và sáng da luôn này. Có thêm A19 màu vàng bò nha. A19 màu đỏ cam này và A19 màu đỏ đô như mẫu em đang mặc. 70 cân chị mặc size 3XL nha. Mẫu này ở bên em có đủ size cho những chị em từ 40 cân đến 75 cân đều có size mặc vừa. Chị Hà Nông lấy màu gì, comment cho em màu chị ơi. Comment đúng cú pháp cho em là A19 kèm màu kèm số điện thoại thì mới có đơn hàng ở bên em nha. Không comment đúng cú pháp là sẽ không có đơn hàng đâu ạ. Và tối nay chỉ có 30 set thôi nên bên em mang lên đây bán giá tri ân cho các chị luôn nha. A19 màu đỏ như mẫu em đang mặc này, tặng kèm cho các chị một cái nơ nha. Một cái nơ thắt này mặc này cực kỳ trẻ trung luôn. Bên ngoài của nó là chất liệu da ép này, cực kỳ mềm mịn nha. Bên trong có thêm một lớp lụa cho các chị mặc lên rất là trẻ trung này. Rồi em chốt chị Hoàng Thu một cái A19 màu đỏ đô size N. A19 kèm màu kèm số điện thoại cho em. Rồi em chốt chị Anh Trần một cái A19 màu kem nha. Rồi chốt chị Cao Thanh Chuyên một cái A19 màu đỏ đô này. A19 màu đỏ, A19 màu cam, A19 màu vàng bò và A19 màu kem nha. Mặc màu sáng da là màu vàng bò hoặc màu kem nha chị ơi. Rồi ok, em chốt cho chị Hà Nông một cái này. Em chốt cho chị Hân Bùi một cái nha. Chốt cho chị Dung Phạm một cái luôn này. Quá là đẹp luôn, chỉ có 260.000 đồng. Lưu ý phải chia sẻ mới có giá ưu đãi, không chia sẻ không có giá ưu đãi nha. Rồi ok, chị màu tím một cái cho chị Cao Thanh Chuyên một cái. A19 kèm màu kèm số điện thoại ra chia sẻ 3 lần vào các hội nhóm công khai. Chia sẻ về tường trang cá nhân của mình với chế độ công khai 3 lần giúp em để hưởng mua được mua với giá ưu đãi ở bên em nha. Bên ngoài của nó là chất da ép này, chất da ép cực kỳ mềm mịn nha. Bên trong là một chất là chất lụa nữa nha các chị em, một lớp lụa mỏng này mềm mịn cho các chị mặc lên rất là trẻ trung luôn. Chị Thu Hằng Trần ok chị một cái màu đỏ nha.
560.000 đồng đang bán tại shop em và bán tại livestream này chỉ còn 260.000 đồng cho các chị thôi. Phải comment đúng cú pháp và ra chia sẻ 3 lần thì mới có đơn hàng ở bên em nha. A19 kèm màu kèm số điện thoại ra chia sẻ luôn cho em đi ạ. Rồi chốt cho chị Phạm Hoài xem một cái màu đỏ đô nha. Giá này giá ngắn này, các chị mặc lên cực kỳ trẻ trung nha. Đấy màu đỏ đô như mẫu em nào mặc lên đây, rất là đẹp luôn. Màu này là màu đang rất là hot ở bên em nha. Màu cực kỳ hot luôn, hai bên có túi cho các chị để tiền để điện thoại này. Chị Hà Nông có đơn rồi nha chị ơi. Chị Khánh Vy 70 cân mặc size 3XL cho em này. Lưu ý là phải chia sẻ mới có giá ưu đãi ở bên em. Bây giờ mẫu sẽ thử sang cái màu vàng bò này cho các chị xem nha. Mẫu bên em sẽ đi thử sang cái màu vàng bò này. Trong thời gian mẫu đi thử màu khác thì các chị nhanh tay thoát livestream này ra và chia sẻ cho em 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc về tường trang cá nhân của mình với chế độ công khai 3 lần giúp em nha. Rồi em chốt chị Nga Nguyễn một cái A19 màu đỏ đô luôn ạ. Rồi ok chị Nga Trần một cái màu đỏ đô nha. A19 kèm màu kèm số điện thoại cho em. Đấy bên ngoài là chất da ép này, cực kỳ mềm mịn cho các chị mặc lên nha, rất là trẻ trung luôn. Đây các chị nhìn chất dạ đấy ạ, nhìn chất dạ cực kỳ đẹp nha. Có cúc đây cho các chị cài này, rất là trẻ trung luôn. Hai bên có túi nha, hai bên có cái túi mặc lên vừa sang vừa xinh này. 260.000 đồng một cái thôi, giá đang bán tại shop là 560.000 đồng, giảm tại livestream này chỉ còn 260.000 đồng cho các chị nha. Và hàng này ở bên em thì có đủ size nên là các chị yên tâm lựa chọn. Bên trong là một lớp nốt lụa này, các chị mặc lên vừa sang trọng vừa trẻ trung này, cực kỳ mềm mịn cho các chị mặc rất là thoải mái luôn nha. Và có 4 tông màu cho các chị lựa chọn là màu kem này, màu cam nha, màu kem, màu đỏ và màu vàng nữa nha. Rồi chốt cho chị Nhân Thiệp một cái, chốt chị Anh Trần một cái luôn nha. A19 kèm màu kèm số điện thoại ra chia sẻ 3 lần vào các hội nhóm công khai. Đây mẫu mặc chị ơi làm gì có màu tím, bên em chỉ có 4 tông màu là màu vàng bò, màu kem, màu đỏ và màu cam thôi nha chị ơi. 4 tông màu và hàng ở bên em có đủ size cho những chị em từ 40 đến 75 cân đều có size màu vừa. Bên em ship COD toàn quốc là 30.000 đồng nha. Đấy màu mẫu em nằm mặc lên là màu vàng bò này. Những chị em nào có chúng ta có da ngăm da đen lựa chọn luôn cái màu vàng bò này nên mặc lên giúp em nha. Vừa sang trọng vừa trẻ trung vừa sáng da này. Màu này cũng đang rất là hot ở bên em luôn. Những chị em nào chúng ta ưng rồi thì chúng ta phải comment nhanh, bởi vì mẫu này tối nay bên em chỉ có 30 set mang lên đây bán giá tri ân cho các chị là 260.000 đồng thôi nha. Hôm qua những chị em nào mà đặt hàng chúng ta chưa đặt được thì hôm nay vào nhanh tay vào đây để comment luôn cho em này. A19 kèm màu kèm số điện thoại cho em nha. Đây là hàng Quảng Châu cao cấp ở bên em nha các chị em. Rồi chị Hương bé một cái A19 màu vàng bò này. Đây là hàng Quảng Châu cao cấp nha. Chị Phạm Hoài Sen có đơn hàng ở bên em rồi nha. Những chị em nào mà chúng ta chưa chia sẻ thì nhanh tay ra chia sẻ. Còn những chị em nào đã chia sẻ mà chưa đặt hàng thì hãy nhanh tay vào đặt hàng này. Rồi cho chị Sen Hồng một cái A19 màu vàng bò. A19 màu vàng này, A19 màu vàng bò nha, A19 màu đỏ này. Đấy mặc lên cực kỳ đẹp luôn, đang rất là hot ở bên em luôn. A19 màu kem và A19 màu đỏ cam nha. Mặc lên vừa trẻ trung vừa sang trọng này. Rồi ok chị Thanh Hà một cái A19. Và có rất là nhiều chị đặt hàng ở bên em, em không thể đọc tên hết tất cả các chị nên được, thì các chị cứ comment cho em đúng cú pháp này. A19 kèm màu kèm số điện thoại là sẽ có hệ thống tự động lên đơn hàng cho các chị ra chia sẻ 3 lần để đơn hàng đấy được lên đơn hàng thành công nha. Rồi em chốt cho chị Sen Hồng một cái, cho chị Bình Giang một cái, cho chị Hằng Nguyễn một cái này, cho chị Hoa Mùa Xuân một cái luôn nha. Quá là đẹp luôn. 579 chị đang xem, mỗi chị ra chia sẻ 3 đến 4 lần giúp em để bên em bán với giá ưu đãi cho các chị nha. Cực kỳ đẹp luôn, chỉ có 30 set thôi, không nhanh tay không có đơn hàng đâu. Bây giờ mẫu bên em sẽ đi thử qua màu kem này. Mẫu bên em sẽ thử phun màu cho các chị xem nha. Rồi cảm ơn chị Hội Nguyễn này, đấy đã có rất là nhiều chị nhận được hàng ở bên em rồi và biết là chất lượng ở bên em như thế nào, chất dạ này còn đẹp hơn nữa nha các chị em ơi. Máu dạ này ở bên em còn đẹp hơn nữa này, nên là các chị nhanh tay ra lựa chọn cho mình, chỉ có 260.000 đồng một cái thôi. Rồi em cho chị Khánh Vy một cái vàng bò luôn, 70 cân mặc size 3XL cho em nha. Comment đúng cú pháp nha. A19 kèm màu kèm số điện thoại 560.000 đồng, giảm tại livestream này chỉ còn 260.000 đồng cho các chị thôi. Và hàng này luôn có đủ size cho những chị em từ 40 cân đến 75 cân đều có size mặc vừa nha. A19 màu cam này, A19 màu đỏ này, A19 màu vàng bò và A19 màu kem. Rồi chốt cho chị Mít Tơ Bi một cái màu vàng bò nha. Chị rồi ok chị Hoa Mùa Xuân đã chia sẻ 5 lần, ok cảm ơn chị này. Rồi chốt cho chị Hoàng Nga Nguyễn Thu một cái luôn nha. Chị Vũ Thị Hải ơi, chị lấy cho tớ thì chị phải nhắn tin đúng cú pháp cho em này. 52 cân mà vừa size L cho em nha. Chị Diệu Liên ơi, chị Thùy Linh Trần, ok em chốt cho chị một cái màu vàng bò 50 cân mà vừa size L này.
Rồi cảm ơn chị Nam Nguyễn này. Đấy, những cái chị mà đã từng mua hàng bên em thì biết chất lượng ở bên em như thế nào nha. Rồi cho chị anh Trần một cái. Hôm nay chỉ có 30 đơn hàng cho mẫu này thôi. Chị em phải chốt thật nhanh thì mới có đơn hàng nha. Chốt chậm là không có đơn hàng đâu ạ. A19 kèm màu, kèm số điện thoại và ra chia sẻ luôn cho em. Đây, chị nào yêu cầu mẫu mặc màu kem đây. Màu kem mặc cực kỳ sáng da và trẻ trung luôn. Đấy, các chị nhìn thấy ạ. Rất là trẻ trung và sáng da nha. Màu kem này, dáng thiết kế này mặc lên nha. Những chị em nào mà có chiều cao khiêm tốn chúng ta mặc màu này nên cũng đẹp này. Hoặc chị em nào có chiều cao mà trên 1m6 giống như mẫu bên em 1m66 đây, mặc lên cũng cực kỳ trẻ trung và xinh luôn nha các chị em. Thiết kế có thêm kèm thêm nơ này. Tặng kèm cho chị một, các chị một cái nơ nha. Các chị có thể thắt nơ hoặc không thắt nơ đều được luôn. Chị Phạm Huyền để lại số điện thoại cho em đi ạ. Chị Khuyên Bùi để lại số điện thoại nha. Chị ơi, chị Thúy Hằng chốt cho chị màu vàng bò rồi nha. Ok chị này, bên em không kiểm tra hàng trước nha chị ơi. Rồi chị Trần Phúc để lại số điện thoại giúp em đi ạ. Lưu ý là ra chia sẻ luôn 3 lần nha. Comment ở đây nhưng vẫn phải chia sẻ này. Chị Xuân Hằng ok chốt cho chị này. Chị Phạm Huyền để lại số điện thoại cho em nha. Chị Sen Hồng 48 cân mặc vừa size M cho em. Hàng ở bên em có đủ size cho những chị em từ 40 cân đến 75 cân đều có size mặc vừa. Mẫu này đang rất là hot ở trên thị trường nha. Giá đang bán trên thị trường là hơn 500.000 nhưng bán tại shop em hôm nay duy nhất buổi livestream này thôi mới có giá là 260.000 đồng nha các chị em ơi. Chị Trần Mai 55 cân mặc vừa size M cho em này. Comment cho em đúng cú pháp nha. Đúng cú pháp là A19 kèm màu kèm số điện thoại và ra chia sẻ luôn cho em đi ạ. Em ship toàn quốc là 30.000 đồng nha. Comment đúng cú pháp thì mới có đơn hàng, không comment đúng cú pháp không có đơn hàng đâu ạ. Rồi rồi cảm ơn chị Lam Nguyễn này đã nhận được hàng rồi. Ok chị rất là đẹp luôn nha. Chị Nguyễn Phương Lan ok chốt cho chị A19 màu đen cho chị Thủy. Không có màu đen đâu chị ơi, chỉ có 4 tông màu, em sẽ giới thiệu lại tất cả các màu này. Chị Thủy Đỗ ok chốt cho chị một cái màu màu cam nha. Chị Vũ Thị Hải để lại số điện thoại cho em nha chị ơi. Màu kem như mẫu em mặc lên rất là trẻ trung đấy. Màu kem như mẫu em mặc nha. Có thêm A19 màu cam này. A19 màu cam mặc lên cũng rất là sáng da luôn. A19 màu đỏ đô nha, nhã nhặn này. Và A19 màu vàng bò và sáng da. Màu nào cũng đẹp, màu nào cũng trẻ trung. Nên chị em nào chúng ta thích rồi, chúng ta ưng rồi thì phải comment nhanh thì mới có đơn hàng nha. 30 đơn hàng thôi các chị em ạ. Chị Oanh Kim 67 cân mặc size 3XL cho em này. Rồi em chốt cho chị Khuyên Bùi một cái màu đỏ đô 53 cân mặc vừa size L nha. Chị Thái Phúc này mặc vừa size S cho em nha chị ơi. Hàng ở bên em thì luôn có đủ size, các chị không cần phải lo đến size số này. Mai bên em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn size xin địa chỉ và gửi hàng cho các chị nha. Chị Oanh Lê ơi, em chỉ bán hàng online ở Hà Nội thôi nha chị ơi. Chị Nguyễn Phương Lan em chốt cho chị ơi không có màu đen nha chị Nguyễn Phương Lan ơi. Em chỉ có 3-4 tông màu này thôi, không có màu đen đâu nha. Chị Hoàng Thoi này A19 màu vàng bò ok em chốt cho chị luôn. Quá là đẹp luôn. Cho một siêu phẩm này nha. Đấy, những chị em nào mà chiều cao khiêm tốn lựa chọn luôn cho em cái mẫu áo dạ này này. Không miễn phí ship nha. Ship toàn quốc là 30.000 đồng. Mua 5 hay 10 sản phẩm cũng chỉ có 30.000 đồng thôi. Rồi ok cho chị Nguyễn Vân một cái vàng bò, cho chị Việt Hà một cái màu vàng bò luôn. Hàng này thì có đủ size cho những chị em từ 40 đến 75 cân đều có size mà vừa. Bây giờ mẫu bên em sẽ đi thử sang cái màu cam cho các chị xem này. Hàng này ở bên em có đủ size nha. Lưu ý là các chị phải chia sẻ nhanh tay thì mới có đơn hàng. Không chia sẻ không có giá ưu đãi nha. Chỉ áp dụng cho những chị em chia sẻ livestream 3 lần và đặt hàng tại livestream này thôi. A19 kèm màu kèm số điện thoại và ra chia sẻ luôn cho em đi ạ. Rồi chị Cẩm Trường ơi, chị để lại số điện thoại giúp em nha. Thì em mới có thể ship đến cho chị được. Chị lấy màu kem mình để lại số điện thoại đi. Chị Nguyễn Phương Lan màu vàng bò ok em cho chị này. Em cho chị Linh Lê một cái màu vàng bò luôn nha. A19 kèm màu kèm số điện thoại. Chị Nguyễn Diệu Liên để lại số điện thoại giúp em nè. Mỗi chị em ra chia sẻ 2 đến 3 lần trở lên nha. Rồi ok chị Phạm Huyền một cái luôn. 565 chị đang xem. Mỗi chị ra chia sẻ 2 đến 3 lần trở lên giúp em thì mới có đơn hàng ở bên em nha. Rồi ok chị Nhâm Thiệp này, mai nhân viên gọi điện thì bảo đổi sang màu đấy giúp em nha. Chị Phạm Huyền ơi, một chút nữa mẫu sẽ mặc cái màu vàng bò lên cho các chị xem này. Cho chị Tình Vũ một cái màu kem luôn. A19 kèm màu kèm số điện thoại ra chia sẻ 3 lần và các hội nhóm công khai giúp em. Bên ngoài của nó là một chất dạ ép nha các chị em. Rồi các cho chị Cẩm Trường một cái luôn nha. Quá là đẹp cho một siêu phẩm luôn. Chị em nào nhanh tay thì mới có đơn hàng này. Bên trong của nó là một lớp lụa nha, cực kỳ mềm mịn cho các chị mặc nên cực kỳ thoải mái luôn này. Hàng này có đủ size nha. Chị Tâm Hồ lấy màu vàng bò để lại số điện thoại đi chị ơi. Đây màu đỏ cam mẫu em mặc lên này. Đấy, rất là sang trọng, rất là trẻ trung luôn. Chị em nào thích nổi bật lựa chọn luôn cho em màu này nha. Rồi ok chị Hiền Phạm một cái màu kem 53 cân mặc vừa size L cho em này. Chị Hoa Trần màu cam ok chị nha. Đấy màu cam mẫu em mặc lên cực kỳ sang trọng luôn. Chị Tâm Hồ 52 cân mặc vừa size L cho em nha chị ơi. Rồi chốt cho chị Điệp Thương một cái màu vàng bò luôn. Chị em nào nhanh tay thì mới có đơn hàng, chị em nào chậm tay là sẽ hết luôn nha. Từ nay đến giờ em cũng chốt được khá là nhiều đơn hàng rồi.
cũng không còn nhiều đâu, nên những chị em nào mà comment sau có khi không có, còn không có đơn hàng. Nên là chúng ta đã ưng đã thích rồi thì chúng ta phải comment nhanh và ra chia sẻ luôn để đơn hàng được, nên đơn hàng thành công nha. Chị Cẩm Trường này, mẫu nào cũng có nơ nha chị ơi, mẫu nào cũng tặng kèm cho các chị một cái nơ như thế này để cho các chị thắt nha. Thắt cũng được hoặc không thắt cũng được. Dáng này thì các chị em nào mà có chiều cao khiêm tốn hay là có chúng ta có chiều cao trên 1m6 giống như mẫu bên em 1m66 đây, mặc lên cũng đều sang đều xinh luôn này. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Hai cái túi thiết kế của nó mặc lên rất là trẻ trung nha. Chất da ép mặc lên cực kỳ đẹp luôn này. 260.000 đồng nha. Màu mẫu em đang mặc lên là màu cam nha chị ơi, màu đỏ cam, mặc lên rất là sáng da và trẻ trung này. Có thêm A19 màu đỏ đô nha, có thêm A19 màu vàng bò này, và có thêm A19 màu kem nha các chị em. Hàng này có đủ size là cho người từ 40 đến 75 cân đều có size mặc vừa. Chị Nguyễn Diệu Liên đã có đơn hàng ở bên em rồi nha. Chị trai họ Lê 1m657 cân mặc size XL cho em. Hàng ở bên em có đủ size nên là các chị yên tâm lựa chọn này. Và ra chia sẻ luôn cho em 3 lần vào các hội nhóm công khai nha. Thiết kế hai túi ở hai bên cho các chị này, mặc lên vừa sang vừa xinh, giá chỉ có 260.000 đồng thôi. Nên là các chị phải nhanh tay lựa chọn. Và tối nay, hôm nay ở bên em chỉ có 30 đơn hàng bán với giá ưu đãi cho các chị thôi nha. Chúng ta có thể rủ bạn bè này, rủ người thân vào đây lựa chọn luôn đi ạ. Bởi vì sau livestream này thì cũng hết hàng mà không còn giá ưu đãi cho các chị nữa đâu. Nên là các chị phải chốt thật nhanh thì mới có đơn hàng nha. Chị Yến Trang Sa A19 màu đỏ cam để lại số điện thoại giúp em này. Rồi em chốt chị Thùy Dung một cái cho chị Hương Đinh một cái luôn nha. A19 kèm màu kèm số điện thoại và ra chia sẻ 3 lần vào các hội nhóm công khai giúp em để được mua với giá ưu đãi ở bên em ngày hôm nay nha. Cực kỳ đẹp luôn. 560.000 đồng giảm còn 260.000 đồng cho các chị thôi. Màu đỏ cam như mẫu em mặc lên này, đấy rất là sang trọng và trẻ trung luôn. Hai túi ở hai bên đây, có 4 cái cúc cho các chị này, vừa sang vừa xinh. Chị Nguyễn Nam để luôn lại số điện thoại nha. Ship toàn quốc là 30.000 đồng nha chị ơi. Thắt nơ cũng được hoặc không thắt nơ cũng được, cũng đều sang, cũng đều trẻ trung luôn. Thiết kế cổ của nó này, đấy rất là đẹp nha các chị em ơi. Dáng này là dáng các chị có thể mặc với váy này, mặc với lại một bộ đồ này thì đều đẹp luôn. Comment cho em đúng cú pháp là A19 kèm màu kèm số điện thoại nha. 56 cân mặc size L cho em nha chị ơi. Có size cho các chị từ 40 đến 75 cân đều có size mặc vừa. Nên là các chị không cần lo đến size số đâu ạ. Rồi em cho chị Quốc Đạt một cái màu đỏ này. A19 màu đỏ cam nha. A19 màu đỏ này. A19 màu vàng bò và A19 màu kem nha. Hàng này Quảng Châu cao cấp này. Chất liệu là da ép ở bên ngoài nha, da ép ở bên ngoài và bên trong là một lớp lót lụa này, cho các chị mặc lên rất là mềm mịn và trẻ trung luôn nha các chị em. Hàng này ở bên em thì có đủ size cho những chị em từ 40 cân đến 75 cân đều có size màu vừa. Đấy, màu mẫu em mặc lên đây là màu đỏ cam nha, cực kỳ sáng da và trẻ trung luôn này. Chị em nào lấy thì chốt luôn cho em đi ạ. Bây giờ mẫu sẽ chuyển lại và mặc lại cái màu đỏ đô này cho các chị xem nha. Chị Trương Hoài ok cho chị một cái vàng bò 55 cân mặc vừa size L này. Ok cho chị Nguyễn Nam này. Chị Hoàng Thị Hương 45 cân mặc vừa size S nha chị ơi. 40 cân đến 75 cân thì đều có size mặc vừa. Mỗi chị ra chia sẻ 2 đến 3 lần trở lên luôn nhanh tay đi ạ và rủ bạn bè mình vào đây mua giúp em này. Đấy, 576 chị đang xem rồi. Mỗi chị ra chia sẻ luôn cho em, mỗi chị chia sẻ 2 đến 3 lần giúp em nha. Rồi em cho chị Lê Thị Nga một cái, cho chị My Lê một cái, cho chị Oanh Kim một cái luôn. Chị em nào nhanh tay thì mới có đơn hàng và có rất là nhiều chị đang đặt hàng ở bên em. Em không thể đọc tên hết tất cả các chị nên được thì các chị cứ comment cho em đúng cú pháp này. A19 kèm màu kèm số điện thoại là sẽ có đơn hàng ở bên em nha. Và ra chia sẻ 3 lần để đơn hàng đấy được lên đơn hàng thành công ạ. Rồi em cho chị Nini Nguyễn luôn nha. Ok chị Sen Nguyễn này, đấy những cái chị có rất là nhiều chị mà đặt hàng còn không được đấy các chị em ạ. Bởi vì hết hàng rất là nhanh luôn, mẫu này đang rất là hot nha. Mà giá thì cực kỳ ưu đãi, nếu các chị không nhanh tay là không có đâu ạ. Chị Nguyễn Thị Liên ok chị nha, mai sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn size này. Tư vấn size xin địa chỉ và gửi hàng cho các chị nên là các chị yên tâm đi. 4 cái tông màu ở bên em toàn là những cái tông màu hot ở bên em nha. Toàn là những cái tông màu hot ở bên em và trên thị trường cũng là những cái tông màu hot luôn. Nên là chị em nào chúng ta thích rồi, ưng rồi thì chúng ta phải comment nhanh này. Rồi cho chị Phạm Hải Yến một cái, chị Xương Rồng để lại số điện thoại cho em đi chị ơi. Đây màu đỏ đô như mẫu em mặc lên nha. Vừa sang vừa trẻ trung này, vừa sang vừa trẻ trung nha. Ok chị Sen Nguyễn lấy màu gì đấy chị ơi? Màu đỏ cam này, màu đỏ cam mặc lên cũng rất là sáng da và tươi trẻ này. Có thêm màu kem nha, màu kem nhã nhặn, chị em nào cũng có thể mặc được cái màu kem này giúp em này. Và có thêm màu vàng bò sáng da. Chị em nào lấy thì chốt luôn cho em A19 kèm màu kèm số điện thoại đi ạ. Rồi cho chị Dung Thùy Lê này, màu cái màu da nha. Màu kem nha các chị em, đây là màu kem, rất là trẻ trung luôn. Bây giờ em sẽ giới thiệu lại toàn bộ màu để cho các chị vào sau tiện theo dõi nha. A19 màu đỏ đô như mẫu em đang mặc này. Rồi ok cho chị Xương Rồng một cái màu đỏ nha. A19 màu vàng bò này,
A19 màu kem nha. Và A19 màu cam. Màu nào cũng đẹp, màu nào mặc lên cũng rất là nổi và trẻ trung luôn. Chị em nào da ngăm da đen lựa chọn luôn cho em hai cái tông màu là màu kem và màu vàng bò. Chị em nào thích nổi bật chúng ta lựa chọn luôn màu đỏ cam cho em. Còn chị em nào thích nhã nhặn trầm nắng một chút chúng ta lựa chọn cái màu đỏ đô này giúp em nha. Rồi ok chị Hương Vũ một cái này, cho chị Nguyễn Huyền một cái đã chia sẻ. Ok chị, những chị em đã chia sẻ rồi thì đơn hàng đã được tự hệ thống sẽ lên đơn hàng thành công cho các chị nha. Bên em không biết phí ship đâu chị ơi, ship COD toàn quốc là 30.000 đồng. Chúng ta mua một sản phẩm hay 10 sản phẩm cũng chỉ có 30.000 đồng. Nên là những chị em nào chúng ta thích rồi thì phải comment nhanh tay giúp em này. Chị Sen Nguyễn ok. Ok chị rồi nha. Hai cái mai sẽ có nhân viên gọi điện này, chốt đơn tư vấn size xin địa chỉ để gửi hàng cho các chị nha. Lưu ý là những chị em nào mà không nghe điện thoại này, không nghe điện thoại bên em sẽ gọi 2 đến 3 lần vào các khung giờ khác nhau. Nếu các chị không nghe điện thoại hay người nhà nghe bảo không phải thì bên em sẽ hủy luôn đơn hàng đấy ạ. Chị Hoàng Cúc A19 màu vàng bò để lại số điện thoại đi chị ơi. Rồi chị Uyên đây đã chia sẻ là những chị em đã chia sẻ rồi thì nhanh tay vào đặt hàng. Những chị em chúng ta có đơn hàng rồi mà chưa chia sẻ thì nhanh tay ra chia sẻ cho em nha. Mỗi chị em chia sẻ 2 đến 3 lần trở lên giúp em này. Rồi ok cho chị Định Phone ơi, chị chưa có số điện thoại nha chị ơi. Chị Đỗ Thị Loan Trang để lại số điện thoại giúp em này. 260.000 một cái nha. Mã A19 này chỉ có 260.000 đồng thôi. Rồi ok cho chị Ngô Vân một cái màu vàng bò 51 cân mặc vừa size L nha. 40 cân đến 75 cân mặc vừa. Đây em sẽ cận cảnh chất cho các chị xem, mẫu sẽ lại gần cho các chị xem chất nha. 65 cân thì chị mặc vừa size 2XL cho em này. Rồi em chốt cho chị Biển Nha Trang một cái. Đấy các chị nhìn chất nha. Da ép này mặc cực kỳ xinh luôn nha. Và ra chia sẻ luôn giúp em đi chị ơi. Rồi chốt cho chị Thư Vũ một cái vàng bò này. Có nơ nha chị ơi. Mỗi cái đều tặng kèm một chiếc lơ như mẫu em đang thắt này cho các chị này. Rồi ok chị Hồng Sinh một cái cho chị Hoàng Cúc một cái cho chị Yến Trần một cái nha. 60kg mà size XL cho em này. Chị Đỗ Thị Đoan Trang ok em chốt cho chị màu đỏ đô luôn. Comment đúng cú pháp và ra chia sẻ nhanh tay thì mới có đơn hàng nha. 45 cân mà vừa size S cho em này. Lưu ý phải chia sẻ mới có giá ưu đãi, không chia sẻ không có giá ưu đãi đâu. Đấy các chị nhìn thấy màu đỏ mẫu em mặc lên này. Vừa sang vừa trẻ trung nha. Vừa sang vừa trẻ trung, cái thiết kế túi của nó này, thiết kế túi hơi chéo nhau một chút nha, cho các chị mặc lên thêm phần dáng trẻ trung này. Chị em nào độ tuổi nào cũng có thể mặc được luôn. Chị em nào nặng cân nhẹ cân mặc cái mẫu này lên thì cực kỳ tôn dáng cho em nha. Rồi cho chị Hồng Thuận một cái luôn nha. Rất là đẹp luôn, nếu các chị không nhanh tay không có đơn hàng đâu. Chị Nguyễn Ngọc Thu ơi, hôm qua bên em đã gọi tất cả các đơn hàng rồi, 2 lần trở lên nha các chị em ơi. Rồi cho chị Định Phone một cái A19 luôn này. Quá là đẹp cho một siêu phẩm, chị em nào không nhanh tay không có đơn hàng nha. Em thấy chị Hoàng Khánh Linh nha chị ơi. Chị liên hệ vào cái số điện thoại đã gọi điện cho chị nhắn tin bảo là gọi lại cho chị thì các bạn ấy sẽ gọi lại nha. Chị Miễn Phạm này, người mẫu ở bên em cao 1m66 và nặng 50 cân đang bằng vừa size M nha. Chị em nào lấy thì chốt nhanh cho em nha. Comment đúng cú pháp là A19 kèm màu kèm số điện thoại này. A19 màu đỏ như mẫu em đang mặc nha. A19 màu cam này, có thêm A19 màu vàng bò và A19 màu kem. Màu nào cũng đẹp, màu nào mặc lên cũng nổi. Bây giờ mẫu sẽ đi thử lại cái màu vàng bò cho các chị xem nha. Rồi ok cho chị Bích Ngà một cái màu vàng bò này. Quá là đẹp luôn, một siêu phẩm như thế này mà không được lựa chọn, giá thì cực kỳ ưu đãi và rẻ luôn nha. Các chị không lấy thì rất là tiếc luôn nha. A19 chỉ có giá là 260.000 đồng một cái thôi. Chúng ta có thể mua tặng bạn, tặng bè cũng được nha. Tặng nhau tiền thì không quý, nhưng tặng nhau một chiếc áo như thế này thì rất là quý luôn là các chị em nha. Mỗi chiếc áo đều được tặng kèm một cái nơ, nên là các chị yên tâm lựa chọn nha. Chị Hồng Sinh có đơn rồi ạ. Chị Lê Thị Tuyết em chốt cho chị này. Chị Thảo La 47 cân mặc vừa size M nha. Chị Nguyễn Ngọc Thu thế chị đặt luôn lại giúp em này, đặt luôn lại giúp em nha. Rồi chị cho chị Định Phone một cái rồi chị có đơn hàng rồi nha. Comment đúng cú pháp cho em là A19 kèm màu kèm số điện thoại cho em. Rồi chị Thêu Bạch một cái A19 màu đỏ cam luôn. Dù bạn, dù bè mình hay dù người thân mình vào đây lựa chọn luôn đi các chị em ạ. Bởi vì siêu phẩm này rất là đẹp này. Có chân váy mẫu mặc không? Đấy không phải chân váy nha chị ơi. Đấy là set váy bên em mặc váy body mẫu ở bên em mặc để mặc cái áo này nên này. Các chị có thể mặc theo set cũng được. Mặc một cái váy body hay là một cái váy suông hay là một bộ đồ cũng được nên nha. Rồi ok chị Hồng Ngọc một cái này cho chị Hiền Ca một cái luôn. Quá là một siêu phẩm luôn. Bên ngoài của nó là chất da ép mềm mịn nha. Bên trong là một lớp lụa này. Cực kỳ mềm luôn cho các chị mặc ở bên trong rất là thoải mái nha. Rồi chị Hoàng Khánh Ninh này. Rồi chị để lại số điện thoại đi, bên em sẽ kiểm tra cho chị nha. Chị Đào Hoa 43 cân mặc vừa size S cho em này. Đây mẫu em mặc lên đây là màu vàng bò cho các chị nha. Đấy mặc lên cực kỳ sáng da và trẻ trung luôn. Chị em nào chúng ta lựa chọn luôn cho em cái màu vàng bò này cũng rất là đẹp nha các chị em. Chất liệu da ép thì rất là mềm mịn luôn. Các chị mặc da ép thì các chị cũng biết rồi đây. Chất liệu da ép đây nha. Rồi chị Ngân Lê một cái màu vàng bò 57 cân mặc size XL cho em này. Chị
Chị Nguyễn Ngọc Thu ok cho chị một cái màu kem nha. Chị Bích Huyền, chị nhắn tin về shop cho em, đây là váy mã F ở bên em. Rồi ok, em sẽ dồn thêm cho chị một cái váy body như mẫu em đang mặc vào cho các chị nha. Mai nhân viên gọi điện thì chị nhớ là đấy là cái váy mã váy chữ F ở bên em nha các chị em ơi. Dáng này là dáng tay này gần như là tay dài rồi nha chị ơi. Đây là tay dài rồi đây. Đấy, mặc lên sang cực kỳ luôn này. Rồi thôi chị, rồi ok chị Hoàng Khánh Ninh nha. Em sẽ kiểm tra lại cho chị này. Em thấy chị hiền ca nha. Lưu ý là mỗi chị phải ra chia sẻ 3 lần trở lên thì mới được mua với giá ưu đãi ở bên em. Không chia sẻ là không có giá ưu đãi đâu các chị em ạ. 40 cân chị mặc vừa size S cho em nha. 40 cân đến 75 cân thì đều có size mặc vừa này. Giá chỉ có 260.000 đồng, áp dụng chia sẻ livestream 3 lần và đặt hàng tại livestream này thôi. Đấy, thiết kế cổ này thì mặc lên rất là trẻ trung này. Tặng kèm cho các chị một cái nơ nha. Tặng kèm cho các chị một cái nơ này. Các chị có thể thắt cũng được hoặc không thắt đều được luôn nha. Có 4 tông màu cho các chị lựa chọn này. A19 màu vàng bò như mẫu em mặc lên rất là trẻ trung. Có thêm A19 màu cam này. Có thêm A19 màu kem nha. Và có thêm A19 màu đỏ đô. Màu nào cũng đẹp, màu nào cũng xinh này. Có rất là nhiều mẫu váy đẹp. Chị ơi, chị vào trong shop chị lựa chọn giúp em nha. Bên em có rất là nhiều thiết kế váy đẹp để cho các chị này. Đây là hàng Quảng Châu cao cấp này nè, các chị yên tâm lựa chọn đây, chất da ép này. Các chị nhìn đây, rất là mềm mịn luôn này. 46 cân thì chị mặc vừa size S cho em nha. Chị Đặng Diệu Ly để lại số điện thoại cho em này. Những chị em nào mà chưa có đơn hàng thì nhanh tay vào đặt hàng. Những chị em nào chúng ta chưa chia sẻ thì nhanh tay ra chia sẻ cho em nha. Chia sẻ 2 đến 3 lần vào các hội nhóm công khai này. Chia sẻ về tường trang cá nhân của mình với chế độ công khai 3 lần giúp em. Chị Thúy Hà để lại số điện thoại cho em nha. Chị Nguyễn Huệ 55 cân mặc với size L này. 260.000 một set thôi nha các chị em. 260.000 một set quá là đẹp luôn. Có xỉ nha chị ơi, xỉ chị nhắn tin về shop ạ. 260.000 đồng một set như này thôi. Vừa rẻ vừa đẹp vừa sang vừa xinh này. Đây chị ơi, không phải, đây là chất dạ ép đây. Cận cảnh chất cho các chị xem này. Đấy, chất da ép mặc lên vừa. Vừa sang vừa trẻ trung luôn. Đấy các chị nhìn chưa ạ? Rất là đẹp luôn. Quá là một siêu phẩm luôn. Rồi ok, chị Hiền ca một cái A19 màu kem size XL ok chị nè. Ra chia sẻ luôn cho em để được mua giá ưu đãi nha. Rồi chị Đoàn Huệ một cái A19 màu đỏ đô luôn này. Chị em nào lấy nữa thì chốt nhanh nha. Em cũng chỉ còn 5 đơn hàng nha. Còn 5 đơn hàng cuối cùng cho mẫu này thôi nên chị em nào lấy thì chốt nhanh cho em này. Màu cam đây nha chị ơi, màu cam đây rất là đẹp luôn này. Không có màu xanh đâu, chỉ có 4 màu thôi nha. Chỉ có 4 màu thôi là màu cam này, màu kem này, màu đỏ đô và màu vàng bò thôi. Nên chị em nào lấy thì chúng ta chốt nhanh giúp em này. Chị Hồng Antelo ơi, chị cứ nhắn tin về shop là tôi muốn lấy xỉ. Thì các bạn ấy sẽ hướng dẫn chị cách lấy xỉ nha. 260.000 một set này thôi, quá là đẹp luôn, quá là một siêu phẩm. Chị em nào chúng ta chưa lựa chọn được thì vào nhanh tay và lựa chọn đi. Em còn 5 đơn hàng cuối cùng, nhận 5 số điện thoại nha. Còn 5 số điện thoại nữa thôi nào, bên em qua mẫu này. Rồi cho chị Nguyễn Ngọc Thu một cái, cho chị Hồng Thuận một cái này, cho chị Thanh Hòa một cái. Đấy, đến cuối cùng rồi các chị mới chốt rất là nhanh. Còn 3 đơn hàng cuối cùng nữa thôi nha, 3 số điện thoại cuối cùng rồi bên em sẽ qua một mẫu mới ngay bây giờ này. Các chị không nhanh tay là không có đơn hàng đâu ạ. Quá là một siêu phẩm luôn, vừa rẻ vừa đẹp vừa sang vừa xinh. Chị Huyền Mai để lại số điện thoại cho em nào. Rồi bây giờ mẫu này ở bên em đã hết nha. Đã hết rồi nên bây giờ bên em sẽ qua một mẫu mới này. Rồi ok chị trai họ Lê một cái, chị Định Bôn này, chị có đơn hàng rồi nha. Chị không comment lại nữa dùm em, ta chia sẻ luôn cho em. Rồi cho chị Huyền Mai một cái luôn này. Chị Đặng Diệu Ly rồi ok, chị Đặng Diệu Ly luôn nha. Chị Phương Theo ok luôn này. Rồi chị Thúy Hà ok luôn. Đấy các chị đến cuối cùng mới chốt rất là nhanh luôn nha. Rồi cho chị Bích Huyền một cái này. Rồi bây giờ bên em sẽ chuyển qua mẫu này ở bên em nha. Qua một cái mẫu dáng dạ dài này ở bên em cho các chị này. Chị bé út rồi đấy, không phải màu nâu đâu, đấy là vào vàng bò nha. Chị Biển Đỗ Thị ok chị luôn. Nào một phút nữa cho cái mẫu vừa rồi, thì còn chị em nào chốt thì chốt luôn đi, để bên em qua cái mẫu dáng dài này cho các chị này. Hôm nay bên em cũng chỉ có 20 set dáng dài này bán cho các chị thôi. Rồi ok chị Dương Vân một cái nha. Em sẽ để ra một phút chốt nốt cái đơn hàng cho cái mã A19. Thì còn chị em nào chúng ta thích, chúng ta ưng thì chúng ta comment luôn cho em đi, để bên em chốt nốt rồi qua mẫu dáng dài này nha. Đấy, có rất là nhiều chị hỏi dáng dài bên em. Thì hôm nay bên em về được 20 chiếc mẫu áo dáng dài này để giới thiệu đến cho các chị này. Rồi ok, chị Thanh Hoài một cái màu kem luôn nha. Đấy, những cái siêu phẩm ở bên em này toàn bán với giá ưu đãi cho các chị thôi, nếu các chị không nhanh tay không có đơn hàng đâu. Rồi bây giờ bên em đã kết thúc cái mẫu A19 rồi nha. Bên em sẽ chuyển qua mẫu áo dáng dài ở bên em này các chị em này. Chất liệu cũng là chất liệu da ép nha. Chất liệu da ép này có mặc lên rất là mềm mịn cho các chị luôn nha. Bên trong của nó cũng là một lớp lụa này. Các chị mặc lên cực kỳ thoải mái và thoáng luôn nha các chị em. Cực kỳ thoải mái luôn.
Và có size này cho các chị từ 40 cân đến 75 cân đều có size mặc vừa luôn nha. Cũng có 4 tầng màu cho các chị lựa chọn này. Và có mã là mã A32 nha. Mã A32 này giá đang bán tại shop là 690.000 đồng nha. Giảm tại livestream này chỉ còn 290.000 đồng cho các chị này. Comment cho em cú pháp là A32 kèm màu kèm số điện thoại nha. A32 màu đỏ này, A32 màu xám nha, A32 màu trắng và A32 màu hồng. Mẫu này ở bên em cũng có đủ size cho những chị em từ 40 cân đến 75 cân đều có size mà vừa. Rồi ok, chị Chan fan rồi nha. Lưu ý là mẫu này ở bên em cũng chỉ có 20 set thôi, nên là các chị phải comment nhanh tay, tránh như cái mã A19. Những chị em chúng ta chậm này, chúng ta chậm trễ này, chần chừ là chúng ta sẽ không có đơn hàng nha. Comment cho em cú pháp là A32 kèm màu kèm số điện thoại và ra chia sẻ 3 lần giúp em. Cũng với cái điều kiện chia sẻ 3 lần và đặt hàng tại livestream này thì mới có giá là 290.000 một cái. Dạ, dáng dài cho các chị nha. Thiết kế túi ở hai bên cho các chị để tiền để điện thoại này, cực kỳ sang trọng luôn. Đấy, các chị mặc giống như mẫu bên em đang mặc đây nha. Áo dạ dáng dài này chúng ta có thể mặc với một set váy, một set đồ bộ hay là mặc với lại một rất là trẻ trung luôn nha. Mã A32 kèm màu kèm số điện thoại cho em này. A32 màu đỏ nha, A32 màu xám này, A32 màu trắng và A32 màu hồng. Mẫu này cũng ở bên em cũng có đủ size cho những chị em từ 40 cân đến 75 cân đều có size mà vừa. Lưu ý là ra chia sẻ 3 lần vào các hội nhóm công khai, chia sẻ về tường trang cá nhân của mình với chế độ công khai 3 lần giúp em để mua cái thiết kế này ở bên em với giá cực kỳ ưu đãi luôn nha. Rất là đẹp luôn cho các chị này. Đấy, các chị nhìn thấy chưa? Màu mẫu em mặc lên đây là màu đỏ nha. Thiết kế túi ở hai bên này. Bên chất liệu là chất liệu da ép ở bên ngoài nha. Da ép ở bên ngoài và bên trong có một lớp lót lụa này, cực kỳ mềm mịn cho các chị em nha. Hàng này là hàng Quảng Châu cao cấp. Đấy, các chị nhìn cái tem cái mác thì biết là hàng cao cấp hay là không nha các chị em. Hàng này luôn có đủ size cho những chị em từ 40 cân đến 75 cân đều có size mà vừa. Chị em nào mà chúng ta ôm này, chúng ta thích cái mẫu hoa dạ dáng dài thì comment luôn cho em mã là A32 kèm màu kèm số điện thoại nha. A32 màu đỏ này, A32 màu xám này, có thêm A32 màu trắng và 32 màu hồng nha. Màu nào cũng đẹp, màu nào mặc lên cũng rất là sáng da và trẻ trung luôn. Đấy, màu đỏ như mẫu em mặc lên này, vừa sang trọng vừa nổi bật nha. Chị em nào chúng ta thích, chúng ta ưng rồi thì comment nhanh tay đi ạ. Bởi vì sau livestream sẽ không còn giá ưu đãi đâu. Chị Thảo La lấy A32 màu gì thì comment màu cho em này. 47 cân thì chị mặc vừa size M cho em nha. Comment cho em đúng cú pháp là A32 kèm màu kèm số điện thoại thì mới có đơn hàng, không comment đúng cú pháp không có đơn hàng đâu ạ. Đấy, các chị nhìn thấy mẫu em mặc lên đây màu đỏ này, mặc lên vừa sang trọng nha, vừa sang trọng vừa trẻ trung luôn, mặc quá là đẹp luôn đấy các chị em ạ. Cái tông màu này giữa đỏ đô và đỏ tươi nha, nên là các chị mặc lên vừa sang trọng này, vừa nhã nhặn, các chị mặc đi chơi đi đâu đều rất là trẻ trung luôn. Đấy, màu mẫu em đang mặc lên đây là thiết kế dạ dáng dài nha, các chị mặc lên vừa sáng da vừa trẻ trung này. Rồi ok, chị Thảo La A32 cái màu hồng nha. Giá của nó chỉ có 290.000 đồng nha các chị em ơi. 290.000 đồng thôi. Đây các chị nhìn đây, tem mác đây, đây là hàng Quảng Châu cao cấp nha. Hàng Quảng Châu cao cấp ở bên em. Bên ngoài của nó là chất liệu da ép này, bên trong của nó là một chất lụa nha. Một lớp lụa cho các chị mặc lên vừa mềm mịn, vừa sáng da, vừa trẻ trung. Bây giờ mẫu sẽ đi thử cái màu hồng lên cho các chị xem này. Chúng ta thích rồi thì chúng ta comment luôn cho em nha. Comment luôn cho em A32 kèm màu kèm số điện thoại. A32 màu trắng, A32 màu xám, A32 màu đỏ và A32 màu hồng. Màu nào cũng đẹp, màu nào này mặc lên cũng sáng da và trẻ trung. Nên chúng ta đã thích, đã ưng rồi thì chúng ta phải comment nhanh tay thì mới có đơn hàng nha. Comment chậm trễ là không có đơn hàng đâu các chị em ạ. Và ra chia sẻ luôn giúp em 3 lần vào các hội nhóm công khai, hoặc chia sẻ về tường trang cá nhân của mình với chế độ công khai 3 lần giúp em. Đấy, dáng dạ này, các chị nhìn tay nha, tay của nó cũng có cúc này, tay cũng có cúc nha. Hàng cúc, hai hàng cúc cho các chị này, tăng chỉnh tùy vào ba vòng của mình có thể mặc chặt vào hoặc là mặc nỏng ra đều phù hợp luôn nha. Đây, mẫu mặc màu hồng lên cho các chị xem đây, rất là trẻ trung này, màu hồng mẫu em mặc lên cực kỳ trẻ trung nha. Và các chị có thể mặc được ba kiểu, chúng ta có thể thả cúc ra này, hoặc đóng hai cúc như mẫu em đang đóng, và có thể đóng ba cúc nha. Đấy, đóng ba cúc như mẫu em đây, cực kỳ trẻ trung luôn, màu nào cũng đẹp, màu nào cũng sang. Comment cho em đúng cú pháp này, A32 kèm màu kèm số điện thoại nha. Giá của nó là 290.000 đồng một cái nha. 290.000 đồng một cái, giá quá là ưu đãi luôn. Giá dạ dáng dài này,
Giá đang bán tại shop em là 590.000 đồng, giảm tại livestream này cho các chị chỉ còn 290.000 đồng thôi nha. 290.000 đồng một cái mã A32 này, các chị phải nhanh tay lựa chọn thì mới có đơn hàng này. Và có 4 tông màu cho các chị lựa chọn nha. A32 màu hồng này, A32 màu xám, A32 màu trắng và có thêm A32 màu đỏ nổi bật. Chị em nào thích rồi thì chúng ta comment nhanh giúp em. Comment cho em màu kèm số điện thoại trên cùng một tập comment và ra chia sẻ luôn cho em đi ạ. Mỗi chị ra chia sẻ 2 đến 3 lần trở lên giúp em để được mua với giá ưu đãi ở bên em nha. Còn chị em nào chúng ta ưng, chúng ta thích nữa thì chúng ta phải comment nhanh nha. Bởi vì sau livestream này sẽ không còn giá ưu đãi đâu các chị em ạ. Đấy, màu mẫu em mặc lên đấy là màu hồng cho các chị nè. Vừa sáng da vừa trẻ trung luôn nha. Vừa sáng da vừa trẻ trung. Đây, có thêm màu đỏ đấy ạ. Màu đỏ mặc lên cũng rất là nổi bật luôn nha. Màu đỏ mặc lên cực kỳ nổi bật luôn này. Màu trắng nha, màu trắng này. Màu xám nữa nha, rất là nhã nhặn luôn. Chị em nào mà chúng ta mặc lên thì rất là nhã nhặn này. Có thêm màu hồng như mẫu em đang mặc như nhờ. Đấy, màu hồng mặc lên rất là trẻ trung luôn. Mẫu quay đằng sau cho các chị xem này. Đằng trước hay đằng sau thì đều rất là đẹp luôn nha các chị em. Đấy, đằng trước hay đằng sau đều rất là đẹp luôn này. Hàng này là hàng Quảng Châu cao cấp. Các chị về các chị nhìn cái tem cái mác thì các chị biết là hàng có cao cấp không này. Nếu mà không cao cấp thì chúng họ cũng không thiết kế như thế này nha các chị em, rất là đẹp luôn. Thiết kế dạ dáng dài, các chị mặc lên vừa nổi bật vừa trẻ trung. Chị em nào chúng ta thích rồi thì comment cho em cú pháp nào. A32 kèm màu kèm số điện thoại đi ạ. A32 màu hồng nha, A32 màu xám này, A32 màu trắng nha, và A32 màu đỏ. Màu nào mặc lên cũng nổi bật, màu nào mặc lên cũng trẻ trung. Giá của nó chỉ có 290.000 đồng một cái này thôi. Quá là rẻ luôn, nếu các chị không nhanh tay là không có đơn hàng đâu ạ. Ra chia sẻ luôn giúp em 3 lần vào các hội nhóm công khai. Chia sẻ về tường trang cá nhân của mình với chế độ công khai 3 lần giúp em để được mua với giá ưu đãi ở bên em nha. Cực kỳ đẹp luôn. Nào chị em nào thích thì ưng thì hãy comment luôn cho em nào. Comment luôn cho em nha. Em cũng chỉ còn 5 đơn hàng cho mẫu này nữa thôi. Em nhận 5 số điện thoại. Chị em nào chúng ta ưng rồi thì chúng ta comment luôn cho em này. A32 kèm màu kèm số điện thoại và ra chia sẻ giúp em 3 lần vào các hội nhóm công khai để được mua với giá ưu đãi ở bên em đi ạ. Ra chia sẻ luôn thì mới có giá ưu đãi nha. Không chia sẻ không có giá ưu đãi nào. Nào còn chị em nào ưng nữa thì chốt luôn cho em đi. Để bên em sẽ kết thúc livestream ngay bây giờ nha. Và bên em sẽ vào một livestream mới để like một siêu phẩm đồ bộ cho các chị. Thì còn chị em nào ưng mẫu dạ dài này nữa thì comment nốt cho em này. Rồi các chị vào luôn livestream sau để theo dõi cái một siêu phẩm đồ bộ để lựa chọn cho mình nha các chị em. Chào năm chị đang xem livestream ở thời trang công sở nha. Các chị vào nhanh tay để lựa chọn mẫu này cho mình nè. Hôm nay bên em về thêm 30 chiếc áo dạ này nữa để phục vụ đến cho các chị nha. Nên là mỗi chị ra chia sẻ cho em 2 đến 3 lần giúp em đi. Hôm qua những chị em nào mà chưa lựa chọn được cho mình cái mẫu áo dạ này hot hit này ở bên em thì vào luôn đây lựa chọn cho em nha. Hôm nay về thêm 30 cái nữa, bên em mang lên đây bán và nhận chỉ 30 đơn hàng thôi. Với mẫu thiết kế áo dạ này ở bên em cho các chị này, mỗi chị ra chia sẻ 2 đến 3 lần trở lên giúp em đi, lên đến 100 lượt xem em bắt đầu báo giá của mẫu này và bán mẫu này ở bên em cho các chị nha. Mỗi chị trên ra chia sẻ 2 đến 3 lần chuyển lên giúp em để bên em bán mẫu này ở bên em cho các chị với giá cực kỳ ưu đãi luôn này. Hôm qua những chị em nào chưa lựa chọn được cái mẫu hot này ở bên em thì vào luôn cái livestream này để lựa chọn giúp em nha. Và ra chia sẻ luôn cho em này. Mẫu này ở bên em có giá là có giá đang bán tại shop mà 560.000 đồng nha. Là 560.000 đồng, giảm tại livestream này chỉ còn 260.000 đồng một set. Và có mã là mã A19 nha các chị em. Có mã là mã A19 260.000 đồng một set này. Và mẫu này ở bên ngoài là một lớp dạ nha. Dạ này là dạ ép này. Dạ ép nha. Mặc lên rất là mềm mịn luôn. Bên trong có thêm một lớp lụa cho các chị nha. Bên trong là một lớp lụa nha các chị em. Hàng cực kỳ mềm mịn cho các chị em mặc lên này. Rất là trẻ trung luôn nha. Thiết kế cổ này và cúc và có túi ở hai bên cho các chị để tiền, để điện thoại đều rất là đẹp luôn. Có đủ size cho những chị em từ 40 cân đến 75 cân đều có size mà vừa.
thiết kế như mẫu em mặc lên đây, có tặng kèm thêm cho các chị một cái nơ này. Các chị có thể thắt cũng được hoặc không thắt cũng được nha. 44 cân chị mặc vừa size S cho em này. Chị màu tím ơi, chị lấy màu đỏ đô để lại số điện thoại cho em. Màu này đang rất là hot ở bên em nha. Chị Phạm Hoài xe 55 cân mặc vừa size L này. Comment cho em đúng cú pháp là A19 kèm màu kèm số điện thoại ra chia sẻ 3 lần để được mua với giá ưu đãi ở bên em nha. Hôm nay bên em chỉ có 30 set áo dạo này mang lên đây bán giá tri ân cho các chị thôi. Hai bên túi này, hai bên túi mặc lên vừa trẻ trung vừa sang trọng này. Comment đúng cú pháp thì mới có đơn hàng nha các chị em. A26 kèm màu A19 kèm màu kèm số điện thoại cho em này. Chị Nga Nguyễn 47 cân mặc vừa size M cho em nha. Và có 4 tông màu cho các chị lựa chọn. Màu đang rất là hot ở bên em hiện tại bây giờ đó là màu đỏ đô như mẫu em đang mặc nha. Có thêm màu đỏ này, có thêm màu đỏ cam nha. Có thêm màu vàng bò này và có thêm màu kem nha các chị em. Chị Hà Nông lấy màu gì đây chị ơi, comment cho em đúng cú pháp đi. A19 kèm màu kèm số điện thoại và ra chia sẻ luôn cho em nha. Rồi em chốt chị màu tím một cái luôn này. Lưu ý là ra chia sẻ giúp em 3 lần vào các hội nhóm công khai. Những chị em nào hôm qua chưa lựa chọn được cho mình cái mẫu hot này ở bên em thì vào ngay đây lựa chọn, hôm nay chỉ còn 30 set nữa thôi. Bên em mang lên đây bán giá tri ân cho các chị nha. A19 kèm màu kèm số điện thoại. A19 màu kem này đấy, rất là trẻ trung và sáng da luôn này. Có thêm A19 màu vàng bò nha. A19 màu đỏ cam này và A19 màu đỏ đô như mẫu em mặc 70 cân, chị mặc size 3XL nha. Mẫu này ở bên em có đủ size cho những chị em từ 40 cân đến 75 cân đều có size mặc vừa. Chị Hà Nông lấy màu gì comment cho em màu chị ơi. Comment đúng cú pháp cho em là A19 kèm màu kèm số điện thoại thì mới có đơn hàng ở bên em nha. Không comment đúng cú pháp là sẽ không có đơn hàng đâu ạ. Và tối nay chỉ có 30 set thôi nên bên em mang lên đây bán giá tri ân cho các chị luôn nha. A19 màu đỏ như mẫu em mặc này, tặng kèm cho các chị một cái nơ nha, một cái nơ thắt này mặc này cực kỳ trẻ trung luôn. Bên ngoài của nó là chất liệu da ép này, cực kỳ mềm mịn nha. Bên trong có thêm một lớp lụa cho các chị mặc lên rất là trẻ trung này. Rồi em chốt chị Hoàng Thu một cái A19 màu đỏ đô size N. A19 kèm màu kèm số điện thoại cho em. Rồi em chốt chị Anh Trần một cái A19 màu kem nha. Rồi chốt chị Cao Thanh Chuyên một cái A19 màu đỏ đô này. A19 màu đỏ, A19 màu cam, A19 màu vàng bò và A19 màu kem nha. Mặc màu sáng da là màu vàng bò hoặc màu kem nha chị ơi. Rồi ok, em chốt cho chị Hà Nông một cái này, em chốt cho chị Hân Bùi một cái nha, chốt cho chị Dung Phạm một cái luôn này, quá là đẹp luôn, chỉ có 260.000 đồng. Lưu ý phải chia sẻ mới có giá ưu đãi, không chia sẻ không có giá ưu đãi nha. Rồi ok, chị màu tím một cái cho chị Cao Thanh Chuyên một cái. A19 kèm màu kèm số điện thoại ra chia sẻ 3 lần vào các hội nhóm công khai, chia sẻ về tường trang cá nhân của mình với chế độ công khai 3 lần giúp em để hưởng mua được mua với giá ưu đãi ở bên em nha. Bên ngoài của nó là chất da ép này, chất da ép cực kỳ mềm mịn nha. Bên trong là một chất là chất lụa nữa nha các chị em, một lớp lụa mỏng này mềm mịn cho các chị mặc lên rất là trẻ trung luôn. Chị Thu Hằng Trần ok chị một cái màu đỏ nha. 560.000 đồng đang bán tại shop em và bán tại livestream này chỉ còn 260.000 đồng cho các chị thôi. Phải comment đúng cú pháp và ra chia sẻ 3 lần thì mới có đơn hàng ở bên em nha. A19 kèm màu kèm số điện thoại ra chia sẻ luôn cho em đi ạ. Rồi chốt cho chị Phạm Hoài xem một cái màu đỏ đô nha. Giá này giá ngắn này, các chị mặc lên cực kỳ trẻ trung nha. Đấy màu đỏ đô như mẫu em đang mặc lên đây, rất là đẹp luôn. Màu này là màu đang rất là hot ở bên em nha. Màu cực kỳ hot luôn. Hai bên có túi cho các chị để tiền để điện thoại này. Chị Hà Nông có đơn rồi nha chị ơi. Chị Khánh Vy 70 cân mặc size 3XL cho em này. Lưu ý là phải chia sẻ mới có giá ưu đãi ở bên em. Bây giờ mẫu sẽ thử sang cái màu vàng bò này cho các chị xem nha. Mẫu bên em sẽ đi thử sang cái màu vàng bò này. Trong thời gian mẫu đi thử màu khác thì các chị nhanh tay thoát livestream này ra và chia sẻ cho em 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc về tường trang cá nhân của mình với chế độ công khai 3 lần giúp em nha. Rồi em chốt chị Nga Nguyễn một cái A19 màu đỏ đô luôn ạ. Rồi ok chị Nga Trần một cái màu đỏ đô nha. A19 kèm màu kèm số điện thoại cho em. Đấy bên ngoài là chất da ép này, cực kỳ mềm mịn cho các chị mặc lên nha, rất là trẻ trung luôn. Đây các chị nhìn chất dạ đấy ạ, nhìn chất dạ cực kỳ đẹp nha. Có cúc đây cho các chị cài này, rất là trẻ trung luôn. Hai bên có túi nha, hai bên có cái túi mặc lên vừa sang vừa xinh này. 260.000 đồng một cái thôi, giá đang bán tại shop là 560.000 đồng, giảm tại livestream này chỉ còn 260.000 đồng cho các chị nha. Và hàng này ở bên em thì có đủ size nên là các chị yên tâm lựa chọn. Bên trong là một lớp nốt lụa này, các chị mặc lên vừa sang trọng vừa trẻ trung này, cực kỳ mềm mịn cho các chị mặc rất là thoải mái luôn nha. Và có 4 tông màu cho các chị lựa chọn là màu kem này, màu cam nha, màu kem, màu đỏ và màu vàng nữa nha. Rồi chốt cho chị Nhân Thiệp một cái, chốt chị Anh Trần một cái luôn nha. A19 kèm màu kèm số điện thoại ra chia sẻ 3 lần vào các hội nhóm công khai. Đây mẫu mặc chị ơi làm gì có màu tím, bên em chỉ có 4 tông màu là màu vàng bò, màu kem, màu đỏ và màu
màu đỏ và màu cam thôi nha chị ơi. 4 tông màu và hàng ở bên em có đủ size cho những chị em từ 40 đến 75 cân đều có size màu vừa. Bên em ship COD toàn quốc là 30.000 đồng nha. Đấy, màu mẫu em đang mặc lên là màu vàng bò này. Những chị em nào có chúng ta có da ngăm da đen lựa chọn luôn cái màu vàng bò này nên mặc lên giúp em nha. Vừa sang trọng vừa trẻ trung vừa sáng da này. Màu này cũng đang rất là hot ở bên em luôn. Những chị em nào chúng ta ưng rồi thì chúng ta phải comment nhanh, bởi vì mẫu này tối nay bên em chỉ có 30 set mang lên đây bán giá tri ân cho các chị là 260.000 đồng thôi nha. Hôm qua những chị em nào mà đặt hàng chúng ta chưa đặt được thì hôm nay vào nhanh tay vào đây để comment luôn cho em này. A19 kèm màu kèm số điện thoại cho em nha. Đây là hàng Quảng Châu cao cấp ở bên em nha các chị em. Rồi đó chị Hương bé một cái A19 màu vàng bò này. Đây là hàng Quảng Châu cao cấp nha. Chị Phạm Hoài Sen có đơn hàng ở bên em rồi nha. Những chị em nào mà chúng ta chưa chia sẻ thì nhanh tay ra chia sẻ. Còn những chị em nào đã chia sẻ mà chưa đặt hàng thì hãy nhanh tay vào đặt hàng này. Rồi cho chị Sen Hồng một cái A19 màu vàng bò. A19 màu vàng này. A19 màu vàng bò nha. A19 màu đỏ này. Đấy, mặc lên cực kỳ đẹp luôn. Đang rất là hot ở bên em luôn. A19 màu kem và A19 màu đỏ cam nha. Mặc lên vừa trẻ trung vừa sang trọng này. Rồi ok, chị Thanh Hà một cái A19. Và có rất là nhiều chị đặt hàng ở bên em. Em không thể đọc tên hết tất cả các chị nên được, thì các chị cứ comment cho em đúng cú pháp này. A19 kèm màu kèm số điện thoại là sẽ có hệ thống tự động lên đơn hàng cho các chị ra chia sẻ 3 lần để đơn hàng đấy được lên đơn hàng thành công nha. Rồi em chốt cho chị Sen Hồng một cái, cho chị Bình Giang một cái, cho chị Hằng Nguyễn một cái này, cho chị Hoa Mùa Xuân một cái luôn nha. Quá là đẹp luôn. 579 chị đang xem, mỗi chị ra chia sẻ 3 đến 4 lần giúp em để bên em bán với giá ưu đãi cho các chị nha. Cực kỳ đẹp luôn, chỉ có 30 set thôi, không nhanh tay không có đơn hàng đâu. Bây giờ mẫu bên em sẽ đi thử qua màu kem này. Mẫu bên em sẽ thử phun màu cho các chị xem nha. Rồi cảm ơn chị Hội Nguyễn này, đấy đã có rất là nhiều chị nhận được hàng ở bên em rồi và biết là chất lượng ở bên em như thế nào, chất dạ này còn đẹp hơn nữa nha các chị em ơi. Máu già này ở bên em còn đẹp hơn nữa này, nên là các chị nhanh tay ra lựa chọn cho mình, chỉ có 260.000 đồng một cái thôi. Rồi em cho chị Khánh Vy một cái vàng bò luôn, 70 cân mặc size 3XL cho em nha. Comment đúng cú pháp nha. A19 kèm màu kèm số điện thoại 560.000 đồng, giảm tại livestream này chỉ còn 260.000 đồng cho các chị thôi. Và hàng này luôn có đủ size cho những chị em từ 40 cân đến 75 cân đều có size mặc vừa nha. A19 màu cam này, A19 màu đỏ này, A19 màu vàng bò và A19 màu kem. Rồi chốt cho chị Mít Tơ Bi một cái màu vàng bò nha. Chị rồi ok, chị Hoa Mùa Xuân đã chia sẻ 5 lần, ok cảm ơn chị này. Rồi chốt cho chị Hoàng Nga Nguyễn Thu một cái luôn nha. Chị Vũ Thị Hải ơi, chị lấy cho tớ thì chị phải nhắn tin đúng cú pháp cho em này. 52 cân mà vừa size L cho em nha. Chị Diệu Liên ơi, chị Thùy Linh Trần, ok em chốt cho chị một cái màu vàng bò 50 cân mà vừa size N này. Rồi cảm ơn chị Nam Nguyễn này. Đấy, những cái chị mà đã từng mua hàng bên em thì biết chất lượng ở bên em như thế nào nha. Rồi cho chị Anh Trần một cái. Hôm nay chỉ có 30 đơn hàng cho mẫu này thôi. Chị em phải chốt thật nhanh thì mới có đơn hàng nha. Chốt chậm là không có đơn hàng đâu ạ. A19 kèm màu kèm số điện thoại và ra chia sẻ luôn cho em. Đây, chị nào yêu cầu mẫu mặc màu kem đây. Màu kem mặc cực kỳ sáng da và trẻ trung luôn. Đấy, các chị nhìn thấy ạ. Rất là trẻ trung và sáng da nha. Màu kem này, dáng thiết kế này mặc lên nha. Những chị em nào mà có chiều cao khiêm tốn chúng ta mặc màu này cũng đẹp này. Hoặc chị em nào có chiều cao mà trên 1m6 giống như mẫu bên em 1m66 đây, mặc lên cũng cực kỳ trẻ trung và xinh luôn nha các chị em. Thiết kế có thêm kèm thêm nơ này, tặng kèm cho các chị một cái nơ nha. Các chị có thể thắt nơ hoặc không thắt nơ đều được luôn. Chị Phạm Huyền để lại số điện thoại cho em đi ạ. Chị Khuyên Bùi để lại số điện thoại nha. Chị ơi, chị Thúy Hằng chốt cho chị màu vàng bò rồi nha. Ok chị này, bên em không kiểm tra hàng trước nha chị ơi. Rồi chị Trần Phúc để lại số điện thoại giúp em đi ạ. Lưu ý là ra chia sẻ luôn 3 lần nha. Comment ở đây nhưng vẫn phải chia sẻ này. Chị Xuân Hằng ok chốt cho chị này. Chị Phạm Huyền để lại số điện thoại cho em nha. Chị Sen Hồng 48 cân mặc vừa size M cho em. Hàng ở bên em có đủ size cho những chị em từ 40 cân đến 75 cân đều có size mặc vừa. Mẫu này đang rất là hot ở trên thị trường nha. Giá đang bán trên thị trường là hơn 500.000 nhưng bán tại shop em hôm nay duy nhất buổi livestream này thôi mới có giá là 260.000 đồng nha các chị em ơi. Chị Trần Mai 55 cân mặc vừa size M cho em này. Comment cho em đúng cú pháp nha. Đúng cú pháp là A19 kèm màu kèm số điện thoại và ra chia sẻ luôn cho em đi ạ. Em ship toàn quốc là 30.000 đồng nha. Comment đúng cú pháp thì mới có đơn hàng, không comment đúng cú pháp không có đơn hàng đâu ạ. Rồi rồi cảm ơn chị Lam Nguyễn này đã nhận được hàng rồi, ok chị rất là đẹp luôn nha. Chị Nguyễn Phương Lan ok chốt cho chị A19 màu đen cho chị Thủy. Không có màu đen đâu chị ơi, chỉ có 4 tông màu, em sẽ giới thiệu lại tất cả các màu này. Chị Thủy Đỗ ok chốt cho chị một cái màu cam nha. Chị Vũ Thị Hải để lại số điện thoại cho em nha chị ơi. Màu kem như mẫu em mặc lên rất là trẻ trung đấy, màu kem như mẫu em mặc nha. Có thêm A19 màu cam này,
A19 màu cam mặc lên cũng rất là sáng da luôn. A19 màu đỏ đô nha, nhã nhặn này. Và A19 màu vàng bò và sáng da. Màu nào cũng đẹp, màu nào cũng trẻ trung. Nên chị em nào chúng ta thích rồi, chúng ta ưng rồi thì phải comment nhanh thì mới có đơn hàng nha. 30 đơn hàng thôi các chị em ạ. Chị Oanh Kim 67 cân mặc size 3XL cho em này. Rồi em chốt cho chị Khuyên Bùi một cái màu đỏ đô 53 cân mặc vừa size L nha. Chị Thái Phúc này mặc vừa size S cho em nha chị ơi. Hàng ở bên em thì luôn có đủ size, các chị không cần phải lo đến size số này. Mai bên em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn size này. Tư vấn size xin địa chỉ và gửi hàng cho các chị nha. Chị Oanh Lê ơi, em chỉ bán hàng online ở Hà Nội thôi nha chị ơi. Chị Nguyễn Phương Lan em chốt cho chị ơi không có màu đen nha chị Nguyễn Phương Lan ơi. Em chỉ có 3-4 tông màu này thôi, không có màu đen đâu nha. Chị Hoàng Thoi này, A19 màu vàng bò ok em chốt cho chị luôn. Quá là đẹp luôn. Cho một siêu phẩm này nha. Đấy những chị em nào mà chiều cao khiêm tốn lựa chọn luôn cho em cái mẫu áo dạ này này. Không miễn phí ship nha. Ship toàn quốc là 30.000 đồng. Mua 5 hay 10 sản phẩm cũng chỉ có 30.000 đồng thôi. Rồi ok cho chị Nguyễn Vân một cái vàng bò, cho chị Việt Hà một cái màu vàng bò luôn. Hàng này thì có đủ size cho những chị em từ 40 đến 75 cân đều có size mà vừa. Bây giờ mẫu bên em sẽ đi thử sang cái màu cam cho các chị xem này. Hàng này ở bên em có đủ size nha. Lưu ý là các chị phải chia sẻ nhanh tay thì mới có đơn hàng, không chia sẻ không có giá ưu đãi nha. Chỉ áp dụng cho những chị em chia sẻ livestream 3 lần và đặt hàng tại livestream này thôi. A19 kèm màu kèm số điện thoại và ra chia sẻ luôn cho em đi ạ. Rồi chị Cẩm Trường ơi, chị để lại số điện thoại giúp em nha. Thì em mới có thể ship đến cho chị được. Chị lấy màu kem mình để lại số điện thoại đi. Chị Nguyễn Phương Lam màu vàng bò ok em cho chị này. Em cho chị Linh Lê một cái màu vàng bò luôn nha. A19 kèm màu kèm số điện thoại. Chị Nguyễn Diệu Liên để lại số điện thoại giúp em nè. Mỗi chị em ra chia sẻ 2 đến 3 lần trở lên nha. Rồi ok chị Phạm Huyền một cái luôn. 565 chị đang xem, mỗi chị ra chia sẻ 2 đến 3 lần trở lên giúp em thì mới có đơn hàng ở bên em nha. Rồi ok chị Nhâm Thiệp này, mai nhân viên gọi điện thì bảo đổi sang màu đấy giúp em nha. Chị Phạm Huyền ơi, một chút nữa mẫu sẽ mặc cái màu vàng bò lên cho các chị xem này. Cho chị Tình Vũ một cái màu kem luôn. A19 kèm màu kèm số điện thoại ra chia sẻ 3 lần và các hội nhóm công khai giúp em. Bên ngoài của nó là một chất dạ ép nha các chị em. Rồi các cho chị Cẩm Trường một cái luôn nha. Quá là đẹp cho một siêu phẩm luôn. Chị em nào nhanh tay thì mới có đơn hàng này. Bên trong của nó là một lớp lụa nha. Cực kỳ mềm mịn cho các chị mặc lên cực kỳ thoải mái luôn này. Hàng này có đủ size nha. Chị Tâm Hồ lấy màu vàng bò để lại số điện thoại đi chị ơi. Đây màu đỏ cam mẫu em mặc lên này. Đấy rất là sang trọng, rất là trẻ trung luôn. Chị em nào thích nổi bật lựa chọn luôn cho em màu này nha. Rồi ok chị Hiền Phạm một cái màu kem 53 cân mặc vừa size L cho em này. Chị Hoa Trần màu cam ok chị nha. Đấy màu cam mẫu em mặc lên cực kỳ sang trọng luôn. Chị Tâm Hồ 52 cân mặc vừa size L cho em nha chị ơi. Rồi chốt cho chị Điệp Thương một cái màu vàng bò luôn. Chị em nào nhanh tay thì mới có đơn hàng, chị em nào chậm tay là sẽ hết luôn nha. Từ nay đến giờ em cũng chốt được khá là nhiều đơn hàng rồi. Cũng không còn nhiều đâu nên những chị em nào mà comment sau có khi không có đơn hàng. Nên là chúng ta đã ưng, đã thích rồi thì chúng ta phải comment nhanh và ra chia sẻ luôn để đơn hàng được, nên đơn hàng thành công nha. Chị Cẩm Trường này, mẫu nào cũng có nơ nha chị ơi. Mẫu nào cũng tặng kèm cho các chị một cái nơ như thế này để cho các chị thắt nha. Thắt cũng được hoặc không thắt cũng được. Dáng này thì các chị em nào mà có chiều cao khiêm tốn hay là có chúng ta có chiều cao trên 1m6 giống như mẫu bên em 1m66 đây, mặc lên cũng đều sang đều xinh luôn này. Đấy cực kỳ đẹp luôn. Hai cái túi thiết kế của nó mặc lên rất là trẻ trung nha. Chất da ép mặc lên cực kỳ đẹp luôn này. 260.000 đồng nha. Màu mẫu em đang mặc lên là màu cam nha chị ơi. Màu đỏ cam mặc lên rất là sáng da và trẻ trung này. Có thêm A19 màu đỏ đô nha. Có thêm A19 màu vàng bò này. Và có thêm A19 màu kem nha các chị em. Hàng này có đủ size này, cho người từ 40 đến 75 cân đều có size mặc vừa. Chị Nguyễn Diệu Liên đã có đơn hàng ở bên em rồi nha. Chị trai họ Lê 1m657 cân mặc size XL cho em. Hàng ở bên em có đủ size nên là các chị yên tâm lựa chọn này. Và ra chia sẻ luôn cho em 3 lần và các hội nhóm công khai nha. Thiết kế hai túi ở hai bên cho các chị này, mặc lên vừa sang vừa xinh, giá chỉ có 260.000 đồng thôi. Nên là các chị phải nhanh tay lựa chọn. Và hôm nay ở bên em chỉ có 30 đơn hàng bán với giá ưu đãi cho các chị thôi nha. Chúng ta có thể rủ bạn bè này, rủ người thân vào đây lựa chọn luôn đi ạ. Bởi vì sau livestream này thì cũng hết hàng mà không còn giá ưu đãi cho các chị nữa đâu. Nên là các chị phải chốt thật nhanh thì mới có đơn hàng nha. Chị Yến Trang Sa A19 màu đỏ cam để lại số điện thoại giúp em này. Rồi em chốt chị Thùy Dung một cái cho chị Hương Đinh một cái luôn nha. A19 kèm màu kèm số điện thoại và ra chia sẻ 3 lần và các hội nhóm công khai giúp em để được mua với giá ưu đãi ở bên em ngày hôm nay nha. Cực kỳ đẹp luôn. 560.000 đồng giảm còn 260.000 đồng cho các chị thôi. Màu đỏ cam như mẫu em mặc lên này. Đấy rất là sang trọng và trẻ trung luôn. Hai túi ở hai bên đây, có 4 cái cúc cho các chị này. Vừa sang vừa xinh. Chị Nguyễn Nam để luôn lại số điện thoại nha. Ship toàn quốc là 30.000 đồng nha chị ơi. Thắt nơ cũng được hoặc không thắt nơ cũng được, cũng đều sang, cũng đều trẻ trung luôn. Thiết kế cổ của nó này, đấy rất là đẹp nha các chị em ơi. Dáng này là dáng các chị có thể mặc với váy này, mặc với lại một bộ đồ này,
thì đều đẹp luôn. Comment cho em đúng cú pháp là A19 kèm màu kèm số điện thoại nha. 56 cân mặc size L cho em nha chị ơi. Có size cho các chị từ 40 đến 75 cân đều có size mặc vừa. Nên là các chị không cần lo đến size số đâu ạ. Giờ em cho chị Quốc Đạt một cái màu đỏ này. A19 màu đỏ cam nha. A19 màu đỏ này. A19 màu vàng bò và A19 màu kem nha. Hàng này Quảng Châu cao cấp này. Chất liệu là da ép ở bên ngoài nha, da ép ở bên ngoài và bên trong là một lớp nắp lụa này, cho các chị mặc lên rất là mềm mịn và trẻ trung luôn nha các chị em. Hàng này ở bên em thì có đủ size cho những chị em từ 40 cân đến 75 cân đều có size màu vừa. Đấy, màu mẫu em mặc lên đây là màu đỏ cam nha, cực kỳ sáng da và trẻ trung luôn này. Chị em nào lấy thì chốt luôn cho em đi ạ. Bây giờ mẫu sẽ chuyển lại và mặc lại cái màu đỏ đô này cho các chị xem nha. Chị Trương Hoài ok cho chị một cái vàng bò 55 cân mặc vừa size L này. Ok cho chị Nguyễn Nam này. Chị Hoàng Thị Hương 45 cân mặc vừa size S nha chị ơi. 40 cân đến 75 cân thì đều có size mặc vừa. Mỗi chị ra chia sẻ 2 đến 3 lần trở lên luôn nhanh tay đi ạ và rủ bạn bè mình vào đây mua giúp em này. Đấy 576 chị đang xem rồi. Mỗi chị ra chia sẻ luôn cho em, mỗi chị chia sẻ 2 đến 3 lần giúp em nha. Rồi em cho chị Lê Thị Nga một cái, cho chị My Lê một cái, cho chị Oanh Kim một cái luôn. Chị em nào nhanh tay thì mới có đơn hàng và có rất là nhiều chị đang đặt hàng ở bên em. Em không thể đọc tên hết tất cả các chị nên được thì các chị cứ comment cho em đúng cú pháp này. A19 kèm màu kèm số điện thoại là sẽ có đơn hàng ở bên em nha. Và ra chia sẻ 3 lần để đơn hàng đấy được lên đơn hàng thành công ạ. Rồi em cho chị Nini Nguyễn luôn nha. Ok chị Sen Nguyễn này, đấy những cái chị có rất là nhiều chị mà đặt hàng còn không được đấy các chị em ạ. Bởi vì hết hàng rất là nhanh luôn, mẫu này đang rất là hot nha. Mà giá thì cực kỳ ưu đãi, nếu các chị không nhanh tay là không có đâu ạ. Chị Nguyễn Thị Niên ok chị nha, mai sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn size này. Tư vấn size xin địa chỉ và gửi hàng cho các chị nên là các chị yên tâm đi. 4 cái tông màu ở bên em toàn là những cái tông màu hot ở bên em nha. Toàn là những cái tông màu hot ở bên em và trên thị trường cũng là những cái tông màu hot luôn. Nên là chị em nào chúng ta thích rồi, ưng rồi thì chúng ta phải comment nhanh này. Rồi cho chị Phạm Hải Yến một cái, chị Xương Rồng để lại số điện thoại cho em đi chị ơi. Đây màu đỏ đô như mẫu em mặc lên nha. Vừa sang vừa trẻ trung này, vừa sang vừa trẻ trung nha. Ok chị Sen Nguyễn lấy màu gì đấy chị ơi? Màu đỏ cam này, màu đỏ cam mặc lên cũng rất là sáng da và tươi trẻ này. Có thêm màu kem nha, màu kem nhã nhặn chị em nào cũng có thể mặc được cái màu kem này giúp em này. Và có thêm màu vàng bò sáng da. Chị em nào lấy thì chốt luôn cho em A19 kèm màu kèm số điện thoại đi ạ. Rồi cho chị Dung Thùy Lê này, màu cái màu da nha. Màu kem nha các chị em, đây là màu kem, rất là trẻ trung luôn. Bây giờ em sẽ giới thiệu lại toàn bộ màu để cho các chị vào sau tiện theo dõi nha. A19 màu đỏ đô như mẫu em đang mặc này. Rồi ok cho chị Xương Rồng một cái màu đỏ nha. A19 màu vàng bò này, A19 màu kem nha, và A19 màu cam. Màu nào cũng đẹp, màu nào mặc lên cũng rất là nổi và trẻ trung luôn. Chị em nào da ngăm da đen lựa chọn luôn cho em hai cái tông màu là màu kem và màu vàng bò. Chị em nào thích nổi bật chúng ta lựa chọn luôn màu đỏ cam cho em. Còn chị em nào thích nhã nhặn trầm nắng một chút chúng ta lựa chọn cái màu đỏ đô này giúp em nha. Rồi ok chị Hương Vũ một cái này, cho chị Nguyễn Huyền một cái đã chia sẻ ok chị. Những chị em đã chia sẻ rồi thì đơn hàng đã được tự hệ thống sẽ lên đơn hàng thành công cho các chị nha. Bên em không miễn phí ship đâu chị ơi, ship COD toàn quốc là 30.000 đồng. Chúng ta mua một sản phẩm hay 10 sản phẩm cũng chỉ có 30.000 đồng. Nên là những chị em nào chúng ta thích rồi thì phải comment nhanh tay giúp em này. Chị Sen Nguyễn ok. Ok chị rồi nha, hai cái mai sẽ có nhân viên gọi điện này, chốt đơn tư vấn size xin địa chỉ để gửi hàng cho các chị nha. Lưu ý là những chị em nào mà không nghe điện thoại này, không nghe điện thoại bên em sẽ gọi 2 đến 3 lần và các khung giờ khác nhau. Nếu các chị không nghe điện thoại hay người nhà nghe bảo không phải thì bên em sẽ hủy luôn đơn hàng đấy ạ. Chị Hoàng Cúc A19 màu vàng bò để lại số điện thoại đi chị ơi. Rồi chị Uyên đây đã chia sẻ này, những chị em đã chia sẻ rồi thì nhanh tay vào đặt hàng. Những chị em chúng ta có đơn hàng rồi mà chưa chia sẻ thì nhanh tay ra chia sẻ cho em nha. Mỗi chị em chia sẻ 2 đến 3 lần trở lên giúp em này. Rồi ok cho chị Định Phone. Chào năm chị đang xem livestream ở thời trang công sở nha. Các chị vào nhanh tay để lựa chọn mẫu này cho mình nè. Hôm nay bên em về thêm 30
30 chiếc áo dạ này nữa để phục vụ đến cho các chị nha. Nên là mỗi chị ra chia sẻ cho em 2 đến 3 lần giúp em đi. Hôm qua những chị em nào mà chưa lựa chọn được cho mình cái mẫu áo dạ này hot hit này ở bên em thì vào luôn đây lựa chọn cho em nha. Hôm nay về thêm 30 cái nữa bên em mang lên đây bán và nhận chỉ 30 đơn hàng thôi. Với mẫu thiết kế áo dạ này ở bên em cho các chị này, mỗi chị ra chia sẻ 2 đến 3 lần trở lên giúp em đi, lên đến 100 người xem em bắt đầu báo giá của mẫu này và bán mẫu này ở bên em cho các chị nha. Mỗi chị chuyên gia chia sẻ 2 đến 3 lần trở lên giúp em để bên em bán mẫu này ở bên em cho các chị với giá cực kỳ ưu đãi luôn này. Hôm qua những chị em nào chưa lựa chọn được cái mẫu hot này ở bên em thì vào luôn cái livestream này để lựa chọn giúp em nha. Và ra chia sẻ luôn cho em này. Mẫu này ở bên em có giá là có giá đang bán tại shop là 560.000 đồng nha. Là 560.000 đồng giảm tại livestream này chỉ còn 260.000 đồng một set. Và có mã là mã A19 nha các chị em. Có mã là mã A19 260.000 đồng một set này. Và mẫu này ở bên em, bên ngoài là một lớp dạ nha. Dạ này là dạ ép này. Dạ ép nha. Mặc lên rất là mềm mịn luôn. Bên trong có thêm một lớp lụa cho các chị nha. Bên trong là một lớp lụa nha các chị em. Hàng cực kỳ mềm mịn cho các chị em mặc lên này. Rất là trẻ trung luôn nha. Thiết kế cổ này và cúc và có túi ở hai bên cho các chị để tiền, để điện thoại đều rất là đẹp luôn. Có đủ size cho những chị em từ 40 cân đến 75 cân đều có size mà vừa. Thiết kế như mẫu em mặc lên đây có tặng kèm thêm cho các chị một cái nơ này. Các chị có thể thắt cũng được hoặc không thắt cũng được nha. 44 cân chị mặc vừa size S cho em này. Chị màu tím ơi, chị lấy màu đỏ đô để lại số điện thoại cho em. Màu này đang rất là hot ở bên em nha. Chị Phạm Hoài xe 55 cân mặc vừa size L này. Comment cho em đúng cú pháp là A19 kèm màu kèm số điện thoại ra chia sẻ 3 lần để được mua với giá ưu đãi ở bên em nha. Hôm nay bên em chỉ có 30 set áo dạ này mang lên đây bán giá tri ân cho các chị thôi. Hai bên túi này, hai bên túi mặc lên vừa trẻ trung vừa sang trọng này. Comment đúng cú pháp thì mới có đơn hàng nha các chị em. A26 kèm màu A19 kèm màu kèm số điện thoại cho em này. Chị Nga Nguyễn 47 cân mặc vừa size M cho em nha. Và có 4 tông màu cho các chị lựa chọn. Màu đang rất là hot ở bên em hiện tại bây giờ đó là màu đỏ đô như mẫu em đang mặc nha. Có thêm màu đỏ này, có thêm màu đỏ cam nha. Có thêm màu vàng bò này và có thêm màu kem nha các chị em. Chị Hà Nông lấy màu gì đây chị ơi, comment cho em đúng cú pháp đi. A19 kèm màu kèm số điện thoại và ra chia sẻ luôn cho em nha. Rồi em cho chị màu tím một cái luôn này. Lưu ý là ra chia sẻ giúp em 3 lần vào các hội nhóm công khai. Những chị em nào hôm qua chưa lựa chọn được cho mình cái mẫu hot này ở bên em thì vào ngay đây lựa chọn, hôm nay chỉ còn 30 set nữa thôi. Bên em mang lên đây bán giá tri ân cho các chị nha. A19 kèm màu kèm số điện thoại. A19 màu kem này đấy, rất là trẻ trung và sáng da luôn này. Có thêm A19 màu vàng bò nha. A19 màu đỏ cam này và A19 màu đỏ đô như mẫu em mặc 70 cân chị mặc size 3XL nha. Mẫu này ở bên em có đủ size cho những chị em từ 40 cân đến 75 cân đều có size mặc vừa. Chị Hà Nông lấy màu gì comment cho em màu chị ơi. Comment đúng cú pháp cho em là A19 kèm màu kèm số điện thoại thì mới có đơn hàng ở bên em nha. Không comment đúng cú pháp là sẽ không có đơn hàng đâu ạ. Và tối nay chỉ có 30 set thôi nên bên em mang lên đây bán giá tri ân cho các chị luôn nha. A19 màu đỏ như mẫu em mặc này, tặng kèm cho các chị một cái nơ nha. Một cái nơ thắt này mặc này cực kỳ trẻ trung luôn. Bên ngoài của nó là chất liệu da ép này, cực kỳ mềm mịn nha. Bên trong có thêm một lớp lụa cho các chị mặc lên rất là trẻ trung này. Rồi em chốt chị Hoàng Thu một cái A19 màu đỏ đô size N. A19 kèm màu kèm số điện thoại cho em. Rồi em chốt chị Anh Trần một cái A19 màu kem nha. Rồi chốt chị Cao Thanh Chuyên một cái A19 màu đỏ đô này. A19 màu đỏ, A19 màu cam, A19 màu vàng bò và A19 màu kem nha. Mặc màu sáng da là màu vàng bò hoặc màu kem nha chị ơi. Rồi ok, em chốt cho chị Hà Nông một cái này. Em chốt cho chị Hân Bùi một cái nha. Chốt cho chị Dung Phạm một cái luôn này. Quá là đẹp luôn, chỉ có 260.000 đồng. Lưu ý phải chia sẻ mới có giá ưu đãi, không chia sẻ không có giá ưu đãi nha. Rồi ok, chị màu tím một cái cho chị Cao Thanh Chuyên một cái. A19 kèm màu kèm số điện thoại ra chia sẻ 3 lần vào các hội nhóm công khai. Chia sẻ về tường trang cá nhân của mình với chế độ công khai 3 lần giúp em để hưởng mua được mua với giá ưu đãi ở bên em nha. Bên ngoài của nó là chất da ép này, chất da ép cực kỳ mềm mịn nha. Bên trong là một chất là chất lụa đấy nha các chị em, một lớp lụa mỏng này mềm mịn cho các chị mặc lên rất là trẻ trung luôn. Chị Thu Hằng Trần ok chị một cái màu đỏ nha. 560.000 đồng đang bán tại shop em và bán tại livestream này chỉ còn 260.000 đồng cho các chị thôi. Phải comment đúng cú pháp và ra chia sẻ 3 lần thì mới có đơn hàng ở bên em nha. A19 kèm màu kèm số điện thoại ra chia sẻ luôn cho em đi ạ. Rồi chốt cho chị Phạm Hoài xem một cái màu đỏ đô nha. Giá này giá ngắn này, các chị mặc lên cực kỳ trẻ trung nha. Đấy màu đỏ đô như mẫu em nào mặc lên đây, rất là đẹp luôn. Màu này là màu đang rất là hot ở bên em nha. Màu cực kỳ hot luôn, hai bên có túi cho các chị để tiền để điện thoại này. Chị Hà Nông có đơn rồi nha chị ơi. Chị Khánh Vy 70 cân mặc size 3XL
cho em này. Lưu ý là phải chia sẻ mới có giá ưu đãi ở bên em. Bây giờ mẫu sẽ thử sang cái màu vàng bò này cho các chị xem nha. Mẫu bên em sẽ đi thử sang cái màu vàng bò này. Trong thời gian mẫu đi thử màu khác thì các chị nhanh tay thoát livestream này ra và chia sẻ cho em 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc về tường trang cá nhân của mình với chế độ công khai 3 lần giúp em nha. Rồi em chốt chị Nga Nguyễn một cái A19 màu đỏ đô luôn ạ. Rồi ok, chị Nga Trần một cái màu đỏ đô nha. A19 kèm màu kèm số điện thoại cho em. Đấy, bên ngoài là chất da ép này, cực kỳ mềm mịn cho các chị mặc lên nha, rất là trẻ trung luôn. Đây các chị nhìn chất dạ đấy ạ, nhìn chất dạ cực kỳ đẹp nha, có cúc đây cho các chị cài này, rất là trẻ trung luôn. Hai bên có túi nha, hai bên có cái túi mặc lên vừa sang vừa xinh này. 260.000 đồng một cái thôi, giá đang bán tại shop là 560.000 đồng, giảm tại livestream này chỉ còn 260.000 đồng cho các chị nha. Và hàng này ở bên em thì có đủ size nên là các chị yên tâm lựa chọn. Bên trong là một lớp nốt lụa này, các chị mặc lên vừa sang trọng vừa trẻ trung này, cực kỳ mềm mịn cho các chị mặc, rất là thoải mái luôn nha. Và có 4 tông màu cho các chị lựa chọn là màu kem này, màu cam nha, màu kem, màu đỏ và màu vàng nữa nha. Rồi chỗ cho chị Nhân Thiệp một cái, chỗ chị Anh Trần một cái luôn nha. A19 kèm màu kèm số điện thoại ra chia sẻ 3 lần vào các hội nhóm công khai. Đây mẫu mặc chị ơi làm gì có màu tím, bên em chỉ có 4 tông màu là màu vàng bò, màu kem, màu đỏ và màu cam thôi nha chị ơi. 4 tông màu và hàng ở bên em có đủ size cho những chị em từ 40 đến 75 cân đều có size màu vừa. Bên em ship COD toàn quốc là 30.000 đồng nha. Đấy, màu mẫu em đang mặc lên là màu vàng bò này. Những chị em nào có chúng ta có da ngăm da đen lựa chọn luôn cái màu vàng bò này nên mặc lên giúp em nha. Vừa sang trọng vừa trẻ trung vừa sáng da này. Màu này cũng đang rất là hot ở bên em luôn. Những chị em nào chúng ta ưng rồi thì chúng ta phải comment nhanh, bởi vì mẫu này tối nay bên em chỉ có 30 set mang lên đây bán giá tri ân cho các chị là 260.000 đồng thôi nha. Hôm qua những chị em nào mà đặt hàng chúng ta chưa đặt được thì hôm nay vào nhanh tay vào đây để comment luôn cho em này. A19 kèm màu kèm số điện thoại cho em nha. Đây là hàng Quảng Châu cao cấp ở bên em nha các chị em. Rồi chị Hương bé một cái A19 màu vàng bò này. Đây là hàng Quảng Châu cao cấp nha. Chị Phạm Hoài Sen có đơn hàng ở bên em rồi nha. Những chị em nào mà chúng ta chưa chia sẻ thì nhanh tay ra chia sẻ, còn những chị em nào đã chia sẻ mà chưa đặt hàng thì hãy nhanh tay vào đặt hàng này. Rồi cho chị Sen Hồng một cái A19 màu vàng bò. A19 màu vàng này. A19 màu vàng bò nha. A19 màu đỏ này. Đấy, mặc lên cực kỳ đẹp luôn, đang rất là hot ở bên em luôn. A19 màu kem và A19 màu đỏ cam nha. Mặc lên vừa trẻ trung vừa sang trọng này. Rồi ok, chị Thanh Hà một cái A19. Và có rất là nhiều chị đặt hàng ở bên em không thể đọc tên hết tất cả các chị nên được, thì các chị cứ comment cho em đúng cú pháp này. A19 kèm màu kèm số điện thoại là sẽ có hệ thống tự động lên đơn hàng cho các chị ra chia sẻ 3 lần để đơn hàng đấy được lên đơn hàng thành công nha. Rồi em chốt cho chị Sen Hồng một cái, cho chị Bình Giang một cái, cho chị Hằng Nguyễn một cái này, cho chị Hoa Mùa Xuân một cái luôn nha. Quá là đẹp luôn. 579 chị đang xem, mỗi chị ra chia sẻ 3 đến 4 lần giúp em để bên em bán với giá ưu đãi cho các chị nha. Cực kỳ đẹp luôn, chỉ có 30 set thôi, không nhanh tay không có đơn hàng đâu. Bây giờ mẫu bên em sẽ đi thử qua màu kem này. Mẫu bên em sẽ thử phun màu cho các chị xem nha. Rồi cảm ơn chị Hội Nguyễn này, đấy đã có rất là nhiều chị nhận được hàng ở bên em rồi và biết là chất lượng ở bên em như thế nào. Chất dạ này còn đẹp hơn nữa nha các chị em ơi, máu dạ này ở bên em còn đẹp hơn nữa này, nên là các chị nhanh tay ra lựa chọn cho mình, chỉ có 260.000 đồng một cái thôi. Rồi em chốt cho chị Khánh Vy một cái vàng bò luôn, 70 cân, mặc size 3XL cho em nha. Comment đúng cú pháp nha. A19 kèm màu kèm số điện thoại 560.000 đồng, giảm tại livestream này chỉ còn 260.000 đồng cho các chị thôi. Và hàng này luôn có đủ size cho những chị em từ 40 cân đến 75 cân đều có size màu vừa nha. A19 màu cam này, A19 màu đỏ này, A19 màu vàng bò và A19 màu kem. Rồi chốt cho chị Mít Tơ Bi một cái màu vàng bò nha. Chị rồi ok, chị Hoa Mùa Xuân đã chia sẻ 5 lần, ok cảm ơn chị này. Rồi chốt cho chị Hoàng Nga Nguyễn Thu một cái luôn nha. Chị Vũ Thị Hải ơi, chị lấy cho tớ thì chị phải nhắn tin đúng cú pháp cho em này. 52 cân mà vừa size L cho em nha. Chị Diệu Liên ơi, chị Thùy Linh Trần, ok em chốt cho chị một cái màu vàng bò 50 cân mà vừa size N này. Rồi cảm ơn chị Nam Nguyễn này. Đấy, những cái chị mà đã từng mua hàng bên em thì biết chất lượng ở bên em như thế nào nha. Rồi cho chị Anh Trần một cái. Hôm nay chỉ có 30 đơn hàng cho mẫu này thôi. Chị em phải chốt thật nhanh thì mới có đơn hàng nha. Chốt chậm là không có đơn hàng đâu ạ. A19 kèm màu kèm số điện thoại và ra chia sẻ luôn cho em. Đây, chị nào yêu cầu mẫu mặc màu kem đây. Màu kem mặc cực kỳ sáng da và trẻ trung luôn. Đấy, các chị nhìn thấy ạ. Rất là trẻ trung và sáng da nha. Màu kem này, dáng thiết kế này mặc lên nha. Những chị em nào mà có chiều cao khiêm tốn chúng ta mặc màu này cũng đẹp này. Hoặc chị em nào có chiều cao mà trên 1m6 giống như mẫu bên em 1m66 đây, mặc lên cũng cực kỳ trẻ trung và xinh luôn nha các chị em. Thiết kế có thêm kèm thêm nơ này.
tặng kèm cho chị một các chị một cái nơ nha. Các chị có thể thắt nơ hoặc không thắt nơ đều được luôn. Chị Phạm Huyền để lại số điện thoại cho em đi ạ. Chị Khuyên Bùi để lại số điện thoại nha. Chị ơi, chị Thúy Hằng chốt cho chị màu vàng bò rồi nha. Ok chị này, bên em không kiểm tra hàng trước nha chị ơi. Rồi chị Trần Phúc để lại số điện thoại giúp em đi ạ. Lưu ý là ra chia sẻ luôn 3 lần nha. Comment ở đây nhưng vẫn phải chia sẻ này. Chị Xuân Hằng ok chốt cho chị này. Chị Phạm Huyền để lại số điện thoại cho em nha. Chị Sen Hồng 48 cân mặc vừa size M cho em. Hàng ở bên em có đủ size cho những chị em từ 40 cân đến 75 cân đều có size mặc vừa. Mẫu này đang rất là hot ở trên thị trường nha. Giá đang bán trên thị trường là hơn 500 nghìn. Nhưng bán tại shop em hôm nay duy nhất buổi livestream này thôi mới có giá là 260.000 đồng nha các chị em ơi. Chị Trần Mai 55 cân mặc vừa size M cho em này. Comment cho em đúng cú pháp nha. Đúng cú pháp là A19 kèm màu kèm số điện thoại và ra chia sẻ luôn cho em đi ạ. Em ship toàn quốc là 30.000 đồng nha. Comment đúng cú pháp thì mới có đơn hàng, không comment đúng cú pháp không có đơn hàng đâu ạ. Rồi rồi cảm ơn chị Lam Nguyễn này đã nhận được hàng rồi. Ok chị rất là đẹp luôn nha. Chị Nguyễn Phương Lan ok chốt cho chị A19 màu đen cho chị Thủy. Không có màu đen đâu chị ơi, chỉ có 4 tông màu, em sẽ giới thiệu lại tất cả các màu này. Chị Thủy Đỗ ok chốt cho chị một cái màu màu cam nha. Chị Vũ Thị Hải để lại số điện thoại cho em nha chị ơi. Màu kem như mẫu em là mặc lên rất là trẻ trung đấy, màu kem như mẫu em là mặc nha. Có thêm A19 màu cam này, A19 màu cam mặc lên cũng rất là sáng da luôn. A19 màu đỏ đô nha, nhã nhặn này, và A19 màu vàng bò và sáng da. Màu nào cũng đẹp, màu nào cũng trẻ trung. Nên chị em nào chúng ta thích rồi, chúng ta ưng rồi thì phải comment nhanh thì mới có đơn hàng nha. 30 đơn hàng thôi các chị em ạ. Chị Oanh Kim 67 cân mặc size 3XL cho em này. Rồi em cho chốt cho chị Khuyên Bùi một cái màu đỏ đô 53 cân mặc vừa size L nha. Chị Thái Phúc này mặc vừa size S cho em nha chị ơi. Hàng ở bên em thì luôn có đủ size, các chị không cần phải lo đến size số này. Mai bên em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn size này. Tư vấn size xin địa chỉ và gửi hàng cho các chị nha. Chị Oanh Lê ơi, em chỉ bán hàng online ở Hà Nội thôi nha chị ơi. Chị Nguyễn Phương Lan em chốt cho chị ơi, không có màu đen nha chị Nguyễn Phương Lan ơi. Em chỉ có 3-4 tông màu này thôi, không có màu đen đâu nha. Chị Hoàng Thoi này A19 màu vàng bò ok em chốt cho chị luôn. Quá là đẹp luôn. Cho một siêu phẩm này nha. Đấy những chị em nào mà chiều cao khiêm tốn lựa chọn luôn cho em cái mẫu áo dạ này này. Không miễn phí ship nha. Ship toàn quốc là 30.000 đồng. Mua 5 hay 10 sản phẩm cũng chỉ có 30.000 đồng thôi. Rồi ok cho chị Nguyễn Vân một cái vàng bò, cho chị Việt Hà một cái màu vàng bò luôn. Hàng này thì có đủ size cho những chị em từ 40 đến 75 cân đều có size mà vừa. Bây giờ mẫu bên em sẽ đi thử sang cái màu cam cho các chị xem này. Hàng này ở bên em có đủ size nha. Lưu ý là các chị phải chia sẻ nhanh tay thì mới có đơn hàng. Không chia sẻ không có giá ưu đãi nha. Chỉ áp dụng cho những chị em chia sẻ livestream 3 lần và đặt hàng tại livestream này thôi. A19 kèm màu kèm số điện thoại và ra chia sẻ luôn cho em đi ạ. Rồi chị Cẩm Trường ơi, chị để lại số điện thoại giúp em nha. Thì em mới có thể ship đến cho chị được. Chị lấy màu kem mình để lại số điện thoại đi. Chị Nguyễn Phương Lam màu vàng bò ok em cho chị này. Em cho chị Linh Lê một cái màu vàng bò luôn nha. A19 kèm màu kèm số điện thoại. Chị Nguyễn Diệu Liên để lại số điện thoại giúp em này. Mỗi chị em ra chia sẻ 2 đến 3 lần trở lên nha. Rồi ok chị Phạm Huyền một cái luôn. 565 chị đang xem, mỗi chị ra chia sẻ 2 đến 3 lần trở lên giúp em thì mới có đơn hàng ở bên em nha. Rồi ok chị Nhâm Thiệp này, mai nhân viên gọi điện thì bảo đổi sang màu đấy giúp em nha. Chị Phạm Huyền ơi, một chút nữa mẫu sẽ mặc cái màu vàng bò lên cho các chị xem này. Cho chị Tình Vũ một cái màu kem luôn. A19 kèm màu kèm số điện thoại ra chia sẻ 3 lần và các hội nhóm công khai giúp em. Bên ngoài của nó là một chất dạ ép nha các chị em. Rồi các chốt cho chị Cẩm Trường một cái luôn nha. Quá là đẹp, cho một siêu phẩm luôn. Chị em nào nhanh tay thì mới có đơn hàng này. Bên trong của nó là một lớp lụa nha, cực kỳ mềm mịn cho các chị mặc nên cực kỳ thoải mái luôn này. Hàng này có đủ size nha. Chị Tâm Hồ lấy màu vàng bò để lại số điện thoại đi chị ơi. Đây màu đỏ cam mẫu em mặc lên này. Đấy rất là sang trọng, rất là trẻ trung luôn. Chị em nào thích nổi bật lựa chọn luôn cho em màu này nha. Rồi ok chị Hiền Phạm một cái màu kem 53 cân mặc vừa size L cho em này. Chị Hoa Trần màu cam ok chị nha. Đấy màu cam mẫu em mặc lên cực kỳ sang trọng luôn. Chị Tâm Hồ 52 cân mặc vừa size L cho em nha chị ơi. Rồi chốt cho chị Điệp Thương một cái màu vàng bò luôn. Chị em nào nhanh tay thì mới có đơn hàng, chị em nào chậm tay là sẽ hết luôn nha. Từ nay đến giờ em cũng chốt được khá là nhiều đơn hàng rồi. Cũng không còn nhiều đâu nên những chị em nào mà comment sau có khi không có đơn hàng. Nên là chúng ta đã ưng đã thích rồi thì chúng ta phải comment nhanh và ra chia sẻ luôn để đơn hàng được, nên đơn hàng thành công nha. Chị Cẩm Trường này, mẫu nào cũng có nơ nha chị ơi, mẫu nào cũng tặng kèm cho các chị một cái nơ như thế này để cho các chị thắt nha. Thắt cũng được hoặc không thắt cũng được. Dáng này thì các chị em nào mà có chiều cao khiêm tốn hay là có chúng ta có chiều cao trên 1m6 giống như mẫu bên em 1m66 đây, mặc lên cũng đều sang đều xinh luôn này. Đấy cực kỳ đẹp luôn, hai cái túi thiết kế của nó mặc lên rất là trẻ trung nha. Chất da ép mặc lên cực kỳ đẹp luôn này. 260.000 đồng nha. Màu mẫu em đang mặc lên là màu cam nha chị ơi, màu đỏ cam mặc lên rất là sáng da và trẻ trung này. Có thêm A19 màu đỏ đô nha, có thêm A19 màu vàng bò này,
và có thêm A19 màu kem nha các chị em. Hàng này có đủ size là cho người từ 40 đến 75 cân đều có size mập vừa. Chị Nguyễn Diệu Liên đã có đơn hàng ở bên em rồi nha. Chị trai họ Lê 1m657 cân mà size XL cho em. Hàng ở bên em có đủ size nên là các chị yên tâm lựa chọn này. Và ra chia sẻ luôn cho em 3 lần vào các hội nhóm công khai nha. Thiết kế hai túi ở hai bên cho các chị này, mặc lên vừa sang vừa xinh, giá chỉ có 260.000 đồng thôi. Nên là các chị phải nhanh tay lựa chọn và tối nay hôm nay ở bên em chỉ có 30 đơn hàng bán với giá ưu đãi cho các chị thôi nha. Chúng ta có thể rủ bạn bè này, rủ người thân vào đây lựa chọn luôn đi ạ. Bởi vì sau livestream này thì cũng hết hàng mà không còn giá ưu đãi cho các chị nữa đâu. Nên là các chị phải chốt thật nhanh thì mới có đơn hàng nha. Chị Yến Trang Sa A19 màu đỏ cam để lại số điện thoại giúp em này. Rồi em chốt chị Thùy Dung một cái cho chị Hương Đinh một cái luôn nha. A19 kèm màu kèm số điện thoại và ra chia sẻ 3 lần vào các hội nhóm công khai giúp em để được mua với giá ưu đãi ở bên em ngày hôm nay nha. Cực kỳ đẹp luôn. 560.000 đồng giảm còn 260.000 đồng cho các chị thôi. Màu đỏ cam như mẫu em đang mặc đây này, đấy rất là sang trọng và trẻ trung luôn. Hai túi ở hai bên đây, có bốn cái cúc cho các chị này. Vừa sang vừa xinh, chị Nguyễn Nam để luôn lại số điện thoại nha. Ship toàn quốc là 30.000 đồng nha chị ơi. Thắt nơ cũng được hoặc không thắt nơ cũng được, cũng đều sang, cũng đều trẻ trung luôn. Thiết kế cổ của nó này, đấy rất là đẹp nha các chị em ơi. Dáng này là dáng các chị có thể mặc với váy này, mặc với lại một bộ đồ này thì đều đẹp luôn. Comment cho em đúng cú pháp là A19 kèm màu kèm số điện thoại nha. 56 cân mặc size L cho em nha chị ơi. Có size cho các chị từ 40 đến 75 cân đều có size mặc vừa. Nên là các chị không cần lo đến size số đâu ạ. Rồi em cho chị Quốc Đạt một cái màu đỏ này. A19 màu đỏ cam nha. A19 màu đỏ này. A19 màu vàng bò và A19 màu kem nha. Hàng này Quảng Châu cao cấp này. Chất liệu là da ép ở bên ngoài nha, da ép ở bên ngoài và bên trong là một lớp lụa này, cho các chị mặc lên rất là mềm mịn và trẻ trung nha các chị em. Hàng này ở bên em thì có đủ size cho những chị em từ 40 cân đến 75 cân đều có size màu vừa. Đấy, màu mẫu em mặc lên đây là màu đỏ cam nha, cực kỳ sáng da và trẻ trung luôn này. Chị em nào lấy thì chốt luôn cho em đi ạ. Bây giờ mẫu sẽ chuyển lại và mặc lại cái màu đỏ đô này cho các chị xem nha. Chị Trương Hoài ok cho chị một cái vàng bò 55 cân mặc vừa size L này. Ok chốt chị Nguyễn Nam này. Chị Hoàng Thị Hương 45 cân mặc vừa size S nha chị ơi. 40 cân đến 75 cân thì đều có size mặc vừa. Mỗi chị ra chia sẻ 2 đến 3 lần trở lên luôn nhanh tay đi ạ và rủ bạn bè mình vào đây mua giúp em này. Đấy 576 chị đang xem rồi. Mỗi chị ra chia sẻ luôn cho em, mỗi chị chia sẻ 2 đến 3 lần giúp em nha. Rồi em cho chị Lê Thị Nga một cái, cho chị My Lê một cái, cho chị Oanh Kim một cái luôn. Chị em nào nhanh tay thì mới có đơn hàng và có rất là nhiều chị đang đặt hàng ở bên em. Em không thể đọc tên hết tất cả các chị nên được thì các chị cứ comment cho em đúng cú pháp này. A19 kèm màu kèm số điện thoại là sẽ có đơn hàng ở bên em nha. Và ra chia sẻ 3 lần để đơn hàng đấy được lên đơn hàng thành công ạ. Rồi em cho chị Nini Nguyễn luôn nha. Ok chị Sen Nguyễn này, đấy những cái chị có rất là nhiều chị mà đặt hàng còn không được đấy các chị em ạ. Bởi vì hết hàng rất là nhanh luôn, mẫu này đang rất là hot nha. Mà giá thì cực kỳ ưu đãi, nếu các chị không nhanh tay là không có đâu ạ. Chị Nguyễn Thị Liên ok chị nha, mai sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn size này. Tư vấn size xin địa chỉ và gửi hàng cho các chị nên là các chị yên tâm đi. Bốn cái tông màu ở bên em toàn là những cái tông màu hot ở bên em nha. Toàn là những cái tông màu hot ở bên em và trên thị trường cũng là những cái tông màu hot luôn. Nên là chị em nào chúng ta thích rồi, ưng rồi thì chúng ta phải comment nhanh này. Rồi cho chị Phạm Hải Yến một cái, chị Xương Rồng để lại số điện thoại cho em đi chị ơi. Đây màu đỏ đô như mẫu em mặc lên nha. Vừa sang vừa trẻ trung này, vừa sang vừa trẻ trung nha. Ok chị Sen Nguyễn lấy màu gì đấy chị ơi? Màu đỏ cam này, màu đỏ cam mặc lên cũng rất là sáng da và tươi trẻ này. Có thêm màu kem nha, màu kem nhã nhặn, chị em nào cũng có thể mặc được cái màu kem này giúp em này. Và có thêm màu vàng bò sáng da. Chị em nào lấy thì chốt luôn cho em A19 kèm màu kèm số điện thoại đi ạ. Rồi cho chị Dung Thùy Lê này, màu cái màu da nha. Màu kem nha các chị em, đây là màu kem, rất là trẻ trung luôn. Bây giờ em sẽ giới thiệu lại toàn bộ màu để cho các chị vào sau tiện theo dõi nha. A19 màu đỏ đô như mẫu em đang mặc này. Rồi ok cho chị Xương Rồng một cái màu đỏ nha. A19 màu vàng bò này, A19 màu kem nha, và A19 màu cam. Màu nào cũng đẹp, màu nào mặc lên cũng rất là nổi và trẻ trung luôn. Chị em nào da ngăm da đen lựa chọn luôn cho em hai cái tông màu nào, màu kem và màu vàng bò. Chị em nào thích nổi bật chúng ta lựa chọn luôn màu đỏ cam cho em. Còn chị em nào thích nhã nhặn trầm nắng một chút chúng ta lựa chọn cái màu đỏ đô này giúp em nha. Rồi ok chị Hương Vũ một cái này, cho chị Nguyễn Huyền một cái đã chia sẻ. Ok chị, những chị em đã chia sẻ rồi thì đơn hàng đã được tự hệ thống sẽ lên đơn hàng thành công cho các chị nha. Bên em không miễn phí ship đâu chị ơi, ship COD toàn quốc là 30.000 đồng. Chúng ta mua một sản phẩm hay 10 sản phẩm cũng chỉ có 30.000 đồng. Nên là những chị em nào chúng ta thích rồi thì phải comment nhanh tay giúp em này. Chị Sen Nguyễn ok. Ok chị rồi nha. Hai cái mai sẽ có nhân viên gọi điện này, chốt đơn tư vấn size xin địa chỉ để gửi hàng cho các chị nha. Lưu ý là những chị em nào mà không nghe điện thoại này, không nghe điện thoại bên em sẽ gọi
2 đến 3 lần vào các khung giờ khác nhau. Nếu các chị không nghe điện thoại hay người nhà nghe bảo không phải thì bên em sẽ hủy luôn đơn hàng đấy ạ. Chị Hoàng Cúc A19 màu vàng bò để lại số điện thoại đi chị ơi. Rồi chị Uyên đây đã chia sẻ này, những chị em đã chia sẻ rồi thì nhanh tay vào đặt hàng. Những chị em chúng ta có đơn hàng rồi mà chưa chia sẻ thì nhanh tay ra chia sẻ cho em nha. Mỗi chị em chia sẻ 2 đến 3 lần trở lên giúp em này. Rồi ok cho chị Định Phone ơi, chị chưa có số điện thoại nha chị ơi. Chị Đỗ Thị Loan Trang để lại số điện thoại giúp em này. 260.000 một cái nha. Mã A19 này chỉ có 260.000 đồng thôi. Rồi ok cho chị Ngô Vân một cái màu vàng bầu 51 cân mặc vừa size L nha. 40 cân đến 75 cân mặc vừa. Đây em sẽ cận cảnh chất cho các chị xem, mẫu sẽ lại gần cho các chị xem chất nha. 65 cân thì chị mặc vừa size 2XL cho em này. Rồi em chốt cho chị Biển Nha Trang một cái đấy các chị nhìn chất nha. Da ép này mặc cực kỳ xinh luôn nha. Và ra chia sẻ luôn giúp em đi chị ơi. Rồi chốt cho chị Thư Vũ một cái vàng bò này. Có nơ nha chị ơi. Mỗi cái đều tặng kèm một chiếc lơ như mẫu em đang thắt này cho các chị này. Rồi ok chị Hồng Sinh một cái cho chị Hoàng Cúc một cái cho chị Yến Trần một cái nha. 60kg mà size XL cho em này. Chị Đỗ Thị Đoan Trang ok em chốt cho chị màu đỏ đô luôn. Comment đúng cú pháp và ra chia sẻ nhanh tay thì mới có đơn hàng nha. 45 cân mà vừa size S cho em này. Lưu ý phải chia sẻ mới có giá ưu đãi, không chia sẻ không có giá ưu đãi đâu. Đấy các chị nhìn thấy màu đỏ mẫu em mặc lên này. Vừa sang vừa trẻ trung nha. Vừa sang vừa trẻ trung, cái thiết kế túi của nó này, thiết kế túi hơi chéo nhau một chút nha, cho các chị mặc lên thêm phần dáng trẻ trung này. Chị em nào độ tuổi nào cũng có thể mặc được luôn. Chị em nào nặng cân nhẹ cân mặc cái mẫu này lên thì cực kỳ tôn dáng cho em nha. Rồi cho chị Hồng Thuận một cái luôn nha. Rất là đẹp luôn, nếu các chị không nhanh tay không có đơn hàng đâu. Chị Nguyễn Ngọc Thu ơi, hôm qua bên em đã gọi tất cả các đơn hàng rồi, 2 lần trở lên nha các chị em ơi. Rồi cho chị Định Phô một cái A19 luôn này. Quá là đẹp cho một siêu phẩm, chị em nào không nhanh tay không có đơn hàng nha. Em thấy chị Hoàng Khánh Linh nha chị ơi, chị liên hệ vào cái số điện thoại đã gọi điện cho chị nhắn tin bảo là gọi lại cho chị thì các bạn ấy sẽ gọi lại nha. Chị Miễn Phạm này, người mẫu ở bên em cao 1m66 và nặng 50 cân, đang bằng vừa size M nha. Chị em nào lấy thì chốt nhanh cho em nha. Comment đúng cú pháp là A19 kèm màu kèm số điện thoại này. A19 màu đỏ như mẫu em mặc nha. A19 màu cam này. Có thêm A19 màu vàng bò và A19 màu kem. Màu nào cũng đẹp, màu nào mặc lên cũng nổi. Bây giờ mẫu sẽ đi thử lại cái màu vàng bò cho các chị xem nha. Rồi ok cho chị Bích Ngà một cái màu vàng bò này. Quá là đẹp luôn. Một siêu phẩm như thế này mà không được lựa chọn, giá thì cực kỳ ưu đãi và rẻ luôn nha. Các chị không lấy thì rất là tiếc luôn đấy ạ. A19 chỉ có giá là 260.000 đồng một cái thôi. Chúng ta có thể mua tặng bạn, tặng bè cũng được nha. Tặng nhau tiền thì không quý, nhưng tặng nhau một chiếc áo như thế này thì rất là quý luôn này các chị em nha. Mỗi chiếc áo đều được tặng kèm một cái nơ, nên là các chị yên tâm lựa chọn nha. Chị Hồng Sinh có đơn rồi ạ. Chị Lê Thị Tuyết em chốt cho chị này. Chị Thảo La 47 cân mặc vừa size M nha. Chị Nguyễn Ngọc Thu thế chị đặt luôn lại giúp em này, đặt luôn lại giúp em nha. Rồi chị cho chị Định Phone một cái rồi chị có đơn hàng rồi nha. Comment đúng cú pháp cho em là A19 kèm màu kèm số điện thoại cho em. Rồi chị Thêu Bạch một cái A19 màu đỏ cam luôn. Dù bạn, dù bè mình hay dù người thân mình vào đây lựa chọn luôn đi các chị em ạ. Bởi vì siêu phẩm này rất là đẹp này. Có chân váy mẫu mặc không? Đấy không phải chân váy nha chị ơi. Đấy là set váy bên em mặc, váy body mẫu ở bên em mặc để mặc cái áo này nên này. Các chị có thể mặc theo set cũng được. Mặc một cái váy body hay là một cái váy suông hay là một bộ đồ cũng được nên nha. Rồi ok chị Hồng Ngọc một cái này cho chị Hiền Ca một cái luôn. Quá là một siêu phẩm luôn. Bên ngoài của nó là chất da ép mềm mịn nha. Bên trong là một lớp lụa này. Cực kỳ mềm luôn cho các chị mặc ở bên trong rất là thoải mái nha. Rồi chị Hoàng Khánh Ninh này. Rồi chị để lại số điện thoại đi, bên em sẽ kiểm tra cho chị nha. Chị Đào Hoa 43 cân mặc vừa size S cho em này. Đây mẫu em mặc lên đây là màu vàng bò cho các chị nha. Đấy mặc lên cực kỳ sáng da và trẻ trung luôn. Chị em nào chúng ta lựa chọn luôn cho em cái màu vàng bò này cũng rất là đẹp nha các chị em. Chất liệu da ép thì rất là mềm mịn luôn. Các chị mặc da ép thì các chị cũng biết rồi đây. Chất liệu da ép đây nha. Rồi chị Ngân lên một cái màu vàng bò 57 cân mặc size XL cho em này. Chị Nguyễn Ngọc Thu ok cho chị một cái màu kem nha. Chị Bích Huyền chị nhắn tin về shop cho em, đây là váy mã F ở bên em. Rồi ok em sẽ dồn thêm cho chị một cái váy body như mẫu em đang mặc vào cho các chị nha. Mai nhân viên gọi điện thì chị nhớ là đấy là cái váy chữ F ở bên em nha các chị em ơi. Dáng này là dáng tay này gần như là tay dài rồi nha chị ơi. Đây là tay dài rồi đây. Đấy mặc lên sang cực kỳ luôn này. Rồi cho chị rồi ok chị Hoàng Khánh Ninh nha. Em sẽ kiểm tra lại cho chị này.
em thấy chị hiền ca nha. Lưu ý là mỗi chị phải ra chia sẻ 3 lần trở lên thì mới được mua với giá ưu đãi ở bên em. Không chia sẻ là không có giá ưu đãi đâu các chị em ạ. 40 cân chị mặc vừa size S cho em nha. 40 cân đến 75 cân thì đều có size mặc vừa này. Giá chỉ có 260.000 đồng áp dụng chia sẻ livestream 3 lần và đặt hàng tại livestream này thôi. Đấy, thiết kế cổ này thì mặc lên rất là trẻ trung này. Tặng kèm cho các chị một cái nơ nha. Tặng kèm cho các chị một cái nơ này. Các chị có thể thắt cũng được hoặc không thắt đều được luôn nha. Có 4 tông màu cho các chị lựa chọn này. A19 màu vàng bò như mẫu em mặc lên rất là trẻ trung. Có thêm A19 màu cam này. Có thêm A19 màu kem nha. Và có thêm A19 màu đỏ đô. Màu nào cũng đẹp, màu nào cũng xinh này. Có rất là nhiều mẫu váy đẹp. Chị ơi, chị vào trong shop chị lựa chọn giúp em nha. Bên em có rất là nhiều thiết kế váy đẹp để cho các chị này. Đây là hàng Quảng Châu cao cấp này là các chị yên tâm lựa chọn. Đây chất dạ ép này. Các chị nhìn đây, rất là mềm mịn luôn này. 46 cân thì chị mặc vừa size S cho em nha. Chị Đặng Diệu Ly để lại số điện thoại cho em này. Những chị em nào mà chưa có rồi, chào năm chị đang xem livestream ở thời trang công sở nha. Các chị vào nhanh tay để lựa chọn mẫu này cho mình nè. Hôm nay bên em về thêm 30 chiếc áo dạ này nữa để phục vụ đến cho các chị nha. Nên là mỗi chị ra chia sẻ cho em 2 đến 3 lần giúp em đi. Hôm qua những chị em nào mà chưa lựa chọn được cho mình cái mẫu áo dạ này hot hit này ở bên em thì vào luôn đây lựa chọn cho em nha. Hôm nay về thêm 30 cái nữa bên em mang lên đây bán và nhận chỉ 30 đơn hàng thôi. Với mẫu thiết kế áo dạ này ở bên em cho các chị này. Mỗi chị ra chia sẻ 2 đến 3 lần trở lên giúp em đi, lên đến 100 người xem em bắt đầu báo giá của mẫu này và bán mẫu này ở bên em cho các chị nha. Mỗi chị chuyên gia chia sẻ 2 đến 3 lần trở lên giúp em để bên em bán mẫu này ở bên em cho các chị với giá cực kỳ ưu đãi luôn này. Hôm qua những chị em nào chưa lựa chọn được cái mẫu hot này ở bên em thì vào luôn cái livestream này để lựa chọn giúp em nha. Và ra chia sẻ luôn cho em này. Mẫu này ở bên em có giá là mẫu này ở bên em này có giá đang bán tại shop là 560.000 đồng nha. Là 560.000 đồng giảm tại livestream này chỉ còn 260.000 đồng một set. Và có mã là mã A19 nha các chị em. Có mã là mã A19 260.000 đồng một set này. Và mẫu này ở bên em, bên ngoài là một lớp dạ nha. Dạ này là dạ ép này. Dạ ép nha. Mặc lên rất là mềm mịn luôn. Bên trong có thêm một lớp lụa cho các chị nha. Bên trong là một lớp lụa nha các chị em. Hàng cực kỳ mềm mịn cho các chị em mặc lên này. Rất là trẻ trung luôn nha. Thiết kế cổ này và cúc và có túi ở hai bên cho các chị để tiền, để điện thoại đều rất là đẹp luôn. Có đủ size cho những chị em từ 40 cân đến 75 cân đều có size mà vừa. Thiết kế như mẫu em mặc lên đây có tặng kèm thêm cho các chị một cái nơ này. Các chị có thể thắt cũng được hoặc không thắt cũng được nha. 44 cân chị mặc vừa size S cho em này. Chị màu tím ơi, chị lấy màu đỏ đô để lại số điện thoại cho em. Màu này đang rất là hot ở bên em nha. Chị Phạm Hoài xem 55 cân mặc vừa size L này. Comment cho em đúng cú pháp là A19 kèm màu kèm số điện thoại ra chia sẻ 3 lần để được mua với giá ưu đãi ở bên em nha. Hôm nay bên em chỉ có 30 set áo dạo này mang lên đây bán giá tri ân cho các chị thôi. Hai bên túi này, hai bên túi mặc lên vừa trẻ trung vừa sang trọng này. Comment đúng cú pháp thì mới có đơn hàng nha các chị em. A26 kèm màu A19 kèm màu kèm số điện thoại cho em này. Chị Nga Nguyễn 47 cân mặc vừa size M cho em nha. Và có 4 tông màu cho các chị lựa chọn. Màu đang rất là hot ở bên em hiện tại bây giờ đó là màu đỏ đô như mẫu em đang mặc nha. Có thêm màu đỏ này. Có thêm màu đỏ cam nha. Có thêm màu vàng bò này và có thêm màu kem nha các chị em. Chị Hà Nông lấy màu gì đây chị ơi, comment cho em đúng cú pháp đi. A19 kèm màu kèm số điện thoại và ra chia sẻ luôn cho em nha. Rồi em cho chị màu tím một cái luôn này. Lưu ý là ra chia sẻ giúp em 3 lần vào các hội nhóm công khai. Những chị em nào hôm qua chưa lựa chọn được cho mình cái mẫu hot này ở bên em thì vào ngay đây lựa chọn, hôm nay chỉ còn 30 set nữa thôi. Bên em mang lên đây bán giá tri ân cho các chị nha. A19 kèm màu kèm số điện thoại. A19 màu kem này đấy, rất là trẻ trung và sáng da luôn này. Có thêm A19 màu vàng bò nha. A19 màu đỏ cam này và A19 màu đỏ đô như mẫu em đang mặc. 70 cân chị mặc size 3XL nha. Mẫu này ở bên em có đủ size cho những chị em từ 40 cân đến 75 cân đều có size mặc vừa. Chị Hà Nông lấy màu gì comment cho em màu chị ơi. Comment đúng cú pháp cho em là A19 kèm màu kèm số điện thoại thì mới có đơn hàng ở bên em nha. Không comment đúng cú pháp là sẽ không có đơn hàng đâu ạ. Và tối nay chỉ có 30 set thôi nên bên em mang lên đây bán giá tri ân cho các chị luôn nha. A19 màu đỏ như mẫu em đang mặc này, tặng kèm cho các chị một cái nơ nha, một cái nơ thắt này.
này, mặc này cực kỳ trẻ trung luôn. Bên ngoài của nó là chất liệu da ép này, cực kỳ mềm mịn nha. Bên trong có thêm một lớp lụa cho các chị mặc lên rất là trẻ trung này. Rồi em chốt chị Hoàng Thu một cái A19 màu đỏ đô xanh nờ. A19 kèm màu kèm số điện thoại cho em. Rồi em chốt chị Anh Trần một cái A19 màu kem nha. Rồi chốt chị Cao Thanh Chuyên một cái A19 màu đỏ đô này. A19 màu đỏ, A19 màu cam, A19 màu vàng bò và A19 màu kem nha. Mặc màu sáng da là màu vàng bò hoặc màu kem nha chị ơi. Rồi ok, em chốt cho chị Hà Nông một cái này. Em chốt cho chị Hân Bùi một cái nha. Chốt cho chị Dung Phạm một cái luôn này. Quá là đẹp luôn, chỉ có 260.000 đồng. Lưu ý phải chia sẻ mới có giá ưu đãi, không chia sẻ không có giá ưu đãi nha. Rồi ok, chị màu tím một cái cho chị Cao Thanh Chuyên một cái. A19 kèm màu kèm số điện thoại ra chia sẻ 3 lần vào các hội nhóm công khai. Chia sẻ về tường trang cá nhân của mình với chế độ công khai 3 lần giúp em để hưởng mua được mua với giá ưu đãi ở bên em nha. Bên ngoài của nó là chất da ép này, chất da ép cực kỳ mềm mịn nha. Bên trong là một chất là chất lụa nữa nha các chị em, một lớp lụa mỏng này mềm mịn cho các chị mặc lên rất là trẻ trung luôn. Chị Thu Hằng Trần ok chị một cái màu đỏ nha. 560.000 đồng đang bán tại shop em và bán tại livestream này chỉ còn 260.000 đồng cho các chị thôi. Phải comment đúng cú pháp và ra chia sẻ 3 lần thì mới có đơn hàng ở bên em nha. A19 kèm màu kèm số điện thoại ra chia sẻ luôn cho em đi ạ. Rồi chốt cho chị Phạm Hoài Sen một cái màu đỏ đô nha. Giá này giá ngắn này, các chị mặc lên cực kỳ trẻ trung nha. Đấy màu đỏ đô như mẫu em nào mặc lên đây, rất là đẹp luôn. Màu này là màu đang rất là hot ở bên em nha. Màu cực kỳ hot luôn, hai bên có túi cho các chị để tiền để điện thoại này. Chị Hà Nông có đơn rồi nha chị ơi. Chị Khánh Vy 70 cân mặc size 3XL cho em này. Lưu ý là phải chia sẻ mới có giá ưu đãi ở bên em. Bây giờ mẫu sẽ thử sang cái màu vàng bò này cho các chị xem nha. Mẫu bên em sẽ đi thử sang cái màu vàng bò này. Trong thời gian mẫu đi thử màu khác thì các chị nhanh tay thoát livestream này ra và chia sẻ cho em 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc về tường trang cá nhân của mình với chế độ công khai 3 lần giúp em nha. Rồi em chốt chị Nga Nguyễn một cái A19 màu đỏ đô luôn ạ. Rồi ok, chị Nga Trần một cái màu đỏ đô nha. A19 kèm màu kèm số điện thoại cho em. Đấy bên ngoài là chất da ép này, cực kỳ mềm mịn cho các chị mặc lên nha, rất là trẻ trung luôn. Đây các chị nhìn chất dạ đấy ạ, nhìn chất dạ cực kỳ đẹp nha. Có cúc đây cho các chị cài này, rất là trẻ trung luôn. Hai bên có túi nha, hai bên có cái túi mặc lên vừa sang vừa xinh này. 260.000 đồng một cái thôi, giá đang bán tại shop là 560.000 đồng, giảm tại livestream này chỉ còn 260.000 đồng cho các chị nha. Và hàng này ở bên em thì có đủ size nên là các chị yên tâm lựa chọn. Bên trong là một lớp nốt lụa này, các chị mặc lên vừa sang trọng vừa trẻ trung này, cực kỳ mềm mịn cho các chị mặc rất là thoải mái luôn nha. Và có 4 tông màu cho các chị lựa chọn là màu kem này, màu cam nha, màu kem, màu đỏ và màu vàng nữa nha. Rồi chốt cho chị Nhân Thiệp một cái, chốt chị Anh Trần một cái luôn nha. A19 kèm màu kèm số điện thoại ra chia sẻ 3 lần vào các hội nhóm công khai. Đây mẫu mặc chị ơi làm gì có màu tím, bên em chỉ có 4 tông màu là màu vàng bò, màu kem, màu đỏ và màu cam thôi nha chị ơi. 4 tông màu và hàng ở bên em có đủ size cho những chị em từ 40 đến 75 cân đều có size màu vừa. Bên em ship COD toàn quốc là 30.000 đồng nha. Đấy màu mẫu em đang mặc lên là màu vàng bò này. Những chị em nào có chúng ta có da ngăm da đen lựa chọn luôn cái màu vàng bò này nên mặc lên giúp em nha. Vừa sang trọng vừa trẻ trung vừa sáng da này. Màu này cũng đang rất là hot ở bên em luôn. Những chị em nào chúng ta ưng rồi thì chúng ta phải comment nhanh, bởi vì mẫu này tối nay bên em chỉ có 30 set mang lên đây bán giá tri ân cho các chị là 260.000 đồng thôi nha. Hôm qua những chị em nào mà đặt hàng chúng ta chưa đặt được thì hôm nay vào nhanh tay vào đây để comment luôn cho em này. A19 kèm màu kèm số điện thoại cho em nha. Đây là hàng Quảng Châu cao cấp ở bên em nha các chị em. Rồi đó chị Hương Bé một cái A19 màu vàng bò này. Đây là hàng Quảng Châu cao cấp nha. Chị Phạm Hoài Sen có đơn hàng ở bên em rồi nha. Những chị em nào mà chúng ta chưa chia sẻ thì nhanh tay ra chia sẻ, còn những chị em nào đã chia sẻ mà chưa đặt hàng thì hãy nhanh tay vào đặt hàng này. Rồi cho chị Sen Hồng một cái A19 màu vàng bò. A19 màu vàng này. A19 màu vàng bò nha. A19 màu đỏ này. Đấy mặc lên cực kỳ đẹp luôn, đang rất là hot ở bên em luôn. A19 màu kem và A19 màu đỏ cam nha. Mặc lên vừa trẻ trung vừa sang trọng này. Rồi ok chị Thanh Hà một cái A19. Và có rất là nhiều chị đặt hàng ở bên em. Em không thể đọc tên hết tất cả các chị nên được, thì các chị cứ comment cho em đúng cú pháp này. A19 kèm màu kèm số điện thoại là sẽ có hệ thống tự động lên đơn hàng cho các chị ra chia sẻ 3 lần để đơn hàng đấy được lên đơn hàng thành công nha. Rồi em chốt cho chị Sen Hồng một cái, cho chị Bình Giang một cái, cho chị Hằng Nguyễn một cái này, cho chị Hoa Mùa Xuân một cái luôn nha. Quá là đẹp luôn. 579 chị đang xem, mỗi chị ra chia sẻ 3 đến 4 lần giúp em để bên em bán với giá ưu đãi cho các chị nha. Cực kỳ đẹp luôn, chỉ có 30 set thôi, không nhanh tay không có đơn hàng đâu. Bây giờ mẫu bên em sẽ đi thử qua màu kem này. Mẫu bên em sẽ thử phun màu cho các chị xem nha. Rồi cảm ơn chị Hội Nguyễn này. Đấy đã có rất là nhiều chị nhận được hàng ở bên em rồi và biết là chất lượng ở bên em như thế nào, chất dạ này còn đẹp hơn nữa nha các chị em ơi.
Máu già này ở bên em còn đẹp hơn nữa này, nên là các chị nhanh tay ra lựa chọn cho mình, chỉ có 260.000 đồng một cái thôi. Rồi em chốt cho chị Khánh Vy một cái vàng bò luôn 70 cân mặc size 3XL cho em nha. Comment đúng cú pháp nha. A19 kèm màu kèm số điện thoại 560.000 đồng giảm tại livestream này chỉ còn 260.000 đồng cho các chị thôi. Và hàng này luôn có đủ size cho những chị em từ 40 cân đến 75 cân đều có size mặc vừa nha. A19 màu cam này, A19 màu đỏ này, A19 màu vàng bò và A19 màu kem. Rồi chốt cho chị Mít Tơ Bi một cái màu vàng bò nha. Chị rồi ok, chị Hoa Mùa Xuân đã chia sẻ 5 lần, ok cảm ơn chị này. Rồi chốt cho chị Hoàng Nga Nguyễn Thu một cái luôn nha. Chị Vũ Thị Hải ơi, chị lấy cho tớ thì chị phải nhắn tin đúng cú pháp cho em này. 52 cân mà vừa size L cho em nha. Chị Diệu Liên ơi, chị Thùy Linh Trần ok, em chốt cho chị một cái màu vàng bò 50 cân mà vừa size N này. Rồi cảm ơn chị Nam Nguyễn này. Đấy, những cái chị mà đã từng mua hàng bên em thì biết chất lượng ở bên em như thế nào nha. Rồi cho chị Anh Trần một cái. Hôm nay chỉ có 30 đơn hàng cho mẫu này thôi. Chị em phải chốt thật nhanh thì mới có đơn hàng nha. Chốt chậm là không có đơn hàng đâu ạ. A19 kèm màu kèm số điện thoại và ra chia sẻ luôn cho em. Đây, chị nào yêu cầu mẫu mặc màu kem đây. Màu kem mặc cực kỳ sáng da và trẻ trung luôn. Đấy, các chị nhìn thấy ạ. Rất là trẻ trung và sáng da nha. Màu kem này, dáng thiết kế này mặc lên nha. Những chị em nào mà có chiều cao khiêm tốn chúng ta mặc màu này lên cũng đẹp này. Hoặc chị em nào có chiều cao mà trên 1m6 giống như mẫu bên em 1m66 đây, mặc lên cũng cực kỳ trẻ trung và xinh luôn nha các chị em. Thiết kế có thêm kèm thêm nơ này, tặng kèm cho chị một các chị một cái nơ nha. Các chị có thể thắt nơ hoặc không thắt nơ đều được luôn. Chị Phạm Huyền để lại số điện thoại cho em đi ạ. Chị Khuyên Bùi để lại số điện thoại nha. Chị ơi, chị Thúy Hằng chốt cho chị màu vàng bò rồi nha. Ok chị này, bên em không kiểm tra hàng trước nha chị ơi. Rồi chị Trần Phúc để lại số điện thoại giúp em đi ạ. Lưu ý là ra chia sẻ luôn 3 lần nha. Comment ở đây nhưng vẫn phải chia sẻ này. Chị Xuân Hằng ok chốt cho chị này. Chị Phạm Huyền để lại số điện thoại cho em nha. Chị Sen Hồng 48 cân mặc vừa size M cho em. Hàng ở bên em có đủ size cho những chị em từ 40 cân đến 75 cân đều có size mặc vừa. Mẫu này đang rất là hot ở trên thị trường nha. Giá đang bán trên thị trường là hơn 500.000 nhưng bán tại shop em hôm nay duy nhất buổi livestream này thôi mới có giá là 260.000 đồng nha các chị em ơi. Chị Trần Mai 55 cân mặc vừa size M cho em này. Comment cho em đúng cú pháp nha. Đúng cú pháp là A19 kèm màu kèm số điện thoại và ra chia sẻ luôn cho em đi ạ. Em ship toàn quốc là 30.000 đồng nha. Comment đúng cú pháp thì mới có đơn hàng, không comment đúng cú pháp không có đơn hàng đâu ạ. Rồi rồi cảm ơn chị Lam Nguyễn này đã nhận được hàng rồi. Ok chị rất là đẹp luôn nha. Chị Nguyễn Phương Lan ok chốt cho chị A19 màu đen cho chị Thủy. Không có màu đen đâu chị ơi, chỉ có 4 tông màu, em sẽ giới thiệu lại tất cả các màu này. Chị Thủy Đỗ ok chốt cho chị một cái màu cam nha. Chị Vũ Thị Hải để lại số điện thoại cho em nha chị ơi. Màu kem như mẫu Anna mặc lên rất là trẻ trung đấy. Màu kem như mẫu Anna mặc nha. Có thêm A19 màu cam này. A19 màu cam mặc lên cũng rất là sáng da luôn. A19 màu đỏ đô nha, nhã nhặn này. Và A19 màu vàng bò và sáng da. Màu nào cũng đẹp, màu nào cũng trẻ trung. Nên chị em nào chúng ta thích rồi, chúng ta ưng rồi thì phải comment nhanh thì mới có đơn hàng nha. 30 đơn hàng thôi các chị em ạ. Chị Oanh Kim 67 cân mặc size 3XL cho em này. Rồi em chốt cho chị Khuyên Bùi một cái màu đỏ đô 53 cân mặc vừa size L nha. Chị Thái Phúc này mặc vừa size S cho em nha chị ơi. Hàng ở bên em thì luôn có đủ size, các chị không cần phải lo đến size số này. Mai bên em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn size xin địa chỉ và gửi hàng cho các chị nha. Chị Oanh Lê ơi, em chỉ bán hàng online ở Hà Nội thôi nha chị ơi. Chị Nguyễn Phương Lan em chốt cho chị ơi không có màu đen nha chị Nguyễn Phương Lan ơi. Em chỉ có 3-4 tông màu này thôi, không có màu đen đâu nha. Chị Hoàng Thoi này A19 màu vàng bò ok em chốt cho chị luôn. Quá là đẹp luôn. Cho một siêu phẩm này nha. Đấy, những chị em nào mà chiều cao khiêm tốn lựa chọn luôn cho em cái mẫu áo dạ này này. Không miễn phí ship nha. Ship toàn quốc là 30.000 đồng. Mua 5 hay 10 sản phẩm cũng chỉ có 30.000 đồng thôi. Rồi ok, cho chị Nguyễn Vân một cái vàng bò, cho chị Việt Hà một cái màu vàng bò luôn. Hàng này thì có đủ size cho những chị em từ 40 đến 75 cân đều có size mà vừa. Bây giờ mẫu bên em sẽ đi thử sang cái màu cam cho các chị xem này. Hàng này ở bên em có đủ size nha. Lưu ý là các chị phải chia sẻ nhanh tay thì mới có đơn hàng. Không chia sẻ không có giá ưu đãi nha. Chỉ áp dụng cho những chị em chia sẻ livestream 3 lần và đặt hàng tại livestream này thôi. A19 kèm màu kèm số điện thoại và ra chia sẻ luôn cho em đi ạ. Rồi chị Cẩm Trường ơi, chị để lại số điện thoại giúp em nha. Thì em mới có thể ship đến cho chị được. Chị lấy màu kem mình để lại số điện thoại đi. Chị Nguyễn Phương Lan màu vàng bò ok em chốt cho chị này. Em chốt cho chị Linh Lê một cái màu vàng bò luôn nha. A19 kèm màu kèm số điện thoại. Chị Nguyễn Diệu Liên để lại số điện thoại giúp em nè. Mỗi chị em ra chia sẻ 2 đến 3 lần trở lên nha. Rồi ok chị Phạm Huyền một cái luôn. 565 chị đang xem. Mỗi chị ra chia sẻ 2 đến 3 lần trở lên giúp em thì mới có đơn hàng ở bên em nha. Rồi ok chị Nhâm Thiệp này, mai nhân viên gọi điện thì bảo đổi sang màu đấy giúp em nha. Chị Phạm Huyền ơi một chút nữa.
Một chút nữa mẫu sẽ mặc cái màu vàng bò lên cho các chị xem nào. Cho chị Tình Vũ một cái màu kem luôn. A19 kèm màu kèm số điện thoại ra chia sẻ 3 lần và các hội nhóm công khai giúp em. Bên ngoài của nó là một chất dạ ép nha các chị em. Rồi các chốt cho chị Cẩm Trường một cái luôn nha. Quá là đẹp cho một siêu phẩm luôn. Chị em nào nhanh tay thì mới có đơn hàng này. Bên trong của nó là một nấp nụa nha. Cực kỳ mềm mịn cho các chị mặc nên cực kỳ thoải mái luôn này. Hàng này có đủ size nha. Chị Tâm Hồ lấy màu vàng bò để lại số điện thoại đi chị ơi. Đây màu đỏ cam mẫu em mặc lên này. Đấy, rất là sang trọng, rất là trẻ trung luôn. Chị em nào thích nổi bật lựa chọn luôn cho em màu này nha. Rồi ok, chị Hiền Phạm một cái màu kem 53 cân mà vừa size L cho em này. Chị Hoa Trần màu cam ok chị nha. Đấy màu cam mẫu em mặc lên cực kỳ sang trọng luôn. Chị Tâm Hồ 52 cân mà vừa size L cho em nha chị ơi. Rồi chốt cho chị Điệp Thương một cái màu vàng bò luôn. Chị em nào nhanh tay thì mới có đơn hàng, chị em nào chậm tay là sẽ hết luôn nha. Từ nay đến giờ em cũng chốt được khá là nhiều đơn hàng rồi. Cũng không còn nhiều đâu nên những chị em nào mà comment sau có khi không có, còn không có đơn hàng. Nên là chúng ta đã ưng đã thích rồi thì chúng ta phải comment nhanh và ra chia sẻ luôn để đơn hàng được, nên đơn hàng thành công nha. Chị Cẩm Trường này, mẫu nào cũng có nơ nha chị ơi. Mẫu nào cũng tặng kèm cho các chị một cái nơ như thế này để cho các chị thắt nha. Thắt cũng được hoặc không thắt cũng được. Dáng này thì các chị em nào mà có chiều cao khiêm tốn hay là có chúng ta có chiều cao trên 1m6 giống như mẫu bên em 1m66 đây, mặc lên cũng đều sang đều xinh luôn này. Đấy cực kỳ đẹp luôn. Hai cái túi thiết kế của nó mặc lên rất là trẻ trung nha. Chất da ép mặc lên cực kỳ đẹp luôn này. 260.000 đồng nha. Màu mẫu em đang mặc lên là màu cam nha chị ơi. Màu đỏ cam mặc lên rất là sáng da và trẻ trung này. Có thêm A19 màu đỏ đô nha. Có thêm A19 màu vàng bò này. Và có thêm A19 màu kem nha các chị em. Hàng này có đủ size này cho người từ 40 đến 75 cân đều có size mặc vừa. Chị Nguyễn Diệu Liên đã có đơn hàng ở bên em rồi nha. Chị trai họ Lê 1m657 cân mặc size XL cho em. Hàng ở bên em có đủ size nên là các chị yên tâm lựa chọn này. Và ra chia sẻ luôn cho em 3 lần và các hội nhóm công khai nha. Thiết kế hai túi ở hai bên cho các chị này, mặc lên vừa sang vừa xinh, giá chỉ có 260.000 đồng thôi. Nên là các chị phải nhanh tay lựa chọn. Và tối nay, hôm nay ở bên em chỉ có 30 đơn hàng bán với giá ưu đãi cho các chị thôi nha. Chúng ta có thể rủ bạn bè này, rủ người thân vào đây lựa chọn luôn đi ạ. Bởi vì sau livestream này thì cũng hết hàng mà không còn giá ưu đãi cho các chị nữa đâu. Nên là các chị phải chốt thật nhanh thì mới có đơn hàng nha. Chị Yến Trang Sa A19 màu đỏ cam để lại số điện thoại giúp em này. Rồi em chốt chị Thùy Dung một cái cho chị Hương Đinh một cái luôn nha. A19 kèm màu kèm số điện thoại và ra chia sẻ 3 lần và các hội nhóm công khai giúp em để được mua với giá ưu đãi ở bên em ngày hôm nay nha. Cực kỳ đẹp luôn. 560.000 đồng giảm còn 260.000 đồng cho các chị thôi. Màu đỏ cam như mẫu em đang mặc đây này. Đấy rất là sang trọng và trẻ trung luôn. Hai túi ở hai bên đây. Có 4 cái cúc cho các chị này. Vừa sang vừa xinh. Chị Nguyễn Nam để luôn lại số điện thoại nha. Ship toàn quốc là 30.000 đồng nha chị ơi. Thắt nơ cũng được hoặc không thắt nơ cũng được. Cũng đều sang, cũng đều trẻ trung luôn. Thiết kế cổ của nó này. Đấy rất là đẹp nha các chị em ơi. Dáng này là dáng các chị có thể mặc với váy này, mặc với lại một bộ đồ này thì đều đẹp luôn. Comment cho em đúng cú pháp là A19 kèm màu kèm số điện thoại nha. 56 cân mặc size L cho em nha chị ơi. Có size cho các chị từ 40 đến 75 cân đều có size mặc vừa. Nên là các chị không cần lo đến size số đâu ạ. Rồi em cho chị Quốc Đạt một cái màu đỏ này. A19 màu đỏ cam nha. A19 màu đỏ này. A19 màu vàng bò và A19 màu kem nha. Hàng này Quảng Châu cao cấp này. Chất liệu là da ép ở bên ngoài nha, da ép ở bên ngoài và bên trong là một lớp nốt lụa này. Cho các chị mặc lên rất là mềm mịn và trẻ trung luôn nha các chị em. Hàng này ở bên em thì có đủ size cho những chị em từ 40 cân đến 75 cân đều có size mặc vừa. Đấy màu mẫu em mặc lên đây là màu đỏ cam nha, cực kỳ sáng da và trẻ trung luôn này. Chị em nào lấy thì chốt luôn cho em đi ạ. Bây giờ mẫu sẽ chuyển lại và mặc lại cái màu đỏ đô này cho các chị xem nha. Chị Trương Hoài ok cho chị một cái vàng bò 55 cân mặc vừa size L này. Ok chốt chị Nguyễn Nam này. Chị Hoàng Thị Hương 45 cân mặc vừa size S nha chị ơi. 40 cân đến 75 cân thì đều có size mặc vừa. Mỗi chị ra chia sẻ 2 đến 3 lần trở lên luôn. Luôn nhanh tay đi ạ và rủ bạn bè mình vào đây mua giúp em nè. Đấy 576 chị đang xem rồi. Mỗi chị ra chia sẻ luôn cho em, mỗi chị chia sẻ 2 đến 3 lần giúp em nha. Rồi em cho chị Lê Thị Nga một cái, cho chị My Lê một cái, cho chị Oanh Kim một cái luôn. Chị em nào nhanh tay thì mới có đơn hàng. Và có rất là nhiều chị đang đặt hàng ở bên em. Em không thể đọc tên hết tất cả các chị nên được. Thì các chị cứ comment cho em đúng cú pháp này. A19 kèm màu kèm số điện thoại là sẽ có đơn hàng ở bên em nha. Và ra chia sẻ 3 lần để đơn hàng đấy được lên đơn hàng thành công ạ. Rồi em cho chị Ni Ni Nguyễn luôn nha. Ok chị Sen Nguyễn này, đấy những cái chị có rất là nhiều chị mà đặt hàng còn không được đấy các chị em ạ. Bởi vì hết hàng rất là nhanh luôn, mẫu này đang rất là hot nha. Mà giá thì cực kỳ ưu đãi, nếu các chị không nhanh tay là không có đâu ạ. Chị Nguyễn Thị Niên ok chị nha, mai sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn size này. Tư vấn size xin địa chỉ và gửi hàng cho các chị nên là các chị yên tâm đi. 4 cái tông màu ở bên em toàn là những cái tông màu hot ở bên em nha.
toàn là những cái tông màu hot ở bên em, và trên thị trường cũng là những cái tông màu hot luôn. Nên là chị em nào chúng ta thích rồi, ưng rồi thì chúng ta phải comment nhanh này. Rồi cho chị Phạm Hải Yến một cái, chị Xương Rồng để lại số điện thoại cho em đi chị ơi. Đây màu đỏ đô như mẫu em mặc lên nha. Vừa sang vừa trẻ trung này, vừa sang vừa trẻ trung nha. Ok chị Sen Nguyễn lấy màu gì đấy chị ơi? Màu đỏ cam này, màu đỏ cam mặc lên cũng rất là sáng da và tươi trẻ này. Có thêm màu kem nha, màu kem nhã nhặn, chị em nào cũng có thể mặc được cái màu kem này giúp em này. Và có thêm màu vàng bò sáng da. Chị em nào lấy thì chốt luôn cho em A19 kèm màu kèm số điện thoại đi ạ. Rồi cho chị Dung Thùy Lê này, màu cái màu da nha. Màu kem nha các chị em, đây là màu kem, rất là trẻ trung luôn. Bây giờ em sẽ giới thiệu lại toàn bộ màu để cho các chị vào sau tiện theo dõi nha. A19 màu đỏ đô như mẫu em đang mặc này. Rồi ok cho chị Xương Rồng một cái màu đỏ nha. A19 màu vàng bò này, A19 màu kem nha, và A19 màu cam. Màu nào cũng đẹp, màu nào mặc lên cũng rất là nổi và trẻ trung luôn. Chị em nào da ngăm da đen lựa chọn luôn cho em hai cái tông màu nào, màu kem và màu vàng bò. Chị em nào thích nổi bật chúng ta lựa chọn luôn màu đỏ cam cho em. Còn chị em nào thích nhã nhặn trầm nắng một chút chúng ta lựa chọn cái màu đỏ đô này giúp em nha. Rồi ok chị Hương Vũ một cái này, cho chị Nguyễn Huyền một cái đã chia sẻ. Ok chị, những chị em đã chia sẻ rồi thì đơn hàng đã được tự hệ thống sẽ lên đơn hàng thành công cho các chị nha. Bên em không miễn phí ship đâu chị ơi, ship COD toàn quốc là 30.000 đồng. Chúng ta mua một sản phẩm hay 10 sản phẩm cũng chỉ có 30.000 đồng. Nên là những chị em nào chúng ta thích rồi thì phải comment nhanh tay giúp em này. Chị Sen Nguyễn ok, ok chị rồi nha. Hai cái mai sẽ có nhân viên gọi điện này, chốt đơn tư vấn size xin địa chỉ để gửi hàng cho các chị nha. Lưu ý là những chị em nào mà không nghe điện thoại này, không nghe điện thoại bên em sẽ gọi 2 đến 3 lần vào các khung giờ khác nhau. Nếu các chị không nghe điện thoại hay người nhà nghe bảo không phải thì bên em sẽ hủy luôn đơn hàng đấy ạ. Chị Hoàng Cúc A19 màu vàng bò để lại số điện thoại đi chị ơi. Rồi chị Uyên đây đã chia sẻ này, những chị em đã chia sẻ rồi thì nhanh tay vào đặt hàng. Những chị em chúng ta có đơn hàng rồi mà chưa chia sẻ thì nhanh tay ra chia sẻ cho em nha. Mỗi chị em chia sẻ 2 đến 3 lần trở lên giúp em này. Rồi ok cho chị Định Phone ơi, chị chưa có số điện thoại nha chị ơi. Chị Đỗ Thị Loan Trang để lại số điện thoại giúp em này. 260.000 một cái nha. Mã A19 này chỉ có 260.000 đồng thôi. Rồi ok cho chị Ngô Vân một cái màu vàng bò 51 cân mặc vừa size L nha. 40 cân đến 75 cân mặc vừa. Đây em sẽ cận cảnh chất cho các chị xem, mẫu sẽ lại gần cho các chị xem chất nha. 65 cân thì chị mặc vừa size 2XL cho em này. Rồi em chốt cho chị Biển Nha Trang một cái. Đấy các chị nhìn chất nha. Da ép này mặc cực kỳ xinh luôn nha. Và ra chia sẻ luôn giúp em đi chị ơi. Rồi chốt cho chị Thư Vũ một cái vàng bò này. Có nơ nha chị ơi. Mỗi cái đều tặng kèm một chiếc lơ như mẫu em đang thắt này cho các chị này. Rồi ok chị Hồng Sinh một cái, cho chị Hoàng Cúc một cái, cho chị Hiến Trần một cái nha. 60kg mà size XL cho em này. Chị Đỗ Thị Đoan Trang ok, em chốt cho chị màu đỏ đô luôn. Comment đúng cú pháp và ra chia sẻ nhanh tay thì mới có đơn hàng nha. 45 cân mà vừa size S cho em này. Lưu ý phải chia sẻ mới có giá ưu đãi, không chia sẻ không có giá ưu đãi đâu. Đấy các chị nhìn thấy màu đỏ mẫu em mặc lên này, vừa sang vừa trẻ trung nha. Vừa sang vừa trẻ trung, cái thiết kế túi của nó này, thiết kế túi hơi chéo nhau một chút nha, cho các chị mặc lên thêm phần dáng trẻ trung này. Chị em nào độ tuổi nào cũng có thể mặc được luôn. Chị em nào nặng cân nhẹ cân mặc cái mẫu này lên thì cực kỳ tôn dáng cho em nha. Rồi cho chị Hồng Thuận một cái luôn nha. Rất là đẹp luôn, nếu các chị không nhanh tay không có đơn hàng đâu. Chị Nguyễn Ngọc Thu ơi, hôm qua bên em đã gọi tất cả các đơn hàng rồi, 2 lần trở lên nha các chị em ơi. Rồi cho chị Định Phô một cái A19 luôn này. Quá là đẹp cho một siêu phẩm, chị em nào không nhanh tay không có đơn hàng nha. Em thấy chị Hoàng Khánh Linh nha chị ơi, chị liên hệ vào cái số điện thoại đã gọi điện cho chị nhắn tin bảo là gọi lại cho chị thì các bạn ấy sẽ gọi lại nha. Chị Miễn Phạm này, người mẫu ở bên em cao 1m66 và nặng 50 cân, đang bằng vừa size M nha. Chị em nào lấy thì chốt nhanh cho em nha. Comment đúng cú pháp là A19 kèm màu kèm số điện thoại này. A19 màu đỏ như mẫu em đang mặc nha. A19 màu cam này, có thêm A19 màu vàng bò và A19 màu kem. Màu nào cũng đẹp, màu nào mặc lên cũng nổi. Bây giờ mẫu sẽ đi thử lại cái màu vàng bò cho các chị xem nha. Rồi ok cho chị Bích Ngà một cái màu vàng bò này. Quá là đẹp luôn, một siêu phẩm như thế này mà không được lựa chọn, giá thì cực kỳ ưu đãi và rẻ luôn nha. Các chị không lấy thì rất là tiếc luôn đấy ạ. A19 chỉ có giá là 260.000 đồng một cái thôi. Chúng ta có thể mua tặng bạn tặng bè cũng được nha. Tặng nhau tiền thì không quý, nhưng tặng nhau một chiếc áo như thế này thì rất là quý luôn là các chị em nha. Mỗi chiếc áo đều được tặng kèm một cái nơ nên là các chị yên tâm lựa chọn nha. Chị Hồng Sinh có đơn rồi ạ. Chị Lê Thị Tuyết em chốt cho chị này. Chị Thảo La 47 cân mặc vừa size M nha. Chị Nguyễn Ngọc Thu, thế chị đặt luôn lại giúp em này, đặt luôn lại giúp em nha. Rồi chị cho chị Định Phone một cái, rồi chị có đơn hàng rồi nha. Comment đúng cú pháp cho em là A19 kèm màu kèm số điện thoại cho em. Rồi chị Thêu Bạch một cái A19 màu đỏ cam luôn. Dù bạn, dù bè mình hay dù người thân mình vào đây lựa chọn luôn đi các chị em ạ. Bởi vì siêu phẩm này rất là đẹp này. Có chân
có chân váy mẫu mặc không? Đấy không phải chân váy nha chị ơi, đấy là set váy bên em mặc, váy body mẫu ở bên em mặc để mặc cái áo này, nên là các chị có thể mặc theo set cũng được, mặc một cái váy body hay là một cái váy suông hay là một bộ đồ cũng được nên nha. Rồi ok, chị Hồng Ngọc một cái nào, cho chị Hiền Ca một cái luôn. Quá là một siêu phẩm luôn, bên ngoài của nó là chất da ép mềm mịn nha. Bên trong là một lớp lụa này, cực kỳ mềm luôn, cho các chị mặc ở bên trong rất là thoải mái nha. Rồi chị Hoàng Khánh Ninh này. Rồi chị để lại số điện thoại đi, bên em sẽ kiểm tra cho chị nha. Chị Đào Hoa 43 cân mặc vừa size S cho em này. Đây mẫu em mặc lên đây là màu vàng bò cho các chị nha. Đấy mặc lên cực kỳ sáng da và trẻ trung luôn. Chị em nào chúng ta lựa chọn luôn cho em cái màu vàng bò này cũng rất là đẹp nha các chị em. Chất liệu da ép thì rất là mềm mịn luôn. Các chị mặc da ép thì các chị cũng biết rồi. Đây, chất liệu da ép đây nha. Rồi chị Ngân Lê một cái màu vàng bò 57 cân mặc size XL cho em này. Chị Nguyễn Ngọc Thu ok cho chị một cái màu kem nha. Chị Bích Huyền, chị nhắn tin về shop cho em, đây là váy mã F ở bên em. Rồi ok, em sẽ dồn thêm cho chị một cái váy body như mẫu em đang mặc vào cho các chị nha. Mai nhân viên gọi điện thì chị nhớ là đấy là cái váy mã váy chữ F ở bên em nha các chị em ơi. Dáng này là dáng tay này gần như là tay dài rồi nha chị ơi. Đây là tay dài rồi đây. Đấy, mặc lên sang cực kỳ luôn này. Rồi cho chị rồi ok chị Hoàng Khánh Ninh nha. Em sẽ kiểm tra lại cho chị này. Em thấy chị Hiền Ca nha, lưu ý là mỗi chị phải ra chia sẻ 3 lần trở lên thì mới được mua với giá ưu đãi ở bên em. Không chia sẻ là không có giá ưu đãi đâu các chị em ạ. 40 cân chị mặc vừa size S cho em nha, 40 cân đến 75 cân thì đều có size mặc vừa này. Giá chỉ có 260.000 đồng, áp dụng chia sẻ livestream 3 lần và đặt hàng tại livestream này thôi. Đấy, thiết kế cổ này thì mặc lên rất là trẻ trung này. Tặng kèm cho các chị một cái nơ nha, tặng kèm cho các chị một cái nơ này. Các chị có thể thắt cũng được hoặc không thắt đều được luôn nha. Có 4 tông màu cho các chị lựa chọn này. A19 màu vàng bò như mẫu em mặc lên rất là trẻ trung. Có thêm A19 màu cam này, có thêm A19 màu kem nha, và có thêm A19 màu đỏ đô. Màu nào cũng đẹp, màu nào cũng xinh này. Có rất là nhiều mẫu váy đẹp. Chị ơi, chị vào trong shop chị lựa chọn giúp em nha. Bên em có rất là nhiều thiết kế váy đẹp để cho các chị này. Đây là hàng Quảng Châu cao cấp này là các chị yên tâm lựa chọn. Đây, chất da ép này, các chị nhìn đây, rất là mềm mịn luôn này. 46 cân thì chị mặc vừa size S cho em nha. Chị Đặng Diệu Ly để lại số điện thoại cho em này. Những chị em nào mà chưa có đơn hàng thì nhanh tay vào đặt hàng. Những chị em nào chúng ta chưa chia sẻ thì nhanh tay ra chia sẻ cho em nha. Chia sẻ 2 đến 3 lần vào các hội nhóm công khai này. Chia sẻ về tường trang cá nhân của mình với chế độ công khai 3 lần giúp em. Chị Thúy Hà để lại số điện thoại cho em nha. Chị Nguyễn Huệ 55 cân mặc với size L này. 260.000 một set thôi nha các chị em. 260.000 một set, quá là đẹp luôn. Có xỉ nha chị ơi, xỉ chị nhắn tin về shop đi ạ. 260.000 đồng một set như này thôi. Vừa rẻ vừa đẹp vừa sang vừa xinh này. Đây chị ơi, không phải, đây là chất da ép đây. Cận cảnh chất cho các chị xem đây. Đấy, chất da ép mặc lên vừa cái này 290.000 nhé. Vừa sang vừa trẻ trung luôn. Đấy, các chị nhìn chưa ạ? Rất là đẹp luôn. Quá là một siêu phẩm luôn. Rồi ok, chị Hiền Ca một cái A19 màu kem size XL ok chị nào. Ra chia sẻ luôn cho em để được mua giá ưu đãi nha. Rồi chị Đoàn Huệ một cái A19 màu đỏ đô luôn này. Chị em nào lấy nữa thì chốt nhanh nghe, em cũng chỉ còn 5 đơn hàng nha. Còn 5 đơn hàng cuối cùng cho mẫu này thôi, nên chị em nào lấy thì chốt nhanh cho em này. Màu cam đây nha chị ơi, màu cam đây rất là đẹp luôn này. Không có màu xanh đâu, chỉ có 4 màu thôi nha. Chỉ có 4 màu thôi, là màu cam này, màu kem này, màu đỏ đô và màu vàng bò thôi. Nên chị em nào lấy thì chúng ta chốt nhanh giúp em này. Chị Hồng An Telo, chị cứ nhắn tin về shop là tôi muốn lấy xỉ. Thì các bạn ấy sẽ hướng dẫn chị cách lấy xỉ nha. 260.000 một set này thôi, quá là đẹp luôn, quá là một siêu phẩm. Chị em nào chúng ta chưa lựa chọn được thì vào nhanh tay và lựa chọn đi. Em còn 5 đơn hàng cuối cùng, nhận 5 số điện thoại nha. Còn 5 số điện thoại nữa thôi nào, bên em qua mẫu này. Rồi cho chị Nguyễn Ngọc Thu một cái, cho chị Hồng Thuận một cái này, cho chị Thanh Hòa một cái. Đấy, đến cuối cùng rồi các chị mới chốt rất là nhanh. Còn 3 đơn hàng cuối cùng nữa thôi nha. 3 số điện thoại cuối cùng rồi bên em sẽ qua một mẫu mới ngay bây giờ này. Các chị không nhanh tay là không có đơn hàng đâu ạ. Quá là một siêu phẩm luôn, vừa rẻ vừa đẹp vừa sang vừa xinh. Chị Huyền Mai để lại số điện thoại cho em nào. Rồi bây giờ mẫu này ở bên em đã hết nha. Đã hết rồi nên bây giờ bên em sẽ qua một mẫu mới này. Rồi ok, chị trai họ Lê một cái, chị Định Bôn này, chị có đơn hàng rồi nha. Chị không comment lại nữa, dùm em ra chia sẻ luôn cho em. Rồi cho chị Huyền Mai một cái luôn này. Chị Đặng Diệu Ly rồi ok, chị Đặng Diệu Ly luôn nha. Chị Phương Theo ok luôn này. Rồi chị Thúy Hà ok luôn. Đấy, các chị đến cuối cùng mới chốt rất là nhanh luôn nha. Rồi cho chị Bích Huyền một cái này. Rồi bây giờ bên em sẽ chuyển qua mẫu này ở bên em nha. Qua một cái mẫu dáng dài dài này ở bên em cho các chị này. Chị
Chị bé út ơi, đấy không phải màu nâu đâu, đấy là vào vàng bò nha. Chị Biển Đỗ Thị ok chị luôn. Nào một phút nữa cho cái mẫu vừa rồi, thì còn chị em nào chốt thì chốt luôn đi, để bên em qua cái mẫu dáng dài này cho các chị nè. Hôm nay bên em cũng chỉ có 20 set dáng dài này bán cho các chị thôi. Rồi ok chị Dương Vân một cái nha. Em sẽ để ra một phút chốt nốt cái đơn hàng cho cái mã A19. Thì còn chị em nào chúng ta thích, chúng ta ưng thì chúng ta comment luôn cho em đi, để bên em chốt nốt rồi qua mẫu dáng dài này nha. Đấy có rất là nhiều chị hỏi dáng dài bên em, thì hôm nay bên em về được 20 chiếc mẫu áo dáng dạ dáng dài này để giới thiệu đến cho các chị này. Rồi ok chị Thanh Hoài một cái màu kem luôn nha. Đấy những cái siêu phẩm ở bên em này toàn bán với giá ưu đãi cho các chị thôi, nếu các chị không nhanh tay không có đơn hàng đâu. Rồi bây giờ bên em đã kết thúc cái mẫu A19 rồi nha. Bên em sẽ chuyển qua mẫu áo dạ dáng dài ở bên em này các chị em này. Chất liệu cũng là chất liệu da ép nha. Chất liệu da ép này có mặc lên rất là mềm mịn cho các chị luôn nha. Bên trong của nó cũng là một lớp lụa này, các chị mặc lên cực kỳ thoải mái và thoáng luôn nha các chị em, cực kỳ thoải mái luôn. Và có size này cho các chị từ 40 cân đến 75 cân đều có size mặc vừa luôn nha. Cũng có 4 tầng màu cho các chị lựa chọn này. Và có mã là mã A32 nha. Mã A32 này giá đang bán tại shop là 690.000 đồng nha. Giảm tại livestream này chỉ còn 290.000 đồng cho các chị này. Comment cho em cú pháp là A32 kèm màu kèm số điện thoại nha. A32 màu đỏ này, A32 màu xám nha, A32 màu trắng và A32 màu hồng. Mẫu này ở bên em cũng có đủ size cho những chị em từ 40 cân đến 75 cân đều có size mà vừa. Rồi ok chị Chan Phan rồi nha. Lưu ý là mẫu này ở bên em cũng chỉ có 20 set thôi, nên là các chị phải comment nhanh tay, tránh như lúc cái mã A19. Những chị em chúng ta chậm này, chúng ta chậm trễ là trần trừ là chúng ta sẽ không có đơn hàng nha. Comment cho em cú pháp là A32 kèm màu kèm số điện thoại và ra chia sẻ 3 lần giúp em. Cũng với cái điều kiện chia sẻ 3 lần và đặt hàng tại livestream này thì mới có giá là 290.000 một cái. Dạ dáng dài cho các chị nha. Thiết kế túi ở hai bên cho các chị để tiền để điện thoại này, cực kỳ sang trọng luôn. Đấy các chị mặc giống như mẫu bên em đang mặc đây nha. Áo dạ dáng dài này chúng ta có thể mặc với một set váy, một set đồ bộ hay là mặc với lại một rất là trẻ trung luôn nha. Mã A32 kèm màu kèm số điện thoại cho em này. A32 màu đỏ nha, A32 màu xám này, A32 màu trắng và A32 màu hồng. Mẫu này cũng ở bên em cũng có đủ size cho những chị em từ 40 cân đến 75 cân đều có size mà vừa. Lưu ý là ra chia sẻ 3 lần vào các hội nhóm công khai, chia sẻ về tường trang cá nhân của mình với chế độ công khai 3 lần giúp em để mua cái thiết kế này ở bên em với giá cực kỳ ưu đãi luôn nha. Rất là đẹp luôn cho các chị này. Đấy các chị nhìn thấy chưa? Màu mẫu em mặc lên đây là màu đỏ nha. Thiết kế túi ở hai bên này, bên chất liệu là chất liệu da ép ở bên ngoài nha. Da ép ở bên ngoài và bên trong có một lớp lót lụa này, cực kỳ mềm mịn cho các chị em nha. Hàng này là hàng Quảng Châu cao cấp. Đấy các chị nhìn cái tem cái mác thì biết là hàng cao cấp hay là không nha các chị em. Hàng này luôn có đủ size cho những chị em từ 40 cân đến 75 cân đều có size mà vừa. Chị em nào mà chúng ta ưng này, chúng ta thích cái mẫu hoa dạ dáng dài thì comment luôn cho em mã nè. A32 kèm màu kèm số điện thoại nha. A32 màu đỏ này, A32 màu xám này, có thêm A32 màu trắng và A32 màu hồng nha. Màu nào cũng đẹp, màu nào mặc lên cũng rất là sáng da và trẻ trung luôn. Đấy màu đỏ như mẫu em mặc lên này, vừa sang trọng vừa nổi bật nha. Chị em nào chúng ta thích, chúng ta ưng rồi thì comment nhanh tay đi ạ. Bởi vì sau livestream sẽ không còn giá ưu đãi đâu. Chị Thảo La lấy A32 màu gì thì comment màu cho em này. 47 cân thì chị mặc vừa size M cho em nha. Comment cho em đúng cú pháp là A32 kèm màu kèm số điện thoại thì mới có đơn hàng, không comment đúng cú pháp không có đơn hàng đâu ạ. Đấy các chị nhìn thấy mẫu em mặc lên đây màu đỏ này, mặc lên vừa sang trọng nha, vừa sang trọng vừa trẻ trung luôn. Mặc quá là đẹp luôn đấy các chị em ạ. Cái tông màu này giữa đỏ đô và đỏ tươi nha, nên là các chị mặc lên vừa sang trọng này, vừa nhã nhặn, các chị mặc đi chơi đi đâu đều rất là trẻ trung luôn. Đấy màu mẫu em đang mặc lên đây là thiết kế dạ dáng dài nha, các chị mặc lên vừa sáng da vừa trẻ trung này. Rồi ok chị Thảo La A32 cái màu hồng nha. Giá của nó chỉ có 290.000 đồng nha các chị em ơi. 290.000 đồng thôi. Đây các chị nhìn đây, tem mác đây, đây là hàng Quảng Châu cao cấp nha. Hàng Quảng Châu cao cấp ở bên em. Bên ngoài của nó là chất liệu da ép này, bên trong của nó là một chất lụa nha. Một lớp lụa cho các chị mặc lên vừa mềm mịn, vừa sáng da vừa trẻ trung. Bây giờ mẫu sẽ đi thử cái màu hồng cho các chị xem này. Chúng ta thích rồi thì chúng ta comment luôn cho em nha. Comment luôn cho em A32 kèm màu kèm số điện thoại. A32 màu trắng, A32 màu
A32 màu xám, A32 màu đỏ và A32 màu hồng. Màu nào cũng đẹp, màu nào này mặc lên cũng sáng da và trẻ trung. Nên chúng ta đã thích đa ưng rồi thì chúng ta phải comment nhanh tay thì mới có đơn hàng nha. Comment chậm trễ là không có đơn hàng đâu các chị em ạ. Và ra chia sẻ luôn giúp em 3 lần vào các hội nhóm công khai, hoặc chia sẻ về tường trang cá nhân của mình với chế độ công khai 3 lần giúp em. Đấy, dáng dạ này, các chị nhìn tay nha, tay của nó cũng có cúc này, tay cũng có cúc nha. Hàng cúc, hai hàng cúc cho các chị này, tăng chỉnh tùy vào 3 vòng của mình có thể mặc chặt vào hoặc là mặc nỏng ra đều phù hợp luôn nha. Đây, mẫu mặc màu hồng này cho các chị xem đây, rất là trẻ trung này, màu hồng mẫu em mặc lên cực kỳ trẻ trung nha. Và các chị có thể mặc được 3 kiểu, chúng ta có thể thả cúc ra này, hoặc đóng 2 cúc như mẫu em đang đóng, và có thể đóng 3 cúc nha. Đấy, đóng 3 cúc như mẫu em đây, cực kỳ trẻ trung luôn, màu nào cũng đẹp, màu nào cũng sang. Comment cho em đúng cú pháp này, A32 kèm màu kèm số điện thoại nha. Giá của nó là 290.000 đồng một cái nha. 290.000 đồng một cái, giá quá là ưu đãi luôn. Giá dạ dáng dài này. Giá đang bán tại shop em là 590.000 đồng, giảm tại livestream này cho các chị chỉ còn 290.000 đồng thôi nha. 290.000 đồng một cái mã A32 này, các chị phải nhanh tay lựa chọn thì mới có đơn hàng này. Và có 4 tông màu cho các chị lựa chọn nha. A32 màu hồng này, A32 màu xám, A32 màu trắng và có thêm A32 màu đỏ nổi bật. Chị em nào thích rồi thì chúng ta comment nhanh giúp em. Comment cho em màu kèm số điện thoại trên cùng một tập comment và ra chia sẻ luôn cho em đi ạ. Mỗi chị ra chia sẻ 2 đến 3 lần trở lên giúp em để được mua với giá ưu đãi ở bên em nha. Còn chị em nào chúng ta ưng, chúng ta thích nữa thì chúng ta phải comment nhanh nha. Bởi vì sau livestream này sẽ không còn giá ưu đãi đâu các chị em ạ. Đấy, màu mẫu em mặc lên đấy là màu hồng cho các chị nè. Vừa sáng da vừa trẻ trung luôn nha. Vừa sáng da vừa trẻ trung. Đây, có thêm màu đỏ đấy ạ. Màu đỏ mặc lên cũng rất là nổi bật luôn nha. Màu đỏ mặc lên cực kỳ nổi bật luôn này. Màu trắng nha. Màu trắng này. Màu xám nữa nha. Rất là nhã nhặn luôn, chị em nào mà chúng ta mặc lên thì rất là nhã nhặn này. Có thêm màu hồng như mẫu em này mặc như nhau. Đấy, màu hồng mặc lên rất là trẻ trung luôn. Mẫu quay đằng sau cho các chị xem này. Đằng trước hay đằng sau thì đều rất là đẹp luôn nha các chị em. Đấy, đằng trước hay đằng sau đều rất là đẹp luôn này. Hàng này là hàng Quảng Châu cao cấp. Các chị về các chị nhìn cái tem cái mác thì các chị biết là hàng có cao cấp không này. Nếu mà không cao cấp thì chúng họ cũng không thiết kế như thế này nha các chị em. Rất là đẹp luôn. Thiết kế dạ dáng dài, các chị mặc lên vừa nổi bật vừa trẻ trung. Chị em nào chúng ta thích rồi thì comment cho em cú pháp nào. A32 kèm màu kèm số điện thoại đi ạ. A32 màu hồng nha, A32 màu xám này, A32 màu trắng nha, và A32 màu đỏ. Màu nào mặc lên cũng nổi bật, màu nào mặc lên cũng trẻ trung. Giá của nó chỉ có 290.000 đồng một cái này thôi. Quá là rẻ luôn. Nếu các chị không nhanh tay là không có đơn hàng đâu ạ. Ra chia sẻ luôn giúp em 3 lần vào các hội nhóm công khai, chia sẻ về tường trang cá nhân của mình với chế độ công khai 3 lần giúp em để được mua với giá ưu đãi ở bên em nha. Cực kỳ đẹp luôn. Nào chị em nào thích thì ưng thì hãy comment luôn cho em nào. Comment luôn cho em nha. Em cũng chỉ còn 5 đơn hàng cho mẫu này nữa thôi. Em nhận 5 số điện thoại. Chị em nào chúng ta ưng rồi thì chúng ta comment luôn cho em này. A32 kèm màu kèm số điện thoại và ra chia sẻ giúp em 3 lần vào các hội nhóm công khai để được mua với giá ưu đãi ở bên em đi ạ. Ra chia sẻ luôn thì mới có giá ưu đãi nha. Không chia sẻ không có giá ưu đãi này. Nào còn chị em nào ưng nữa thì chốt luôn cho em đi, để bên em sẽ kết thúc livestream ngay bây giờ nha. Và bên em sẽ vào một livestream mới để like một siêu phẩm đồ bộ cho các chị. Thì còn chị em nào ưng mẫu dạ dài này nữa thì comment nốt cho em này. Rồi các chị vào luôn livestream sau để theo dõi cái một siêu phẩm đồ bộ để lựa chọn cho mình nha các chị em. Chào năm chị đang xem livestream ở thời trang công sở nha. Các chị vào nhanh tay để lựa chọn mẫu này cho mình nè. Hôm nay bên em về thêm 30 chiếc áo dạ này nữa để phục vụ đến cho các chị nha. Nên là mỗi chị ra chia sẻ cho em 2 đến 3 lần giúp em đi. Hôm qua những chị em nào mà chưa lựa chọn được cho mình cái mẫu áo dạ này hot hit này ở bên em thì vào luôn đây lựa chọn cho em nha. Hôm nay về thêm 30 cái nữa, bên em mang lên đây bán và nhận chỉ 30 đơn hàng thôi. Với mẫu thiết kế áo dạ này ở bên em cho các chị này, mỗi chị ra chia sẻ 2 đến 3 lần trở lên giúp em đi, lên đến 100 người xem em bắt đầu
Em bắt đầu báo giá của mẫu này và bán mẫu này ở bên em cho các chị nha. Mỗi chị chia ra chia sẻ 2 đến 3 lần trở lên giúp em để bên em bán mẫu này ở bên em cho các chị với giá cực kỳ ưu đãi luôn này. Hôm qua những chị em nào chưa lựa chọn được cái mẫu hot này ở bên em thì vào luôn cái livestream này để lựa chọn giúp em nha. Và ra chia sẻ luôn cho em này. Mẫu này ở bên em có giá là mẫu này ở bên em này có giá đang bán tại shop là 560.000 đồng nha. Là 560.000 đồng giảm tại livestream này chỉ còn 260.000 đồng một set và có mã là mã A19 nha các chị em. Có mã là mã A19 260.000 đồng một set này và mẫu này ở bên em, bên ngoài là một lớp dạ nha. Dạ này là dạ ép này. Dạ ép nha. Mặc lên rất là mềm mịn luôn, bên trong có thêm một lớp lụa cho các chị nha. Bên trong là một lớp lụa nha các chị em. Hàng cực kỳ mềm mịn cho các chị em mặc lên này, rất là trẻ trung luôn nha. Thiết kế cổ này và cúc và có túi ở hai bên cho các chị để tiền, để điện thoại đều rất là đẹp luôn. Có đủ size cho những chị em từ 40 cân đến 75 cân đều có size mà vừa. Thiết kế như mẫu em mặc lên đây có tặng kèm thêm cho các chị một cái nơ này. Các chị có thể thắt cũng được hoặc không thắt cũng được nha. 44 cân chị mặc vừa size S cho em này. Chị màu tím ơi, chị lấy màu đỏ đô để lại số điện thoại cho em. Màu này đang rất là hot ở bên em nha. Chị Phạm Hoài xe 55 cân mặc vừa size L này. Comment cho em đúng cú pháp là A19 kèm màu kèm số điện thoại ra chia sẻ 3 lần để được mua với giá ưu đãi ở bên em nha. Hôm nay bên em chỉ có 30 set áo dạ này mang lên đây bán giá tri ân cho các chị thôi. Hai bên túi này, hai bên túi mặc lên vừa trẻ trung vừa sang trọng này. Comment đúng cú pháp thì mới có đơn hàng nha các chị em. A26 kèm màu A19 kèm màu kèm số điện thoại cho em này. Chị Nga Nguyễn 47 cân mặc vừa size M cho em nha. Và có 4 tông màu cho các chị lựa chọn. Màu đang rất là hot ở bên em hiện tại bây giờ đó là màu đỏ đô như mẫu em đang mặc nha. Có thêm màu đỏ này, có thêm màu đỏ cam nha, có thêm màu vàng bò này và có thêm màu kem nha các chị em. Chị Hà Nông lấy màu gì đây chị ơi, comment cho em đúng cú pháp đi. A19 kèm màu kèm số điện thoại và ra chia sẻ luôn cho em nha. Rồi em cho chị màu tím một cái luôn này. Lưu ý là ra chia sẻ giúp em 3 lần vào các hội nhóm công khai. Những chị em nào hôm qua chưa lựa chọn được cho mình cái mẫu hot này ở bên em thì vào ngay đây lựa chọn, hôm nay chỉ còn 30 set nữa thôi. Bên em mang lên đây bán giá tri ân cho các chị nha. A19 kèm màu kèm số điện thoại. A19 màu kem này đấy, rất là trẻ trung và sáng da luôn này. Có thêm A19 màu vàng bò nha. A19 màu đỏ cam này và A19 màu đỏ đô như mẫu em đang mặc. 70 cân chị mặc size 3XL nha. Mẫu này ở bên em có đủ size cho những chị em từ 40 cân đến 75 cân đều có size mà vừa. Chị Hà Nông lấy màu gì comment cho em màu chị ơi. Comment đúng cú pháp cho em là A19 kèm màu kèm số điện thoại thì mới có đơn hàng ở bên em nha. Không comment đúng cú pháp là sẽ không có đơn hàng đâu ạ. Và tối nay chỉ có 30 set thôi nên bên em mang lên đây bán giá tri ân cho các chị luôn nha. A19 màu đỏ như mẫu em đang mặc này, tặng kèm cho các chị một cái nơ nha, một cái nơ thắt này mặc này cực kỳ trẻ trung luôn. Bên ngoài của nó là chất liệu da ép này, cực kỳ mềm mịn nha. Bên trong có thêm một lớp lụa cho các chị mặc lên rất là trẻ trung này. Rồi em cho chị Hoàng Thu một cái A19 màu đỏ đô size N. A19 kèm màu kèm số điện thoại cho em. Rồi em cho chị Anh Trần một cái A19 màu kem nha. Rồi cho chị Cao Thanh Chuyên một cái A19 màu đỏ đô này. A19 màu đỏ, A19 màu cam, A19 màu vàng bò và A19 màu kem nha. Mặc màu sáng da là màu vàng bò hoặc màu kem nha chị ơi. Rồi ok, em chốt cho chị Hà Nông một cái này. Em chốt cho chị Hân Bùi một cái nha. Chốt cho chị Dung Phạm một cái luôn này. Quá là đẹp luôn, chỉ có 260.000 đồng. Lưu ý phải chia sẻ mới có giá ưu đãi, không chia sẻ không có giá ưu đãi nha. Rồi ok, chị màu tím một cái cho chị Cao Thanh Chuyên một cái. A19 kèm màu kèm số điện thoại ra chia sẻ 3 lần vào các hội nhóm công khai. Chia sẻ về tường trang cá nhân của mình với chế độ công khai 3 lần giúp em để hưởng mua được mua với giá ưu đãi ở bên em nha. Bên ngoài của nó là chất da ép này, chất da ép cực kỳ mềm mịn nha. Bên trong là một chất là chất lụa nữa nha các chị em, một lớp lụa mỏng này mềm mịn cho các chị mặc lên rất là trẻ trung luôn. Chị Thu Hằng Trần ok chị một cái màu đỏ nha. 560.000 đồng đang bán tại shop em và bán tại livestream này chỉ còn 260.000 đồng cho các chị thôi. Phải comment đúng cú pháp và ra chia sẻ 3 lần thì mới có đơn hàng ở bên em nha. A19 kèm màu kèm số điện thoại ra chia sẻ luôn cho em đi ạ. Rồi chốt cho chị Phạm Hoài xem một cái màu đỏ đô nha. Giá này giá ngắn này, các chị mặc lên cực kỳ trẻ trung nha. Đấy màu đỏ đô như mẫu em đang mặc lên đây, rất là đẹp luôn. Màu này là màu đang rất là hot ở bên em nha. Màu cực kỳ hot luôn. Hai bên có túi cho các chị để tiền để điện thoại này. Chị Hà Nâm có đơn rồi nha chị ơi. Chị Khánh Vy 70 cân mặc size 3XL cho em này. Lưu ý là phải chia sẻ mới có giá ưu đãi ở bên em. Bây giờ mẫu sẽ thử sang cái màu vàng bò này cho các chị xem nha. Mẫu bên em sẽ đi thử sang cái màu vàng bò này. Trong thời gian mẫu đi thử màu khác thì các chị nhanh tay thoát livestream này ra và chia sẻ cho em 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc về tường trang cá nhân của mình với chế độ công khai 3 lần giúp em nha. Rồi em cho chị Nga Nguyễn một cái A19 màu đỏ đô luôn ạ. Rồi ok chị Nga Trần một cái màu đỏ đô nha. A19 kèm màu kèm số điện thoại cho em. Đấy bên ngoài là chất da ép này,
cực kỳ mềm mịn cho các chị mặc lên nha, rất là trẻ trung luôn. Đây các chị nhìn chất dạ đấy ạ, nhìn chất dạ cực kỳ đẹp nha, có cúc đây cho các chị cài này, rất là trẻ trung luôn. Hai bên có túi nha, hai bên có cái túi mặc lên vừa sang vừa xinh này. 260.000 đồng một cái thôi, giá đang bán tại shop là 560.000 đồng, giảm tại livestream này chỉ còn 260.000 đồng cho các chị nha. Và hàng này ở bên em thì có đủ size nên là các chị yên tâm lựa chọn. Bên trong là một lớp nốt lụa này, các chị mặc lên vừa sang trọng vừa trẻ trung này, cực kỳ mềm mịn cho các chị mặc rất là thoải mái luôn nha. Và có 4 tông màu cho các chị lựa chọn là màu kem này, màu cam nha, màu kem, màu đỏ và màu vàng nữa nha. Rồi cho chị nhân thiệp một cái, cho chị anh Trần một cái luôn nha. A19 kèm màu kèm số điện thoại ra chia sẻ 3 lần và các hội nhóm công khai. Đây mẫu mặc chị ơi làm gì có màu tím, bên em chỉ có 4 tông màu là màu vàng bò, màu kem, màu đỏ và màu cam thôi nha chị ơi. 4 tông màu và hàng ở bên em có đủ size cho những chị em từ 40 đến 75 cân đều có size màu vừa. Bên em ship COD toàn quốc là 30.000 đồng nha. Đấy màu mẫu em đang mặc lên là màu vàng bò này. Những chị em nào có chúng ta có da ngăm da đen lựa chọn luôn cái màu vàng bò này nên mặc lên giúp em nha. Vừa sang trọng vừa trẻ trung vừa sáng da này. Màu này cũng đang rất là hot ở bên em luôn. Những chị em nào chúng ta ưng rồi thì chúng ta phải comment nhanh, bởi vì mẫu này tối nay bên em chỉ có 30 set mang lên đây bán giá tri ân cho các chị là 260.000 đồng thôi nha. Hôm qua những chị em nào mà đặt hàng chúng ta chưa đặt được thì hôm nay vào nhanh tay vào đây để comment luôn cho em này. A19 kèm màu kèm số điện thoại cho em nha. Đây là hàng Quảng Châu cao cấp ở bên em nha các chị em. Rồi đó chị Hương bé một cái A19 màu vàng bò này. Đây là hàng Quảng Châu cao cấp nha. Chị Phạm Hoài Sen có đơn hàng ở bên em rồi nha. Những chị em nào mà chúng ta chưa chia sẻ thì nhanh tay ra chia sẻ. Còn những chị em nào đã chia sẻ mà chưa đặt hàng thì hãy nhanh tay vào đặt hàng này. Rồi cho chị Sen Hồng một cái A19 màu vàng bò. A19 màu vàng này, A19 màu vàng bò nha, A19 màu đỏ này. Đấy mặc lên cực kỳ đẹp luôn, đang rất là hot ở bên em luôn. A19 màu kem và A19 màu đỏ cam nha. Mặc lên vừa trẻ trung vừa sang trọng này. Rồi ok chị Thanh Hà một cái A19. Và có rất là nhiều chị đặt hàng ở bên em, em không thể đọc tên hết tất cả các chị nên được, thì các chị cứ comment cho em đúng cú pháp này. A19 kèm màu kèm số điện thoại là sẽ có hệ thống tự động lên đơn hàng cho các chị ra chia sẻ 3 lần để đơn hàng đấy được lên đơn hàng thành công nha. Rồi em chốt cho chị Sen Hồng một cái, cho chị Bình Giang một cái, cho chị Hằng Nguyễn một cái này, cho chị Hoa Mùa Xuân một cái luôn nha. Quá là đẹp luôn. 579 chị đang xem, mỗi chị ra chia sẻ 3 đến 4 lần giúp em để bên em bán với giá ưu đãi cho các chị nha. Cực kỳ đẹp luôn, chỉ có 30 set thôi, không nhanh tay không có đơn hàng đâu. Bây giờ mẫu bên em sẽ đi thử qua màu kem này. Mẫu bên em sẽ thử phun màu cho các chị xem nha. Rồi cảm ơn chị Hội Nguyễn này. Đấy đã có rất là nhiều chị nhận được hàng ở bên em rồi và biết là chất lượng ở bên em như thế nào. Chất dạ này còn đẹp hơn nữa nha các chị em ơi. Máu dạ này ở bên em còn đẹp hơn nữa này, nên là các chị nhanh tay ra lựa chọn cho mình, chỉ có 260.000 đồng một cái thôi. Rồi em cho chị Khánh Vy một cái vàng bò luôn, 70 cân mặc size 3XL cho em nha. Comment đúng cú pháp nha. A19 kèm màu kèm số điện thoại 560.000 đồng, giảm tại livestream này chỉ còn 260.000 đồng cho các chị thôi. Và hàng này luôn có đủ size cho những chị em từ 40 cân đến 75 cân đều có size mặc vừa nha. A19 màu cam này, A19 màu đỏ này, A19 màu vàng bò và A19 màu kem. Rồi chốt cho chị Mít Tơ Bi một cái màu vàng bò nha. Chị rồi ok chị Hoa Mùa Xuân đã chia sẻ 5 lần, ok cảm ơn chị này. Rồi chốt cho chị Hoàng Nga Nguyễn Thu một cái luôn nha. Chị Vũ Thị Hải ơi, chị lấy cho tớ thì chị phải nhắn tin đúng cú pháp cho em này. 52 cân mà vừa size L cho em nha. Chị Diệu Liên ơi, chị Thùy Linh Trần, ok em chốt cho chị một cái màu vàng bò 50 cân mà vừa size N này. Rồi cảm ơn chị Nam Nguyễn này. Đấy những cái chị mà đã từng mua hàng bên em thì biết chất lượng ở bên em như thế nào nha. Rồi cho chị Anh Trần một cái. Hôm nay chỉ có 30 đơn hàng cho mẫu này thôi. Chị em phải chốt thật nhanh thì mới có đơn hàng nha. Chốt chậm là không có đơn hàng đâu ạ. A19 kèm màu kèm số điện thoại và ra chia sẻ luôn cho em. Đây chị nào yêu cầu mẫu mặc màu kem đây. Màu kem mặc cực kỳ sáng da và trẻ trung luôn. Đấy các chị nhìn thấy ạ. Rất là trẻ trung và sáng da nha. Màu kem này, dáng thiết kế này mặc lên nha. Những chị em nào mà có chiều cao khiêm tốn chúng ta mặc màu này cũng đẹp này. Hoặc chị em nào có chiều cao mà trên 1m6 giống như mẫu bên em 1m66 đây, mặc lên cũng cực kỳ trẻ trung và xinh luôn nha các chị em. Thiết kế có thêm kèm thêm nơ này, tặng kèm cho các chị một cái nơ nha. Các chị có thể thắt nơ hoặc không thắt nơ đều được luôn. Chị Phạm Huyền để lại số điện thoại cho em đi ạ. Chị Khuyên Bùi để lại số điện thoại nha. Chị ơi, chị Thúy Hằng chốt cho chị màu vàng bò rồi nha. Ok chị này, bên em không kiểm tra hàng trước nha chị ơi. Rồi chị Trần Phúc để lại số điện thoại giúp em đi ạ. Lưu ý là
ra chia sẻ luôn 3 lần nha. Comment ở đây nhưng vẫn phải chia sẻ này. Chị Xuân Hằng ok chốt cho chị này. Chị Phạm Huyền để lại số điện thoại cho em nha. Chị Sen Hồng 48 cân mặc vừa size M cho em. Hàng ở bên em có đủ size cho những chị em từ 40 cân đến 75 cân đều có size mặc vừa. Mẫu này đang rất là hot ở trên thị trường nha. Giá đang bán trên thị trường là hơn 500 nghìn. Nhưng bán tại shop em hôm nay duy nhất buổi livestream này thôi mới có giá là 260.000 đồng nha các chị em ơi. Chị Trần Mai 55 cân mặc vừa size M cho em này. Comment cho em đúng cú pháp nha. Đúng cú pháp là A19 kèm màu kèm số điện thoại và ra chia sẻ luôn cho em đi ạ. Em ship toàn quốc là 30.000 đồng nha. Comment đúng cú pháp thì mới có đơn hàng, không comment đúng cú pháp không có đơn hàng đâu ạ. Rồi rồi cảm ơn chị Lam Nguyễn này đã nhận được hàng rồi. Ok chị rất là đẹp luôn nha. Chị Nguyễn Phương Lan ok chốt cho chị A19 màu đen cho chị Thủy. Không có màu đen đâu chị ơi. Chỉ có 4 tông màu, em sẽ giới thiệu lại tất cả các màu này. Chị Thủy Đỗ ok chốt cho chị một cái màu màu cam nha. Chị Vũ Thị Hải để lại số điện thoại cho em nha chị ơi. Màu kem như mẫu em mặc lên rất là trẻ trung đấy. Màu kem như mẫu em mặc nha. Có thêm A19 màu cam này. A19 màu cam mặc lên cũng rất là sáng da luôn. A19 màu đỏ đô nha, nhã nhặn này. Và A19 màu vàng bò và sáng da. Màu nào cũng đẹp, màu nào cũng trẻ trung. Nên chị em nào chúng ta thích rồi, chúng ta ưng rồi thì phải comment nhanh thì mới có đơn hàng nha. 30 đơn hàng thôi các chị em ạ. Chị Oanh Kim 67 cân mặc size 3XL cho em này. Rồi em cho chốt cho chị Khuyên Bùi một cái màu đỏ đô 53 cân mặc vừa size L nha. Chị Thái Phúc này mặc vừa size S cho em nha chị ơi. Hàng ở bên em thì luôn có đủ size, các chị không cần phải lo đến size số này. Mai bên em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn size này. Tư vấn size xin địa chỉ và gửi hàng cho các chị nha. Chị Oanh Lê ơi, em chỉ bán hàng online ở Hà Nội thôi nha chị ơi. Chị Nguyễn Phương Lan em chốt cho chị ơi không có màu đen nha chị Nguyễn Phương Lan ơi. Em chỉ có 3-4 tông màu này thôi, không có màu đen đâu nha. Chị Hoàng Thoi này A19 màu vàng bò ok em chốt cho chị luôn. Quá là đẹp luôn. Cho một siêu phẩm này nha. Đấy những chị em nào mà chiều cao khiêm tốn lựa chọn luôn cho em cái mẫu áo dạ này này. Không miễn phí ship nha. Ship toàn quốc là 30.000 đồng. Mua 5 hay 10 sản phẩm cũng chỉ có 30.000 đồng thôi. Rồi ok cho chị Nguyễn Vân một cái vàng bò, cho chị Việt Hà một cái màu vàng bò luôn. Hàng này thì có đủ size cho những chị em từ 40 đến 75 cân đều có size mà vừa. Bây giờ mẫu bên em sẽ đi thử sang cái màu cam cho các chị xem này. Hàng này ở bên em có đủ size nha. Lưu ý là các chị phải chia sẻ nhanh tay thì mới có đơn hàng. Không chia sẻ không có giá ưu đãi nha. Chỉ áp dụng cho những chị em chia sẻ livestream 3 lần và đặt hàng tại livestream này thôi. A19 kèm màu kèm số điện thoại và ra chia sẻ luôn cho em đi ạ. Rồi chị Cẩm Trường ơi, chị để lại số điện thoại giúp em nha. Thì em mới có thể ship đến cho chị được. Chị lấy màu kem mình để lại số điện thoại đi. Chị Nguyễn Phương Lan màu vàng bò ok em cho chị này. Em cho chị Linh Lê một cái màu vàng bò luôn nha. A19 kèm màu kèm số điện thoại. Chị Nguyễn Diệu Liên để lại số điện thoại giúp em nè. Mỗi chị em ra chia sẻ 2 đến 3 lần trở lên nha. Rồi ok chị Phạm Huyền một cái luôn. 565 chị đang xem. Mỗi chị ra chia sẻ 2 đến 3 lần trở lên giúp em thì mới có đơn hàng ở bên em nha. Rồi ok chị Nhâm Thiệp này, mai nhân viên gọi điện thì bảo đổi sang màu đấy giúp em nha. Chị Phạm Huyền ơi một chút nữa. Một chút nữa mẫu sẽ mặc cái màu vàng bò lên cho các chị xem nào. Cho chị Tình Vũ một cái màu kem luôn. A19 kèm màu kèm số điện thoại ra chia sẻ 3 lần và các hội nhóm công khai giúp em. Bên ngoài của nó là một chất dạ ép nha các chị em. Rồi các chốt cho chị Cẩm Trường một cái luôn nha. Quá là đẹp cho một siêu phẩm luôn. Chị em nào nhanh tay thì mới có đơn hàng này. Bên trong của nó là một lớp lụa nha. Cực kỳ mềm mịn cho các chị mặc lên cực kỳ thoải mái luôn này. Hàng này có đủ size nha. Chị Tâm Hồ lấy màu vàng bò để lại số điện thoại đi chị ơi. Đây màu đỏ cam mẫu em mặc lên này. Đấy rất là sang trọng, rất là trẻ trung luôn. Chị em nào thích nổi bật lựa chọn luôn cho em màu này nha. Rồi ok chị Hiền Phạm một cái màu kem 53 cân mặc vừa size L cho em này. Chị Hoa Trần màu cam ok chị nha. Đấy màu cam mẫu em mặc lên cực kỳ sang trọng luôn. Chị Tâm Hồ 52 cân mặc vừa size L cho em nha chị ơi. Rồi chốt cho chị Điệp Thương một cái màu vàng bò luôn. Chị em nào nhanh tay thì mới có đơn hàng, chị em nào chậm tay là sẽ hết luôn nha. Từ nay đến giờ em cũng chốt được khá là nhiều đơn hàng rồi. Cũng không còn nhiều đâu nên những chị em nào mà comment sau có khi không có đơn hàng. Nên là chúng ta đã ưng đã thích rồi thì chúng ta phải comment nhanh và ra chia sẻ luôn để đơn hàng được, nên đơn hàng thành công nha. Chị Cẩm Trường này, mẫu nào cũng có nơ nha chị ơi. Mẫu nào cũng tặng kèm cho các chị một cái nơ như thế này để cho các chị thắt nha. Thắt cũng được hoặc không thắt cũng được. Dáng này thì các chị em nào mà có chiều cao khiêm tốn hay là có chúng ta có chiều cao trên 1m6 giống như mẫu bên em 1m66 đây. Mặc lên cũng đều sang đều xinh luôn này. Đấy cực kỳ đẹp luôn. Hai cái túi thiết kế của nó mặc lên rất là trẻ trung nha. Chất da ép mặc lên cực kỳ đẹp luôn này. 260.000 đồng nha. Màu mẫu em đang mặc lên là màu cam nha chị ơi. Màu đỏ cam mặc lên rất là sáng da và trẻ trung này. Có thêm A19 màu đỏ đô nha. Có thêm A19 màu vàng bò này. Và có thêm A19 màu kem nha các chị em. Hàng này có đủ size này cho người từ 40 đến 75 cân đều có size mặc vừa. Chị Nguyễn Diệu Liên đã có đơn hàng ở bên em rồi nha. Chị trai họ Lê 1m657 cân mặc size XL cho em. Hàng ở bên em có đủ size nên là các chị yên tâm lựa chọn này. Và ra chia sẻ luôn cho em 3 lần và các hội nhóm công khai nha.
thiết kế hai túi ở hai bên cho các chị này, mặc lên vừa sang vừa xinh, giá chỉ có 260.000 đồng thôi. Nên là các chị phải nhanh tay lựa chọn. Và tối nay hôm nay ở bên em chỉ có 30 đơn hàng bán với giá ưu đãi cho các chị thôi nha. Chúng ta có thể rủ bạn bè này, rủ người thân vào đây lựa chọn luôn đi ạ. Bởi vì sau livestream này thì cũng hết hàng mà không còn giá ưu đãi cho các chị nữa đâu. Nên là các chị phải chốt thật nhanh thì mới có đơn hàng nha. Chị Yến Trang Sa A19 màu đỏ cam, để lại số điện thoại giúp em này. Rồi em chốt chị Thùy Dung một cái cho chị Hương Đinh một cái luôn nha. A19 kèm màu kèm số điện thoại và ra chia sẻ 3 lần vào các hội nhóm công khai giúp em để được mua với giá ưu đãi ở bên em ngày hôm nay nha. Cực kỳ đẹp luôn. 560.000 đồng giảm còn 260.000 đồng cho các chị thôi. Màu đỏ cam như mẫu em đang mặc đây này. Đấy, rất là sang trọng và trẻ trung luôn. Hai túi ở hai bên đây, có 4 cái cúc cho các chị này. Vừa sang vừa xinh, chị Nguyễn Nam để luôn lại số điện thoại nha. Ship toàn quốc là 30.000 đồng nha chị ơi. Thắt nơ cũng được hoặc không thắt nơ cũng được, cũng đều sang, cũng đều trẻ trung luôn. Thiết kế cổ của nó này, đấy, rất là đẹp nha các chị em ơi. Dáng này là dáng các chị có thể mặc với váy này, mặc với lại một bộ đồ này thì đều đẹp luôn. Comment cho em đúng cú pháp là A19 kèm màu kèm số điện thoại nha. 56 cân mặc size L cho em nha chị ơi. Có size cho các chị từ 40 đến 75 cân đều có size mặc vừa. Nên là các chị không cần lo đến size số đâu ạ. Giờ em cho chị Quốc Đạt một cái màu đỏ này. A19 màu đỏ cam nha. A19 màu đỏ này. A19 màu vàng bò và A19 màu kem nha. Hàng này Quảng Châu cao cấp này. Chất liệu là da ép ở bên ngoài nha, da ép ở bên ngoài và bên trong là một lớp lót lụa này, cho các chị mặc lên rất là mềm mịn và trẻ trung luôn nha các chị em. Hàng này ở bên em thì có đủ size cho những chị em từ 40 cân đến 75 cân đều có size mà vừa. Đấy, màu mẫu em mặc lên đây là màu đỏ cam nha, cực kỳ sáng da và trẻ trung luôn này. Chị em nào lấy thì chốt luôn cho em đi ạ. Bây giờ mẫu sẽ chuyển lại và mặc lại cái màu đỏ đô này cho các chị xem nha. Chị Trương Hoài ok cho chị một cái vàng bò 55 cân mặc vừa size L này. Ok chốt chị Nguyễn Nam này. Chị Hoàng Thị Hương 45 cân mặc vừa size S nha chị ơi. 40 cân đến 75 cân thì đều có size mà vừa. Mỗi chị ra chia sẻ 2 đến 3 lần trở lên luôn. Luôn nhanh tay đi ạ và rủ bạn bè mình vào đây mua giúp em nè. Đấy, 576 chị đang xem rồi. Mỗi chị ra chia sẻ luôn cho em, mỗi chị chia sẻ 2 đến 3 lần giúp em nha. Rồi em cho chị Lê Thị Nga một cái, cho chị My Lê một cái, cho chị Oanh Kim một cái luôn. Chị em nào nhanh tay thì mới có đơn hàng. Và có rất là nhiều chị đang đặt hàng ở bên em. Em không thể đọc tên hết tất cả các chị nên được, thì các chị cứ comment cho em đúng cú pháp này. A19 kèm màu kèm số điện thoại là sẽ có đơn hàng ở bên em nha. Và ra chia sẻ 3 lần để đơn hàng đấy được lên đơn hàng thành công ạ. Rồi em cho chị Nini Nguyễn luôn nha. Ok chị Sen Nguyễn này, đấy những cái chị có rất là nhiều chị mà đặt hàng còn không được đấy các chị em ạ. Bởi vì hết hàng rất là nhanh luôn, mẫu này đang rất là hot nha. Mà giá thì cực kỳ ưu đãi, nếu các chị không nhanh tay là không có đâu ạ. Chị Nguyễn Thị Liên ok chị nha, mai sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn size này. Tư vấn size xin địa chỉ và gửi hàng cho các chị nên là các chị yên tâm đi. 4 cái tông màu ở bên em toàn là những cái tông màu hot ở bên em nha. Toàn là những cái tông màu hot ở bên em và trên thị trường cũng là những cái tông màu hot luôn. Nên là chị em nào chúng ta thích rồi, ưng rồi thì chúng ta phải comment nhanh này. Rồi cho chị Phạm Hải Yến một cái, chị Xương Rồng để lại số điện thoại cho em đi chị ơi. Đây màu đỏ đô như mẫu em mặc lên nha. Vừa sang vừa trẻ trung này, vừa sang vừa trẻ trung nha. Ok chị Sen Nguyễn lấy màu gì đấy chị ơi? Màu đỏ cam này, màu đỏ cam mặc lên cũng rất là sáng da và tươi trẻ này. Có thêm màu kem nha, màu kem nhã nhặn, chị em nào cũng có thể mặc được cái màu kem này giúp em này. Và có thêm màu vàng bò sáng da. Chị em nào lấy thì chốt luôn cho em A19 kèm màu kèm số điện thoại đi ạ. Rồi cho chị Dung Thùy Lê này, màu cái màu da nha. Màu kem nha các chị em, đây là màu kem, rất là trẻ trung luôn. Bây giờ em sẽ giới thiệu lại toàn bộ màu để cho các chị vào sau tiện theo dõi nha. A19 màu đỏ đô như mẫu em đang mặc này. Rồi ok cho chị Xương Rồng một cái màu đỏ nha. A19 màu vàng bò này, A19 màu kem nha, và A19 màu cam. Màu nào cũng đẹp, màu nào mặc lên cũng rất là nổi và trẻ trung luôn. Chị em nào da ngăm da đen lựa chọn luôn cho em hai cái tông màu là màu kem và màu vàng bò. Chị em nào thích nổi bật chúng ta lựa chọn luôn màu đỏ cam cho em. Còn chị em nào thích nhã nhặn trầm nắng một chút chúng ta lựa chọn cái màu đỏ đô này giúp em nha. Rồi ok chị Hương Vũ một cái này, cho chị Nguyễn Huyền một cái đã chia sẻ ok chị. Những chị em đã chia sẻ rồi thì đơn hàng đã được tự hệ thống sẽ lên đơn hàng thành công cho các chị nha. Bên em không miễn phí ship đâu chị ơi, ship COD toàn quốc là 30.000 đồng. Chúng ta mua một sản phẩm hay 10 sản phẩm cũng chỉ có 30.000 đồng. Nên là những chị em nào chúng ta thích rồi thì phải comment nhanh tay giúp em này. Chị Sen Nguyễn ok, ok chị rồi nha. Hai cái mai sẽ có nhân viên gọi điện này, chốt đơn tư vấn size xin địa chỉ để gửi hàng cho các chị nha. Lưu ý là những chị em nào mà không nghe điện thoại này, không nghe điện thoại bên em sẽ gọi
2 đến 3 lần vào các khung giờ khác nhau. Nếu các chị không nghe điện thoại hay người nhà nghe bảo không phải thì bên em sẽ hủy luôn đơn hàng đấy ạ. Chị Hoàng Cúc A19 màu vàng bò để lại số điện thoại đi chị ơi. Rồi chị Uyên đây đã chia sẻ này, những chị em đã chia sẻ rồi thì nhanh tay vào đặt hàng. Những chị em chúng ta có đơn hàng rồi mà chưa chia sẻ thì nhanh tay ra chia sẻ cho em nha. Mỗi chị em chia sẻ 2 đến 3 lần trở lên giúp em này. Rồi ok cho chị định phone. Chào năm chị đang xem livestream ở thời trang công sở nha. Các chị vào nhanh tay để lựa chọn mẫu này cho mình này. Hôm nay bên em về thêm 30 chiếc áo dạ này nữa để phục vụ đến cho các chị nha. Nên là mỗi chị ra chia sẻ cho em 2 đến 3 lần giúp em đi. Hôm qua những chị em nào mà chưa lựa chọn được cho mình cái mẫu áo dạ này hot hit này ở bên em thì vào luôn đây lựa chọn cho em nha. Hôm nay về thêm 30 cái nữa bên em mang lên đây bán và nhận chỉ 30 đơn hàng thôi. Với mẫu thiết kế áo dạ này ở bên em cho các chị này, mỗi chị ra chia sẻ 2 đến 3 lần trở lên giúp em đi, lên đến 100 người xem em bắt đầu báo giá của mẫu này và bán mẫu này ở bên em cho các chị nha. Mỗi chị trên ra chia sẻ 2 đến 3 lần trở lên giúp em để bên em bán mẫu này ở bên em cho các chị với giá cực kỳ ưu đãi luôn này. Hôm qua những chị em nào chưa lựa chọn được cái mẫu hot này ở bên em thì vào luôn cái livestream này để lựa chọn giúp em nha. Và ra chia sẻ luôn cho em này. Mẫu này ở bên em có giá là có giá đang bán tại shop là 560.000 đồng nha. Là 560.000 đồng giảm tại livestream này chỉ còn 260.000 đồng một set. Và có mã là mã A19 nha các chị em. Có mã là mã A19 260.000 đồng một set này. Và mẫu này ở bên ngoài là một lớp dạ nha. Dạ này là dạ ép này. Dạ ép nha. Mặc lên rất là mềm mịn luôn. Bên trong có thêm một lớp lụa cho các chị nha. Bên trong là một lớp lụa nha các chị em. Hàng cực kỳ mềm mịn cho các chị em mặc lên này. Rất là trẻ trung luôn nha. Thiết kế cổ này và cúc và có túi ở hai bên cho các chị để tiền để điện thoại đều rất là đẹp luôn. Có đủ size cho những chị em từ 40 cân đến 75 cân đều có size mà vừa. Thiết kế như mẫu em mặc lên đây có tặng kèm thêm cho các chị một cái nơ này. Các chị có thể thắt cũng được hoặc không thắt cũng được nha. 44 cân chị mặc vừa size S cho em này. Chị màu tím ơi, chị lấy màu đỏ đô để lại số điện thoại cho em. Màu này đang rất là hot ở bên em nha. Chị Phạm Hoài xe 55 cân mặc vừa size L này. Comment cho em đúng cú pháp là A19 kèm màu kèm số điện thoại ra chia sẻ 3 lần để được mua với giá ưu đãi ở bên em nha. Hôm nay bên em chỉ có 30 set áo dạ này mang lên đây bán giá tri ân cho các chị thôi. Hai bên túi mặc lên vừa trẻ trung vừa sang trọng này. Comment đúng cú pháp thì mới có đơn hàng nha các chị em. A26 kèm màu A19 kèm màu kèm số điện thoại cho em này. Chị Nga Nguyễn 47 cân mặc vừa size M cho em nha. Và có 4 tông màu cho các chị lựa chọn. Màu đang rất là hot ở bên em hiện tại bây giờ đó là màu đỏ đô như mẫu em đang mặc nha. Có thêm màu đỏ này. Có thêm màu đỏ cam nha. Có thêm màu vàng bò này và có thêm màu kem nha các chị em. Chị Hà Nông lấy màu gì đây chị ơi, comment cho em đúng cú pháp đi. A19 kèm màu kèm số điện thoại và ra chia sẻ luôn cho em nha. Rồi em cho chị màu tím một cái luôn này. Lưu ý là ra chia sẻ giúp em 3 lần vào các hội nhóm công khai. Những chị em nào hôm qua chưa lựa chọn được cho mình cái mẫu hot này ở bên em thì vào ngay đây lựa chọn, hôm nay chỉ còn 30 set nữa thôi. Bên em mang lên đây bán giá tri ân cho các chị nha. A19 kèm màu kèm số điện thoại. A19 màu kem này đấy, rất là trẻ trung và sáng da luôn này. Có thêm A19 màu vàng bò nha. A19 màu đỏ cam này và A19 màu đỏ đô như mẫu em mặc. 70 cân chị mặc size 3XL nha. Mẫu này ở bên em có đủ size cho những chị em từ 40 cân đến 75 cân đều có size mặc vừa. Chị Hà Nông lấy màu gì comment cho em màu chị ơi. Comment đúng cú pháp cho em là A19 kèm màu kèm số điện thoại thì mới có đơn hàng ở bên em nha. Không comment đúng cú pháp là sẽ không có đơn hàng đâu ạ. Và tối nay chỉ có 30 set thôi nên bên em mang lên đây bán giá tri ân cho các chị luôn nha. A19 màu đỏ như mẫu em mặc này, tặng kèm cho các chị một cái nơ nha, một cái nơ thắt này mặc này cực kỳ trẻ trung luôn. Bên ngoài của nó là chất liệu da ép này cực kỳ mềm mịn nha. Bên trong có thêm một lớp lụa cho các chị mặc lên rất là trẻ trung này. Rồi em chốt chị Hoàng Thu một cái A19 màu đỏ đô size N. A19 kèm màu kèm số điện thoại cho em. Rồi em chốt chị Anh Trần một cái A19 màu kem nha. Rồi chốt chị Cao Thanh Chuyên một cái A19 màu đỏ đô này. A19 màu đỏ, A19 màu cam, A19 màu vàng bò và A19 màu kem nha.
Mặc màu sáng da là màu vàng bầu hoặc màu kem nha chị ơi. Rồi ok, em chốt cho chị Hà Nông một cái này, em chốt cho chị Hân Bùi một cái nha, chốt cho chị Dung Phạm một cái luôn này. Quá là đẹp luôn, chỉ có 260.000 đồng. Lưu ý phải chia sẻ mới có giá ưu đãi, không chia sẻ không có giá ưu đãi nha. Rồi ok, chị màu tím một cái cho chị Cao Thanh Chuyên một cái. A19 kèm màu kèm số điện thoại ra chia sẻ 3 lần vào các hội nhóm công khai. Chia sẻ về tường trang cá nhân của mình với chế độ công khai 3 lần giúp em để hưởng mua được mua với giá ưu đãi ở bên em nha. Bên ngoài của nó là chất da ép này, chất da ép cực kỳ mềm mịn nha. Bên trong là một chất là chất nhuộm đấy nha các chị em, một lớp nhuộm mỏng này, mềm mịn cho các chị mặc lên rất là trẻ trung luôn. Chị Thu Hằng Trần ok chị một cái màu đỏ nha. 560.000 đồng đang bán tại shop em và bán tại livestream này chỉ còn 260.000 đồng cho các chị thôi. Phải comment đúng cú pháp và ra chia sẻ 3 lần thì mới có đơn hàng ở bên em nha. A19 kèm màu kèm số điện thoại ra chia sẻ luôn cho em đi ạ. Rồi chốt cho chị Phạm Hoài xem một cái màu đỏ đô nha. Giá này giá ngắn này, các chị mặc lên cực kỳ trẻ trung nha. Đấy màu đỏ đô như mẫu em nào mặc lên đây, rất là đẹp luôn. Màu này là màu đang rất là hot ở bên em nha. Màu cực kỳ hot luôn, hai bên có túi cho các chị để tiền để điện thoại này. Chị Hà Nông có đơn rồi nha chị ơi. Chị Khánh Vy 70 cân mặc size 3XL cho em này. Lưu ý là phải chia sẻ mới có giá ưu đãi ở bên em. Bây giờ mẫu sẽ thử sang cái màu vàng bò này cho các chị xem nha. Mẫu bên em sẽ đi thử sang cái màu vàng bò này. Trong thời gian mẫu đi thử màu khác thì các chị nhanh tay thoát livestream này ra và chia sẻ cho em 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc về tường trang cá nhân của mình với chế độ công khai 3 lần giúp em nha. Rồi em chốt chị Nga Nguyễn một cái A19 màu đỏ đô luôn ạ. Rồi ok chị Nga Trần một cái màu đỏ đô nha. A19 kèm màu kèm số điện thoại cho em. Đấy bên ngoài là chất da ép này, cực kỳ mềm mịn cho các chị mặc lên nha, rất là trẻ trung luôn. Đây các chị nhìn chất dạ đấy ạ, nhìn chất dạ cực kỳ đẹp nha. Có cúc đây cho các chị cài này, rất là trẻ trung luôn. Hai bên có túi nha, hai bên có cái túi mặc lên vừa sang vừa xinh này. 260.000 đồng một cái thôi, giá đang bán tại shop là 560.000 đồng, giảm tại livestream này chỉ còn 260.000 đồng cho các chị nha. Và hàng này ở bên em thì có đủ size nên là các chị yên tâm lựa chọn. Bên trong là một lớp nốt lụa này, các chị mặc lên vừa sang trọng vừa trẻ trung này, cực kỳ mềm mịn cho các chị mặc rất là thoải mái luôn nha. Và có 4 tông màu cho các chị lựa chọn là màu kem này, màu cam nha, màu kem, màu đỏ và màu vàng nữa nha. Rồi chốt cho chị Nhân Thiệp một cái, chốt chị Anh Trần một cái luôn nha. A19 kèm màu kèm số điện thoại ra chia sẻ 3 lần vào các hội nhóm công khai. Đây mẫu mặc chị ơi làm gì có màu tím, bên em chỉ có 4 tông màu là màu vàng bò, màu kem, màu đỏ và màu cam thôi nha chị ơi. 4 tông màu và hàng ở bên em có đủ size cho những chị em từ 40 đến 75 cân đều có size màu vừa. Bên em ship COD toàn quốc là 30.000 đồng nha. Đấy màu mẫu em đang mặc lên là màu vàng bò này. Những chị em nào có chúng ta có da ngăm da đen lựa chọn luôn cái màu vàng bò này nên mặc lên giúp em nha. Vừa sang trọng vừa trẻ trung vừa sáng da này. Màu này cũng đang rất là hot ở bên em luôn. Những chị em nào chúng ta ưng rồi thì chúng ta phải comment nhanh, bởi vì mẫu này tối nay bên em chỉ có 30 set mang lên đây bán giá tri ân cho các chị là 260.000 đồng thôi nha. Hôm qua những chị em nào mà đặt hàng chúng ta chưa đặt được thì hôm nay vào nhanh tay vào đây để comment luôn cho em này. A19 kèm màu kèm số điện thoại cho em nha. Đây là hàng Quảng Châu cao cấp ở bên em nha các chị em. Rồi cho chị Hương bé một cái A19 màu vàng bò này. Đây là hàng Quảng Châu cao cấp nha. Chị Phạm Hoài Sen có đơn hàng ở bên em rồi nha. Những chị em nào mà chúng ta chưa chia sẻ thì nhanh tay ra chia sẻ. Còn những chị em nào đã chia sẻ mà chưa đặt hàng thì hãy nhanh tay vào đặt hàng này. Rồi cho chị Sen Hồng một cái A19 màu vàng bò. A19 màu vàng này, A19 màu vàng bò nha, A19 màu đỏ này. Đấy mặc lên cực kỳ đẹp luôn, đang rất là hot ở bên em luôn. A19 màu kem và A19 màu đỏ cam nha. Mặc lên vừa trẻ trung vừa sang trọng này. Rồi ok chị Thanh Hà một cái A19. Và có rất là nhiều chị đặt hàng ở bên em, em không thể đọc tên hết tất cả các chị nên được, thì các chị cứ comment cho em đúng cú pháp này. A19 kèm màu kèm số điện thoại là sẽ có hệ thống tự động lên đơn hàng cho các chị ra chia sẻ 3 lần để đơn hàng đấy được lên đơn hàng thành công nha. Rồi em chốt cho chị Sen Hồng một cái, cho chị Bình Giang một cái, cho chị Hằng Nguyễn một cái này, cho chị Hoa Mùa Xuân một cái luôn nha. Quá là đẹp luôn. 579 chị đang xem, mỗi chị ra chia sẻ 3 đến 4 lần giúp em để bên em bán với giá ưu đãi cho các chị nha. Cực kỳ đẹp luôn, chỉ có 30 set thôi, không nhanh tay không có đơn hàng đâu. Bây giờ mẫu bên em sẽ đi thử qua màu kem này. Mẫu bên em sẽ thử phun màu cho các chị xem nha. Rồi cảm ơn chị Hội Nguyễn này, đấy đã có rất là nhiều chị nhận được hàng ở bên em rồi và biết là chất lượng ở bên em như thế nào, chất dạ này còn đẹp hơn nữa nha các chị em ơi. Máu già này ở bên em còn đẹp hơn nữa này, nên là các chị nhanh tay ra lựa chọn cho mình, chỉ có 260.000 đồng một cái thôi. Rồi em cho chị Khánh Vy một cái vàng bò luôn, 70 cân mặc size 3XL cho em nha. Comment đúng cú pháp nha. A19 kèm màu kèm số điện thoại 560.000 đồng, giảm tại livestream này chỉ còn 260.000 đồng cho các chị thôi. Và hàng này luôn có đủ size cho những chị em từ 40 cân đến 75 cân đều có size màu vừa nha. A19 màu cam này,
A19 màu đỏ này, A19 màu vàng bò và A19 màu kem. Rồi chốt cho chị Mr. Tobi một cái màu vàng bò nha. Chị rồi ok, chị Hoa Mùa Xuân đã chia sẻ 5 lần, ok cảm ơn chị này. Rồi chốt cho chị Hoàng Nga Nguyễn Thu một cái luôn nha. Chị Vũ Thị Hải ơi, chị lấy cho tớ thì chị phải nhắn tin đúng cú pháp cho em này. 52 cân mà vừa size L cho em nha. Chị Diệu Liên ơi, chị Thùy Linh Trần, ok em chốt cho chị một cái màu vàng bò 50 cân mà vừa size N này. Rồi cảm ơn chị Nam Nguyễn này. Đấy, những cái chị mà đã từng mua hàng bên em thì biết chất lượng ở bên em như thế nào nha. Rồi cho chị Anh Trần một cái. Hôm nay chỉ có 30 đơn hàng cho mẫu này thôi. Chị em phải chốt thật nhanh thì mới có đơn hàng nha. Chốt chậm là không có đơn hàng đâu ạ. A19 kèm màu kèm số điện thoại và ra chia sẻ luôn cho em. Đây, chị nào yêu cầu mẫu mặc màu kem đây. Màu kem mặc cực kỳ sáng da và trẻ trung luôn. Đấy, các chị nhìn thấy ạ. Rất là trẻ trung và sáng da nha. Màu kem này, dáng thiết kế này mặc lên nha. Những chị em nào mà có chiều cao khiêm tốn chúng ta mặc màu này nên cũng đẹp này. Hoặc chị em nào có chiều cao mà trên 1m6 giống như mẫu bên em 1m66 đây, mặc lên cũng cực kỳ trẻ trung và xinh luôn nha các chị em. Thiết kế có thêm kèm thêm nơ này. Tặng kèm cho chị một, các chị một cái nơ nha. Các chị có thể thắt nơ hoặc không thắt nơ đều được luôn. Chị Phạm Huyền để lại số điện thoại cho em đi ạ. Chị Khuyên Bùi để lại số điện thoại nha. Chị ơi, chị Thúy Hằng chốt cho chị màu vàng bò rồi nha. Ok chị này, bên em không kiểm tra hàng trước nha chị ơi. Rồi chị Trần Phúc để lại số điện thoại giúp em đi ạ. Lưu ý là ra chia sẻ luôn 3 lần nha. Comment ở đây nhưng vẫn phải chia sẻ này. Chị Xuân Hằng ok chốt cho chị này. Chị Phạm Huyền để lại số điện thoại cho em nha. Chị Sen Hồng 48 cân mặc vừa size M cho em. Hàng ở bên em có đủ size cho những chị em từ 40 cân đến 75 cân đều có size mặc vừa. Mẫu này đang rất là hot ở trên thị trường nha. Giá đang bán trên thị trường là hơn 500 nghìn. Nhưng bán tại shop em hôm nay duy nhất buổi livestream này thôi mới có giá là 260.000 đồng nha các chị em ơi. Chị Trần Mai 55 cân mặc vừa size M cho em này. Comment cho em đúng cú pháp nha. Đúng cú pháp là A19 kèm màu kèm số điện thoại và ra chia sẻ luôn cho em đi ạ. Em ship toàn quốc là 30.000 đồng nha. Comment đúng cú pháp thì mới có đơn hàng. Không comment đúng cú pháp không có đơn hàng đâu ạ. Rồi, rồi cảm ơn chị Lan Nguyễn này đã nhận được hàng rồi, ok chị rất là đẹp luôn nha. Chị Nguyễn Phương Lan ok chốt cho chị A19 màu đen cho chị Thủy. Không có màu đen đâu chị ơi, chỉ có 4 tông màu, em sẽ giới thiệu lại tất cả các màu này. Chị Thủy Đỗ ok chốt cho chị một cái màu màu cam nha. Chị Vũ Thị Hải để lại số điện thoại cho em nha chị ơi. Màu kem như mẫu em mặc lên rất là trẻ trung đấy, màu kem như mẫu em mặc nha. Có thêm A19 màu cam này. A19 màu cam mặc lên cũng rất là sáng da luôn. A19 màu đỏ đô nha, nhã nhặn này. Và A19 màu vàng bò và sáng da. Màu nào cũng đẹp, màu nào cũng trẻ trung. Nên chị em nào chúng ta thích rồi, chúng ta ưng rồi thì phải comment nhanh thì mới có đơn hàng nha. 30 đơn hàng thôi các chị em ạ. Chị Oanh Kim 67 cân mặc size 3XL cho em này. Rồi em chốt cho chị Khuyên Bùi một cái màu đỏ đô 53 cân mặc vừa size L nha. Chị Thái Phúc này mặc vừa size S cho em nha chị ơi. Hàng ở bên em thì luôn có đủ size, các chị không cần phải lo đến size số này. Mai bên em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn size xin địa chỉ và gửi hàng cho các chị nha. Chị Oanh Lê ơi, em chỉ bán hàng online ở Hà Nội thôi nha chị ơi. Chị Nguyễn Phương Lan em chốt cho chị ơi không có màu đen nha chị Nguyễn Phương Lan ơi. Em chỉ có 3-4 tông màu này thôi, không có màu đen đâu nha. Chị Hoàng Thoi này A19 màu vàng bò ok em chốt cho chị luôn. Quá là đẹp luôn. Cho một siêu phẩm này nha. Đấy, những chị em nào mà chiều cao khiêm tốn lựa chọn luôn cho em cái mẫu áo dạ này này. Không miễn phí ship nha. Ship toàn quốc là 30.000 đồng. Mua 5 hay 10 sản phẩm cũng chỉ có 30.000 đồng thôi. Rồi ok cho chị Nguyễn Vân một cái vàng bò, cho chị Việt Hà một cái màu vàng bò luôn. Hàng này thì có đủ size cho những chị em từ 40 đến 75 cân đều có size mà vừa. Bây giờ mẫu bên em sẽ đi thử sang cái màu cam cho các chị xem này. Hàng này ở bên em có đủ size nha. Lưu ý là các chị phải chia sẻ nhanh tay thì mới có đơn hàng. Không chia sẻ không có giá ưu đãi nha. Chỉ áp dụng cho những chị em chia sẻ livestream 3 lần và đặt hàng tại livestream này thôi. A19 kèm màu kèm số điện thoại và ra chia sẻ luôn cho em đi ạ. Rồi chị Cẩm Trường ơi, chị để lại số điện thoại giúp em nha. Thì em mới có thể ship đến cho chị được. Chị lấy màu kem mình để lại số điện thoại đi. Chị Nguyễn Phương Lan màu vàng bò ok em cho chị này. Em cho chị Linh Lê một cái màu vàng bò luôn nha. A19 kèm màu kèm số điện thoại. Chị Nguyễn Diệu Liên để lại số điện thoại giúp em nè. Mỗi chị em ra chia sẻ 2 đến 3 lần trở lên nha. Rồi ok chị Phạm Huyền một cái luôn. 565 chị đang xem. Mỗi chị ra chia sẻ 2 đến 3 lần trở lên giúp em thì mới có đơn hàng ở bên em nha. Rồi ok chị Nhâm Thiệp này, mai nhân viên gọi điện thì bảo đổi sang màu đấy giúp em nha. Chị Phạm Huyền ơi, một chút nữa mẫu sẽ mặc cái màu vàng bò lên cho các chị xem này. Cho chị Tình Vũ một cái màu kem luôn. A19 kèm màu kèm số điện thoại ra chia sẻ 3 lần và các hội nhóm công khai giúp em. Bên ngoài của nó là một chất dạ ép nha các chị em. Rồi các cho chị Cẩm Trường một cái luôn nha. Quá là đẹp, cho một siêu phẩm luôn. Chị em nào nhanh tay thì mới có đơn hàng này. Bên trong của nó là một lớp lụa nha, cực kỳ mềm mịn cho các chị mặc nên cực kỳ thoải mái luôn này. Hàng này có đủ size nha. Chị Tâm Hồ lấy màu vàng bò để lại số điện thoại đi chị ơi. Đây màu đỏ cam mẫu em mặc lên này. Đấy, rất là sang trọng, rất là trẻ.